Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 136, Tiểu Nha Đầu. Bao xương nặng nề lông nhung thiên nga màn cửa chậm rãi kéo ra, người mặc bó sát người dạ phục màu đen cơ khinh xa rốt cục biểu diễn. Nguyên bản ồn ào vô so đấu chó trận bỗng nhiên liền an yên tĩnh. Ngồi tại hạ bên cạnh trên khán đài rất nhiều người giàu có lão bản kìm lòng không đặng đứng dậy, hướng cơ khinh xa hành chú mục lễ. Cơ khinh xa trên mặt kiều diễm triển lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, khẽ vuốt cằm ra hiệu. Chỉ cần là kinh yến một vùng có danh vọng phú hào, ai không biết Ngọc Quan Âm. Thậm chí Diệp Hạo Văn, Uông Thuật Văn cùng một cùng nha nội đều hướng cơ khinh xa mỉm cười giơ tay. Cùng Uông Thuật Văn song song ngồi cùng một chỗ Uông Phi liếc mắt liếc quá khứ, có chút kinh ngạc mà hỏi thăm, nhị ca, cái này ai vậy? Xinh đẹp như vậy, Uông Phi năm ngoái mới từ Tây Bắc vùng đất nghèo nàn trở lại kinh sư, lập tức liền bị Tiêu Phàm một quyền đưa tiến vào bệnh viện ở 3 tháng, đối kinh yến chi địa đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Quan Âm còn rất lạ lẫm. Uông Thuật Văn nói, cơ khinh xa, cơ thị tập đoàn tổng giám đốc. Uông Phi liền nhếch miệng, khinh thường nói, một cái người làm ăn, làm gì đối nàng khách khí như vậy. Uông Tam Thiếu là người kiêu ngạo, nói thật, những thương nhân này, dù là sinh ý làm được lại lớn, tiền lại nhiều, cũng sẽ không coi là thật đặt ở hàng hiệu nha nội trong mắt. Uông Phi phụ thân Uông Vĩ Thành cũng là xí nghiệp tổng giám đốc, nhưng kia có thể giống nhau sao? Uông Vĩ Thành là mạnh mẽ phó bộ cấp cán bộ nòng cốt, tùy thời đều có thể chuyển thành một tỉnh đại quan, hoặc là nhập chủ quốc gia các bộ và ủy ban trung ương. Cùng phổ thông thương nhân căn bản liền không là một chuyện. Uông Thuật Văn vội vàng nói, Tiểu Phi, người cũng chớ xem thường nữ nhân này, rất lợi hại. Yến Bắc trước kia Ngụy Bí Thư, người biết à, lão Ngụy không may, nghe nói liền cùng nàng có quan hệ. Cái gì, lúc này Uông Phi là thật lấy làm kinh hãi. Yến Bắc tỉnh ủy trước Bí Thư lão Ngụy rơi đài, xem như chấn động cả nước sự kiện lớn, Uông Phi cứ việc ở xa Tây Bắc, cũng đã được nghe nói. Đối với bọn hắn dạng này chính tông nhất con em thế gia mà nói, đối chính trị sự kiện lớn trình độ chú ý, vượt xa khỏi thường nhân. Mà lại Yến Bắc bớt chính trị địa vị cực đặc thù, gánh vác hộ vệ kinh kỳ trách nhiệm. Yến Bắc bớt chính trị đại cục, xuyên qua từ đầu đến cuối chỉ có một chữ ổn. Không phải lão luyện thành thục uy nghiêm lão đồng chí, không đủ để đảm đương nhiệm vụ này. Sau khi dựng nước, các đời Yến Bắc bí thư tỉnh ủy đều là trước sau vẹn toàn, chính vì vậy. Ngụy Bí Thư xảy ra chuyện mới nhất là khiến người chấn kinh. Uông Thuật Văn nhẹ gật đầu, thần sắc trở nên cực kỳ trịnh trọng, nói Tiểu Phi, nữ nhân này không đơn giản a. Không có chuyện còn là không nên tùy tiện cùng nàng phát sinh cái gì xung đột. Uông Phi cười nói, nhị ca, người nghĩ nhiều, chỉ cần nàng không chọc ta, ta đi chọc giận nàng làm gì. Ăn nhiều ăn không tiêu, bất quá, chậc chậc, tối nay cái này đấu chó trận, nữ nhân xinh đẹp còn thật không ít. Nhất là kia mặc đồ đỏ phục tiểu nha đầu, thực tế thật xinh đẹp, cùng. Hừ, cùng cái kia trắng nga nữ nhân có một so. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nâng lên Azelena, Uông Phi sắc mặt lại trở nên âm trầm. Xinh đẹp như vậy có hương vị dị quốc mỹ nữ, thế mà liền để lão Tiêu nhà cái kia đạo sĩ cho ủi, quả thực lẽ nào lại như vậy? Một người xuất gia, cùng người tranh nữ nhân liền tranh nữ nhân thôi. Còn đem Uông Tam Thiếu đánh hôn thiên hắc địa. Uông Thuật Văn cười nói, Tiểu Phi, nếu không như vậy đi, ta cho Nghiêm Bác gọi điện thoại, để hắn điều tra thêm nha đầu kia nội tình. Tốt, Uông Phi lập tức lại hưng phấn lên, ngủ không được trắng nga nữ nhân, ngủ ngủ cái này như nước trong veo tiểu nha đầu cũng rất tốt. Nếu là Uông Tam Thiếu biết cái này như nước trong veo thiên chân vô tà tiểu nha đầu, tùy thời tùy chỗ có khả năng cho người ta chí mạng một kiếm, không biết phải chăng là còn có dạng này ác tha suy nghĩ. Liền Uông Tam Thiếu điểm kia quyền cước, thật không đủ người ta một cái tiểu bàn tay đánh. Uông Thuật Văn lắc đầu, cầm điện thoại di động lên cho Nghiêm Bác đánh tới. Uông Nhị Thiếu cũng có chút làm không rõ ràng, làm sao người đường đệ này như vậy gãi bao, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền lưu chảy nước miếng. Thật chẳng lẽ chính là trong quân đợi 3 năm, lão mẫu heo thi đấu điêu thuyền. Chỉ cần hắn không tùy tiện đi đánh cơ khinh xa chủ ý là được. Uông Thuật Văn thế nhưng là rất rõ ràng. Nữ nhân này tại kinh yến chi địa thế lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Mặc dù lão Uông nhà là một cùng một đại hào môn, cơ khinh xa rất khó từ trên căn bản uy hiếp được Uông gia, nhưng Uông Thuật Văn Uông Phi nhưng cũng không thể thật đại biểu Uông gia. Đánh lấy hàng hiệu tử, dùng hoàn khố nha nội tiểu thủ đoạn đi đối phó Ngọc Quan Âm, cũng không dùng được. Theo Uông Thuật Văn biết, mấy cái hào môn thế gia trưởng bối, đều cùng cơ khinh xa cùng cơ thị tập đoàn có quan hệ mật thiết. Nghe nói nữ nhân kia trừ dung mạo xinh đẹp, còn có chút rất đặc biệt bản sự khác,
đem mấy vị bộ cấp phó bộ cấp quan lớn đều lừa gạt được. Về phần đến cùng làm sao lắc lư, lại là không được biết. Xinh đẹp bông hoa có thể hái, nhưng là hoa hồng có gai, liền không cần thiết không phải đưa tay không thể. Cơ Khinh Xa tự nhiên nghe không được Uông gia hai anh em đối thoại, ánh mắt tại Uyển Thiên Thiên bên này hơi chút dừng lại, Uyển Thiên Thiên hướng nàng dương giơ tay. Cơ Khinh Xa nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu hoàn lễ. Đứng ở sau lưng nàng Phạm Nhạc Từ Tốn nói, làm sao cái này tiểu cô nãi nãi cũng tới tham gia náo nhiệt rồi. Cơ Khinh Xa mỉm cười nói, ai biết được, Thiên Thiên chính là như thế cái ham chơi họ Tử. Nàng làm rất nhiều chuyện, ngay cả ta đều đoán không ra. Nghe ý tứ trong lời nói này, hai cái đại mỹ nhân lẫn nhau ở giữa rất quen thuộc. Phạm Nhạc nhẹ nhàng hừ một tiếng, nàng lão hầu nháo như vậy xuống dưới, ta nhìn quá sức. Âm linh phản vệ đủ nàng uống một bình, Cơ Khinh Xa tú mỹ song mi có chút nhau một chút, lập tức giãn ra, nói, Phạm Nhạc, người thật giống như đối Thiên Thiên có thành kiến. Phạm Nhạc Từ Tốn nói, thành kiến chưa nói tới, chỉ cần nàng tối nay không náo là được. Sẽ không, Thiên Thiên mặc dù ham chơi, lại sẽ không thật hồ nháo, rất hiểu nắm nặng nhẹ. Chỉ cần không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không tùy tiện tìm người xúi quẩy. Ai dám trêu chọc nàng ha? Vậy cũng không nhất định. Quen thuộc nàng người tự nhiên không dám, chưa quen thuộc coi như khó nói. Bao nhiêu xinh đẹp tiểu nha đầu đúng hay không? Tiểu nha đầu, Phạm Nhạc không chịu được lắc đầu. Uyển Thiên Thiên dạng này tiểu nha đầu, không biết muốn hại chết bao nhiêu nam nhân. Cơ Khinh Xa khe khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa mình huyệt thái dương, nói chí ít so ta trẻ tuổi a. Phạm Nhạc không nói lời nào, ánh mắt lóe lên một vòng ánh mắt khác thường. Rất nhanh, cái cuối cùng bao xương nặng nề lông nhung thiên nga màn cửa cũng kéo ra, Đoàn Khổng Tước nghiêng nghiêng dựa vào ghế salon bằng da thật bên trong, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, bên người nhiều một cái xinh đẹp nữ hài tử, chí ít nhìn qua là cái xinh đẹp nữ hài tử. Cơ Khinh Xa ánh mắt hướng bên kia thoáng nhìn, rất nhanh thu hồi lại, thấp giọng nói, Đoàn Vương gia đứa con trai này. Mang theo trầm thấp thở dài một tiếng, tựa hồ thực vì Đoàn Thất Tinh sầu lo. Phạm Nhạc cười lạnh nói, tiểu tử này làm sao kia đức hạnh. Ngang ngược, còn thích, hừ, một điểm không giống Đoàn Thất Tinh. Nghe nói, Đoàn Khổng Tước tại Hoàng Tam gia trên địa đầu, là bị Tiêu gia vị kia một thiếu cho thu thập. Phạm Nhạc, người nói, Tiêu một ít đến ngọn nguồn là cái hạng người gì. Uông gia Tam Nhi, Diệp Đại Thiếu đều trong tay hắn đầu ăn quả đắng. Phạm Nhạc sắc mặt chỉnh trọng lên, khẽ lắc đầu, nói, không biết. Người này tựa như là bỗng nhiên xuất hiện, trước đó, chúng ta đối với hắn không có chút nào quen thuộc. Còn em thế ra, hắn có thể coi là vai trò thấp nhất. Tại tông giáo cục đi làm, cổ quái, chính là bởi vì dạng này, ta mới cảm thấy kỳ quái. Ngươi không cảm thấy có ý tứ sao? Một cái không hiển sơn không lộ thủy người, cơ hồ không ai chú ý hắn, bỗng nhiên xuất hiện, cường hãn đến mức độ biến thái. Nhắc tới vị Tiêu một thiếu phía sau không có một chút cố sự, ngươi tin tưởng. Cơ Khinh Xa ung dung nói, ngươi ý tứ, điều tra thêm lai lịch của hắn, bất quá muốn đặc biệt chú ý. Tiêu gia gần đoạn thời gian giống như không quá bình tĩnh, Tiêu lão gia tử lúc đầu đã bệnh tình nguy kịch, không hiểu thấu liền khôi phục xuất viện. Hoàng Hải Văn nhị thái gia bỗng nhiên liền chạy tới kinh sư giải chú, còn liền ở tại lão Tiêu nhà phụ cận. Cái này thật không đơn giản, nếu thật là cùng lão Tiêu nhà có quan hệ, chúng ta hay là cẩn thận là hơn. Phạm Nhạc nhẹ gật đầu, Văn nhị thái gia hành động này, quả thật làm cho người không tốt cầm. Lão gia tử quy ẩn bao lâu? Thật chẳng lẽ nghĩ tại Tứ Cửu Thành bên trong náo ra chút chuyện đến. Cơ Khinh Xa lắc đầu, nhíu mày nói, không dễ đoán, hoàn toàn không tính được tới. Từ hắn tiến vào thủ đô bắt đầu từ ngày đó, ta trước trước sau sau lên ba quẻ, cũng không chiếm được một chút tin tức. Lão gia tử công lực, quá thâm hậu, đem kia một vùng cực kỳ chặt chẽ che đậy, bất kỳ cái gì xem bói chi pháp đều vô dụng. Phạm Nhạc lấy làm kinh hãi, hỏi, ngươi đã lên quẻ rồi. Phạm Nhạc im lặng. Đối Cơ Khinh Xa năng lực, khả năng lại không có người khác so hắn hiểu càng rõ ràng hơn. Cơ gia lúc ấy như vậy cái cục diện rối rắm, thời gian 3 năm liền thu thập phải ngay ngắn rõ ràng, vui vẻ phồn vinh. Cửu lão gia tử cửu nhân, từng cái rơi đài, những này Phạm Nhạc đều là kinh nghiệm bản thân. Hiện tại Cơ Khinh Xa đối mặt Văn nhị thái gia, ngay cả lên ba quẻ, thế mà ngay cả một điểm tin tức hữu dụng cũng không chiếm được, cũng khó trách Phạm Nhạc giật mình. Vô cực môn, thật cường đại như vậy a. Chốc lát, Cơ Khinh Xa giống như là tự lẩm bẩm thấp giọng nói. Phong độ ưu nhã, tựa hồ hết thảy đều nắm trong tay bên trong kinh yến đại hào ngọc quan âm trên mặt, lần thứ nhất hiển lộ ra thần tình khốn hoặc. Phạm Nhạc không khỏi hãi nhiên,
như bóng với hình đi theo Cơ Khinh Sa nhiều năm như vậy, Phạm Nhạc hay là lần đầu tại Cơ Khinh Sa trên mặt nhìn thấy khốn vẻ nghi hoặc, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại Phạm Nhạc trong mắt, bất cứ lúc nào chỗ nào, mặc kệ thế cục cỡ nào bại hoại, Cơ Khinh Sa luôn luôn hình dung đối mặt, gió nhạt mây nhẹ. Hiện tại, Văn Nhị Thái gia vào kinh, cùng Cơ gia chưa từng xảy ra dù là một tơ một hào chính diện tiếp xúc, càng chưa từng xảy ra mảy may gút mắt tranh chấp, Cơ Khinh Sa lại sâu sâu sầu lo. Lẫn nhau ở giữa không có cái gì lớn xung đột lợi ích, Văn Nhị Thái gia hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới. Dĩ nhiên không phải, bất quá không làm rõ ràng được hắn đột nhiên vào kinh nguyên nhân, luôn luôn để người chẳng phải an tâm. Ta đoán chừng, khoảng thời gian này, tứ cửu thành bên trong khẳng định sẽ phát sinh chút gì. Phạm Nhạc, phân phó các huynh đệ, cẩn thận làm việc, không nên đi trêu chọc Hoàng Hải người tới. Cơ Khinh Sa cau lại song mi giãn ra, nhẹ giọng phân phó nói, lại khôi phục gió nhạt mây nhẹ thái độ. Chỉ cần bọn hắn không chủ động đến trêu chọc chúng ta, vậy liền trước nhìn kỹ hãng nói đi. Đối với chúng ta có lẽ chưa chắc chính là chuyện xấu. Phạm Nhạc gật gật đầu, nhẹ nhàng lui về sau một bước, không nói thêm gì nữa. Chương 137, tiền đặt cược. Đấu chó giải thi đấu chính thức bắt đầu. Hôm nay tranh tài, chọn lựa là hỗn chiến chế độ thi đấu. Bình thường mà nói, đấu chó đều là tại đồng dạng giống chó ở giữa tiến hành, bỉ đặc đấu bỉ đặc, thổ tá đấu thổ tá, đỗ cao đấu đỗ cao, chó ngao Tây Tạng đấu chó ngao Tây Tạng, cao cây dần đều cao cây dần, cao nhồng đấu cao nhồng. Dạng này chế độ thi đấu, càng công bằng một chút. Tỷ như cao cây dần khuyển, là loại cực lớn loài chó, nặng nhất chó được có vượt qua 200 cân, cao nhồng lớn nhất chỉ có 6-70 cân, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Đương nhiên cũng không phải nói, cỡ nhỏ khuyển liền nhất định đánh không lại cỡ lớn khuyển, cũng có ngoại lệ tình huống. Nhưng đa số tình huống dưới, hình thể lớn loài chó sẽ chiếm theo tiên thiên họ ưu thế. Cái gọi là hỗn chiến, chính là khác biệt loài chó đấu chó cùng đài chém giết, không có thể trọng hạn chế. Mỗi một trận đấu chó, bình thường hạn lúc 30 phút. Thật giống như nhân loại thi đấu tranh tài đồng dạng, đấu chó cũng có hạt giống tuyển thủ, bình thường hạt giống tuyển thủ sẽ không phân tại cùng một cái tổ, cũng rất ít ngay lập tức ra trận. Bất quá ngày hôm nay đến khách không ít người, mang tới cỡ lớn mãnh khuyển cũng không ít, cân nhắc đến tranh tài thời gian không thể kéo quá dài, trực tiếp bên trên đều là hạt giống tuyển thủ. Cân bằng mang tới đầu kia thổ tá, chính là vòng thứ nhất ra sân. Đối thủ là khác một đầu thổ tá, ở đây một vị Yến Nam lão bản mang tới, thân cao thể kiện, tứ chi phát triển, cũng là uy phong lẫm liệt. Nghe nói đây cũng là một đầu quán quân khuyển, ở trong nước chó triển bên trên qua được quán quân danh hiệu. Tại Yến Nam đấu chó giải thi đấu bên trong, Tử Vô bại tích. Thế nào, lão Tề? Thấy bên kia thổ tá, Tiểu Quế Tử vội vàng nhìn về phía Cân Bằng, hỏi. Cân Bằng rút một điếu thuốc, bình chân như vậy nói, không có việc gì, chắc thắng. Ta cái này chó, không có thua qua. Đến thủ đô hơn một tháng, lão Tề cố gắng cuốn lên đầu lưỡi nói tiếng phổ thông, kinh phiến tử tựa hồ cũng rất có chút ra dáng. Tốt, vậy liền dưới 200.000. Nhị ca, Tiểu Quế Tử hưng phấn lên. Tiêu Thiên nhẹ gật đầu. 200.000 tiền đặt cược, Tiêu Nhị ca hay là có khả năng, mà lại lão Tề như thế tự tin hơn gấp trăm lần, nghe liền hăng hái. Lập tức Tiểu Quế Tử liền bận bịu hồ, cầm điện thoại lên đặt cược. Phía dưới trên khán đài, nhân viên phục vụ đi tới đi lui, tại một đám khách người bên trong thu lấy tiền đặt cược. Đấu chó giải thi đấu sở dĩ hấp dẫn người, mấu chốt chính là song trọng kích thích. Đấu chó rất kích thích, đánh cược càng thêm kích thích. Muốn chính là loại này lo được lo mất niềm vui thú, chơi chính là nhịp tim. Nghiêm bác ở phía sau đài nhìn xem, cười tủm tỉm. Cái đồ chơi này chính là kiếm tiền A, so nuôi chó kiếm tiền nhiều. Theo Nghiêm bác nuôi chó trận danh khí càng ngày càng vang dội, đến đây cổ động khách nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Trước kia nửa tháng mới làm một lần đấu chó, hiện tại một tuần liền hai lần. Khách nhân đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao. Nhìn xem, danh chấn kinh sư mấy vị hoàn khố đại ca đều đến đông đủ. Mặc dù nói, kinh sư hoàn khố đại ca không chỉ như vậy mấy vị, nhưng thân phận địa vị so Tiêu Nhị Thiếu, Uông Nhị Thiếu, Diệp Đại Thiếu cao hơn, nhưng cũng không nhiều thấy. Thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, cứ việc cái này không hoàn toàn là Nghiêm bác sản nghiệp của mình, nhưng cơ tổng đối các huynh đệ chưa nói, liền xem như chia 4-6, Nghiêm bác từ lâu là 10 triệu phú hào, hiển nhiên chừng 2 năm nữa, Nghiêm bác Nghiêm đại lão bản cũng đem bước vào ngàn tỷ phú hào hàng ngũ. Nuôi mấy con chó dưỡng thành ức vạn phú ông, đây là Nghiêm bác trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính sách tốt, tất cả mọi người có tiền, thiêu đến hoảng, không lung tung đập mất một điểm, lại hoa đi nơi nào.
toàn tiêu vào tiểu nương môn tuyết trắng trên bụng, cũng phải có tinh lực như vậy mới được a. À. Thổ tá hiếu chiến, danh bất hư truyền, hai đầu chó còn không có lên đài, cách lan can sắt, liền đã ô ô gầm nhẹ, hướng đối thủ phát huy, thân thể kéo căng thẳng tắp, tựa hồ lúc nào cũng có thể tránh thoát nhân viên công tác trong tay dây thừng. Bong bong một tiếng tiếng chiêng vang, nhân viên công tác gỡ xuống dây thừng, buông xuống sắt áp, thông hướng đấu chó đài thông đạo mở ra. Hai đầu thổ tá tiễn xông về phía trước, vụt, đấu chó đài sắt áp cũng để xuống. Mới vừa rồi còn vội vã không nhịn nổi hai đầu thổ tá đều chiếm một phương, bắt đầu trên dưới dò xét đối thủ. Tương đối mà nói, thổ tá là rất an tĩnh đấu chó, chứ phát hiện làm nó cảm thấy ngạc nhiên mới mẻ sự vật, mới có thể đột phát âm thanh lớn. Từ hình thể nhìn, cân bằng thổ tá lớn hơn một chút, Yến Nam đến đầu kia thổ tá, đơn độc nhìn thời điểm cũng rất tráng kiện, hai đầu đặt cùng một chỗ, liền hiển có sai lệch đến. Chiến đấu kết quả cơ bản không có gì lo lắng. Sớm định ra 30 phút tranh tài thời gian, bất quá 5,6 phút liền xong việc. Cân bằng thổ tá đại hoạch toàn thắng, từ đầu đến cuối, nó đều khai thác thế công, ngay từ đầu liền chiếm thượng phong, càng về sau ưu thế càng rõ hiển, cuối cùng Yến Nam đầu kia thổ tá cục đuôi chạy chối chết, vòng quanh đấu chó đài xoay quanh tử, không dám tiếp tục ứng chiến. Nhân viên công tác kịp thời đình chỉ tranh tài, lão Tề, Châu, Tiểu Quế Tử mặt mày hớn hở, hướng cân bằng vươn ngón tay cái. Vài phút, chỉ toàn kiếm 200.000, so cái gì sinh ý đến tiền đều nhanh, không có chút nào tốn sức. Lão Tề cười ha hả ôm quyền chắp tay, nói Quế ít, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, nóng người, đầu to tại phía sau. Tối nay, đại gia hỏa không kiếm cái 180.000, không tính thắng tiền. Tiêu Thiên cùng Giang Vũ Thành cũng nhịn không được cười lên. Lão Tề, nghiêu như vậy à, cái này tính là gì nha, chút tiền như vậy, tại mấy vị công tử trong mắt, chính là cái tiền tiêu vặt không phải. Chờ sau này ta lão Tề tại thủ đô Thanh sinh ý làm mở, chúng ta cùng một chỗ góp hồ, ta dính mấy vị công tử ánh sáng, cũng phát cái tiểu tài, ha ha. Cân bằng lời nói đến mức thật khiêm nhường, có lẽ trong mắt hắn, những này thủ đô hàng hiệu nha nội, cả đám đều thân gia ngàn tỷ. Tiêu Thiên Giang Vũ Thành liếc nhau, cười mà không nói. Cân bằng mặc dù là đủ ý tứ bằng hữu, có chút bí mật, tạm thời cũng sẽ không để hắn biết được. Nếu như cái này phương Nam đến người làm ăn biết Tiêu Nhị Ca thân gia vẫn chưa tới 1 triệu, chỉ sợ nhất thời liền muốn nhìn Tiêu Nhị Ca không dậy nổi. Những người làm ăn này a, ai nhiều tiền liền sùng bái ai. Đây là nghiêng ngả không phá chân lý. Hàng hiệu nha nội thiếu tiền tiêu, hơn phân nửa đã nói lên bọn hắn năng lực có hạn, chỉ hư hữu nó đồng hồ. Bất quá, nếu như tối nay thật có thể thắng cái 180.000, vậy coi như vui vẻ, lập tức tài sản tăng gấp đôi a. Sau đó ra sân chính là Uông Thuật Văn mang tới xoay sóng lợi đốn, nguyên sinh Italia nổi tiếng đấu chó, miệng thủy chi vương. Uông Thuật Văn kiếm tiền thủ đoạn, so Tiêu Thiên mạnh nhiều. Uông Nhị Thiếu kiếm tiền thời điểm, không lớn bận tâm mặt mũi, xem như cái chủ nghĩa thực dụng người. Dù sao lão Uông nhà còn có cái không chịu thua kém Uông Thuật đều Uông Một Thiếu đâu. Trên quan trường, có Uông Một Thiếu liền đủ rồi, Uông Nhị Thiếu một mực hảo hảo hưởng thụ đẹp cuộc sống tốt. Mà lại Uông gia trưởng bối, tựa hồ cũng so Tiêu gia trưởng bối càng thêm hiểu được biến báo. Uông Vĩ Minh không giống Tiêu Trạm nghiêm túc như vậy cứng nhắc, tại lãnh đạo cao cấp cán bộ bên trong, tính được mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nhất là Uông Thuật Văn nhị thúc Uông Vĩ Thành, đối vãn bối rất hòa ái, lại làm lấy cỡ lớn ương mong đợi nhà, cũng không ngăn cản bọn tiểu bối kiếm ít tiền lẻ, có cái thời điểm thậm chí còn có thể giúp đỡ một thanh. Nếu là lão Uông nhà tử đệ, liền đại biểu cho Uông gia mặt mũi, quá keo kiệt sẽ làm trò cười cho người khác. Đương nhiên, Uông Vĩ Thành còn có một cái khác cân nhắc. Uông Thuật Văn cùng Uông Phi đều là hoàn khố họ tử, hoàn khố là không thể thiếu tiền, bằng không bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi làm tiền, nói không chừng liền làm ra sự tình đến, còn không bằng mình giúp một cái, chí ít không sẽ chọc cho sai lầm. Cùng loại tình hình như vậy, ở thế gia hào môn tử đệ bên trong cũng không phải chưa từng xảy ra. Có mấy lần còn huyên náo lão đại, chẳng những đem rất nhiều hàng hiệu nha nội liên lụy đi vào, không thoát thân nổi. Thậm chí còn liên lụy về đến trong nhà lão đầu tử, gây nên như vậy sóng gió lớn. Luận gia tài, Uông Nhị Thiếu dù coi như còn so ra kém Diệp Đại Ít, cũng không khác nhau lắm. Uông Thuật Văn tại biệt thự của mình bên trong, nuôi mấy đầu đấu chó, không có việc gì liền kéo đến cây mộc lan bãi săn bên này đấu một trận. Hiện tại Uông Phi về nhà, cũng ở tại hắn biệt thự kia, nữ nhân cũng nhiều hơn. Uông Ba thể lực là thật tràn đầy, thậm chí còn tại bệnh viện ở thời điểm, liền nhẫn nại không được. Gọi hai tiểu nữ đi tiếp khách. Làm cho Uông Hai rất là ao ước. Sớm biết dạng này,
cũng nên để thúc thúc thanh mình làm tới Tây Bắc đi rèn luyện mấy năm. Khi còn bé ăn chút khổ không có gì, hiện tại chẳng phải thoải mái sao? Có tiền có thế, xinh đẹp cô nàng thiêu thân lao đầu vào lửa như tuôn ra đem lên đến, tùy theo chọn, chính là thể lực theo không kịp, Uông Nhị thiếu quái buồn bực. Cũng may còn có đấu chó dạng này khỏi phải mình tốn hao thể lực việc vui có thể tìm. Khác một đầu đấu chó cũng là xoay sóng lợi đốn. Mở đầu cái này mấy trận, xem như trận khởi động, cũng gọi tiểu tổ thi đấu, cùng cái này mấy trận trận khởi động đấu xong, mới là chiến thắng Pitbull đại hỗn chiến. Nhị thiếu, trận này cũng mua chút không? Cân bằng đốt điếu thuốc, ở một bên hỏi, ánh mắt hữu ý vô ý ở giữa tại đối diện đoàn khổng tước trên mặt đảo qua. Đoàn tiểu vương ra âm trầm hai mắt, nhìn về phía Tiêu Thiên bên này thời điểm, so nhìn về phía đấu chó trận thời điểm còn nhiều. Đối phương con chó kia, giống như cũng không kém a. Tiêu Thiên có chút do dự, vừa rồi hai đầu thổ tá, chỉ nhìn hình thể, cân bằng đầu kia liền rõ ràng chiếm thượng phong, dưới kia chú, tương đối có nắm chắc. Hiện tại xem ra, hai đầu xoay sóng lợi đốn thế lực ngang nhau, rất khó phân ra cao thấp. Tiểu Quế Tử vừa cười vừa nói, chơi đùa thôi, Uông Thuật Văn không đến mức mất mặt như vậy a. Một trận đều thắng không được, đây cũng là hướng về phía Uông Nhị thiếu mặt mũi đi. Tiêu Thiên cười nói, vậy liền chơi đùa đi. Chúng ta hay là dưới 200.000, thật muốn thua, cũng là thắng đến, không đau lòng. Là cái này lý, thật thà Giang Vũ Thành cũng nhẹ gật đầu. Cứ việc Tiêu Nhị ca cùng Uông Nhị ca không hợp nhau, lại cũng không để ý để Uông Nhị ca giúp bọn hắn lợi ít tiền hoa hoa. Tiểu Quế Tử càng là hưng cao thải liệt, lập tức bắt lấy điện thoại đặt cược. Nói đến, Tiểu Quế Tử đối Uông Nhị ca cũng vẫn tương đối có lòng tin, Uông hai người này, muốn mặt mũi. Phía dưới trên khán đài đặt cược người, rõ ràng so vừa rồi trận kia thiếu chút. Đoàn người đều có chút không nắm chắc được, cũng không phải là mỗi người đều đối Uông Nhị thiếu mặt mũi có lòng tin như vậy, chân chính biết Uông Nhị thiếu lai lịch người, không nhiều. Trận này đấu chó tương đối so trận đầu muốn đặc sắc nhiều, hai đầu xoay sóng lợi đốn quấn cùng một chỗ chém giết, khó hòa giải, máu tươi văng khắp nơi, chàng tử bên trong bầu không khí lập tức tăng vọt, tiếng gào huyết sáo âm thanh liên tiếp. Thiên về một bên tranh tài cố nhiên rất thoải mái, nhưng kỳ phùng địch thủ tranh tài xem ra mới thật đã nghiền. Hai đầu chó chiến đấu 20 phút, rốt cục phân ra được thắng bại. Kết quả ra ngoài ý định, Uông Nhị thiếu xoay sóng lợi đốn vậy mà thua. Trong bao xương lập tức yên tĩnh im ắng, Tiêu Thiên Giang Vũ Thành Tiểu Quế Tử cân bằng hai mặt nhìn nhau, đều có chút ủ rũ. Chương 138, Diệp Đại Ít đi báo một tiễn mối thù. Một đài đen nhánh bóng lưỡng đại bôn, phi nhanh tại kinh sư thông hướng cây mộc lan bãi săn trên đường cao tốc. Tân Lâm miệng bên trong không nói, lại cũng không thể không thừa nhận, mở đại bôn xúc cảm xác thực so nửa mới không cũ hàng nội địa xe nhỏ muốn tốt, nhất là chạy đường dài. Tiêu Phàm ngồi tại điều khiển thất, trong tay vuốt vuốt một viên thúy nhẫn ngọc, chính là tự Uyển Thiên Thiên tay ở bên trong lấy được kia một viên, theo phỏng đoán hẳn là Dương Minh Tiên sinh hạ táng thời điểm mang trên ngón tay. Trường mệnh khóa cùng chân châu đen, nối liền nhau, đeo tại Tiêu Phàm trên cổ. Dương Minh Tiên sinh một đời tông sư, phong thủy kham dư cùng luyện khí chi thuật đều tạo nghệ cao thâm, cái này ba kiện pháp khí, hấp thu hắn cả một đời tu luyện tinh hoa, Tiêu Phàm cũng cần thời gian không ngắn đến chậm rãi chuyển hóa để bản thân sử dụng. Nghịch thiên cải mệnh, Tiêu Phàm cảnh giới rơi xuống, nguyên khí trọng thương, cái này ba kiện pháp khí bên trong ẩn chứa tinh hoa, có lẽ có thể làm hắn có chỗ bổ ích. Màu lông hỗn tạp không thuần, trắng nhiều hơn đen hắc lân ghé vào Tiêu Phàm trong ngực, buồn ngủ. Hơn nửa năm đó đến, hắc lân một mực không thế nào đánh cho lên tinh thần. Người mặc thuần trắng váy bó sát người, trên cổ treo lóe sáng dây chuyền chân châu Azelena, một người lặng yên ngồi tại xe Mercedes ghế sau. Nàng không biết Tiêu Phàm muốn dẫn nàng đi đâu, nhưng từ không mở miệng hỏi thăm. Tiêu Phàm một điện thoại tới, để nàng làm thế nào nàng liền làm như thế đó. Đấu chó trong tràng, Tiêu Thiên cũng không biết, đại ca chính hướng bên này chạy tới, hoàn toàn đắm chìm ở hiện trường càng ngày càng tăng vọt trong không khí. Tiểu tổ thi đấu đã tới gần hồi cuối, đang chuẩn bị tiến hành cuối cùng một trận, tranh đoạt cái cuối cùng tiến vào trận chung kết bán kết danh ngạch. Trận đấu này, là chó ngao Tây Tạng ở giữa quyết đấu. Một vị từ thuộc trung đường xa mà đến người chơi, mang đến một đầu to lớn màu đen chó ngao Tây Tạng. Đầu này chó ngao Tây Tạng vừa có mặt, lập tức liền thu hoạch được toàn trường một mảnh vang dội tiếng vỗ tay. Đầu này chó ngao Tây Tạng màu lông đen nhánh, hình thái uy mãnh, tứ chi trắng kiện hữu lực. Đôi mắt nhỏ bên trong hung quang bắn ra bốn phía. Ở đây khách nhân, đều là chơi chó người trong nghề, vừa nhìn liền biết cái này là gặp qua không ít máu tanh chủ, tinh khí thần tràn trề. Mà tới đối đầu đầu kia chó ngao Tây Tạng,
nhìn qua liền muốn kém xa, màu lông đen bên trong mang hoàng, mặc dù cái đầu cũng không nhỏ, nhưng khí thế kia không được, đứng ở nơi đó, vô thanh vô tức, luận hung mãnh trình độ, hoàn toàn không thể đánh đồng. Đầu này chó ngao Tây Tạng chính là Đoàn Khổng Tước mang tới. Đoàn Khổng Tước cũng là một bộ mặt lạ hoắc, ở đây khách nhân, không có một cái biết hắn, không biết là thần thánh phương nào. Người chủ trì chỉ giới thiệu là số 6 khách quý bao xương khách nhân mang tới Pitbull. Xem ra là cái người bên ngoài, không hiểu việc tình, coi là cây mộc lan bãi săn đấu chó giải thi đấu tiêu chuẩn, cùng bọn hắn xa xôi địa phương nhỏ tiêu chuẩn không sai biệt lắm, chỉ cần cái đầu lớn liền có thể chắc thắng. Trên cơ bản hơn phân nửa khách nhân cũng không coi trọng màu vàng sậm chó ngao Tây Tạng. Nghiêm bác liền mở ra mốt so hai bàn khẩu. Dù là như thế, đại bộ phận phân khách người vẫn là đem tiền đặt cược đặt ở đen tuyển chó ngao Tây Tạng trên thân. Riêng lấy khí thế mà nói, trận đấu này khỏi phải so liền đã phân ra thắng bại. Quế ít, chơi một thanh, xem ra tiền này tương đối tốt kiếm. Cân bằng vừa cười vừa nói, vừa mới tiến hành qua trận thứ ba tiểu tổ thi đấu, bọn hắn thanh chú đặt ở Diệp Hạo Văn mang tới lớn cao cây dần khuyển trên thân, hay là F200.000, bàn khẩu 2 so 1. Diệp Hạo Văn đầu kia cao cây dần khuyển, là trước mắt tất cả ra sân đấu chó bên trong, hình thể nhất là to lớn, nhìn ra thể trọng hẳn là vượt qua 80kg. Khác một đầu cao cây dần khuyển, hình thể hơi nhỏ, nhưng cũng không khác nhau lắm. Trận này, Nghiêm Bác ăn trộm một điểm. Trên cơ bản, đại bộ phận phân khách nhân đều ép Diệp Hạo Văn cao cây dần khuyển chiến thắng, tiếp bàn người không đủ, cái khác tiền đặt cược, Nghiêm Bác liền phải tự mình ăn hết. Đây cũng là nhà cái bất đắc dĩ. Muốn đem đấu chó giải thi đấu duy trì, liền mặc kệ bao nhiêu chú, đều phải có người tiếp bàn, không có người tiếp bàn đánh cược là chơi không đi xuống. Nhà cái quyền chủ động ở chỗ, có thể định bàn khẩu. 2 so 1, thắng liền thắng 2 lần, thua chỉ cần thua gấp đôi. Cụ thể đến Tiêu Thiên mấy người bọn hắn, 3 trận tiểu tổ thi đấu, phía trước 2 trận đánh ngang, trận thứ 3 mỗi người thắng 100.000, không nhiều. Cái này trận thứ 4, đều có chút do dự. Giang Vũ Thành nói, muốn không còn nhìn xem đi, phía sau không phải còn có 3 trận. Đây là cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu, so xong trận này, tiến vào trận chung kết bán kết liền sinh ra, 2 trận vòng bán kết, 1 trận chung kết. Đến lúc đó không khí hiện trường khẳng định càng thêm lửa nóng. Cân bằng nói, Giang Thiếu, phía sau 3 trận, càng thêm không tốt cầm. Như thế, Giang Vũ Thành là cái thành thật người, nhẹ gật đầu. Đã thu hoạch được trận chung kết danh ngạch 3 con chó. Cân bằng thổ tá, Yến Nam khách nhân xoay sóng lợi đốn, Diệp Hạo Văn cao cây dần, liền không có một đầu là ăn chay, một cái so một cái hung hãn. Ngay từ đầu, chứng kiến thổ tá dũng mãnh, Tiêu Thiên bọn người kia là tự tin hơn gấp trăm lần, sau đó lại kiến thức xoay sóng lợi đốn cùng cao cây dần hung hãn, tựa hồ lòng tin lại có chút dao động. Vậy liền mua chút đi, hay là dưới 200.000. Tiêu Thiên làm quyết định, nhưng mà sự thật chứng minh, lớn một số người lần này đều nhìn nhầm. Đoàn Khổng Tước mang tới đầu kia màu vàng sậm chó ngao Tây Tạng, nhìn như biếng nhác, không có ý chí chiến đấu, kỳ thật cũng không kém. Cùng thuộc chung khách nhân mang tới đen tuyển chó ngao Tây Tạng lăn lăn lộn lộn đấu 20 mấy phút, vậy mà thắng. Thảo, Tiểu Quế Tử lập tức liền kinh, trùng điệp tại trên bàn trà đập một chưởng, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Tiêu Thiên cùng Giang Vũ Thành sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Cân bằng cười hắc hắc, nói thắng bại chuyện thường binh ra. Không có vội hay không? Lúc này lão Tề, cũng có vẻ rất bình tĩnh, dần dần không có trước kia kính cẩn thận thần thái, ẩn ẩn lộ ra hết thảy ta làm chủ ý vị. Bất quá mấy vị công tử ca đang sinh khí, cũng không có ai chú ý lão Tề cái này biến hóa rất nhỏ. Đã mọi người là bằng hữu, cùng một chỗ tự nhiên nhiên mới là đúng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử đều không có đứng đắn tiến vào thể chế nguyên nhân. Mấy vị này nếu là nghiêm túc ở đơn vị bên trên 2 năm ban, khắc sâu để ý tới một chút quan trường văn hóa cùng văn phòng văn hóa, giác quan thứ 6 lập tức liền sẽ trở nên nhạy cảm vô so. Bán kết sinh ra, sau đó nghỉ ngơi nửa giờ, chuẩn bị tiến vào vòng bán kết cùng trận chung kết. Nghiêm bác an bài phải ra dáng, vòng bán kết còn rút thăm. Đây cũng là vì thể hiện công bằng, dù sao hôm nay đến nơi đây khách nhân, đều không đơn giản. Diệp Đại Thiếu cùng Tiêu Nhị Thiếu mang tới chó. Đều tiến vào trận chung kết, không rút thăm, đến lúc đó sợ có phiền phức. Ký là Tiểu Quế Tử rút, ngoá, kết quả rút thăm một công bố, Tiểu Quế Tử lại là một tiếng quái khiếu. Tiêu Thiên cùng Giang Vũ Thành sắc mặt cũng khó nhìn, thế mà rút đến cùng Diệp Hạo Văn lớn cao cây dần khuyển tại một tổ. Liền trước mắt 4 đầu tiến vào vòng chung kết tử đấu chó trạng thái đến phân tích,
mạnh nhất hẳn là Diệp Hạo Văn cao cây dần khuyển cùng cân bằng thổ tá. So ra mà nói, đoàn khổng tước chó ngao Tây Tạng cùng Yến Nam khách nhân xoay sóng lợi đốn yếu nhược một điểm. Thổ tá cùng cao cây dần khuyển tại tiểu tổ thi đấu bên trong đều là nhẹ nhõm chiến thắng, chó ngao Tây Tạng cùng xoay sóng lợi đốn đều trải qua một cuộc ác chiến, chiến đấu đến hai sau mười mấy phút mới phân ra thắng bại, xem như thắng thảm. Đấu chó thể lực tiêu hao, hoàn toàn không giống. Nếu như thổ tá giúp chúng chó ngao Tây Tạng hoặc là xoay sóng lợi đốn, phần thắng cực lớn. Bây giờ lại muốn đối mặt đồng dạng không có phí khí lực gì liền tiến vào vòng chung kết lớn cao cây dần khuyển. Mà lại kia cao cây dần khuyển thể trọng, chỉ ít so thổ tá nặng 20 cân, thân cao cũng có ưu thế. Trận chiến đấu này tương đối treo. Đúng lúc này, bao xương điện thoại vang lên. Uy, tiểu quế tử cầm ống nói lên, tức giận trách móc một tiếng, lập tức biến sắc, đem microphone đưa cho Tiêu Thiên. Nhị ca, Tiêu Thiên liếc nhìn hắn một cái, mang theo trưng cầu chi ý. Tiểu quế tử liền hướng trách đối diện Diệp Hạo Văn bao xương lại nhảy miệng, Diệp Hạo Văn chính cầm ống nói hướng bên này mỉm cười đâu, bất quá nụ cười kia, thấy thế nào làm sao giả. Diệp đại thiếu, Tiêu Thiên tiếp lời ống, nhàn nhạt lên tiếng chào. Ha ha, Tiêu hai, đừng khách khí như vậy. Thế nào, chúng ta chơi đùa bên ngoài sân. Diệp Hạo Văn vừa cười vừa nói, tựa hồ tâm tình có chút vui vẻ. Chí ít so khác một cái ghế lô bên trong Uông nhị thiếu Uông tam thiếu phải tốt hơn nhiều. Hai vị kia, nhẫn nại họ tử tại cái này ngồi, còn chưa đi, nhưng rất rõ ràng vô cùng khó chịu. Bọn hắn xoay sóng lợi đốn thua, hai anh em biến thành quần chúng, quái thật mất mặt. Diệp Hạo Văn cái gọi là chơi đùa bên ngoài sân, chính là đánh cược, không thông qua nhà cái. Cái này tại đấu chó trận, cũng rất phổ biến. Một chút chơi đến so sánh bản thân hoặc là nguyên vốn cũng không thích hợp, thích chơi bên ngoài sân. Mặt đối mặt, kích thích, tốt, người muốn làm sao chơi. Tiêu Thiên không chút nào yếu thế. Rất đơn giản, chúng ta cũng đừng chơi đến quá lớn, ca môn điểm kia nội tình, đoàn người đều hiểu, đúng không? Chơi lớn sợ phát hỏa. Diệp Hạo Văn khẽ cười nói, trong giọng nói khinh miệt chi ý, không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn là xem thường Tiêu Thiên nghèo ép một cái. Tiêu Thiên kia 1 triệu gia sản, tại Diệp đại thiếu trong mắt, thật đúng là chẳng phải là cái gì. Ca môn, chơi chó cũng không thể dựa vào hàng hiệu tử, phải có cứng rắn đâm đâm tiền giấy. Người lão Tiêu ra bảng hiệu lớn, danh vọng cao, vậy thì thế nào? Ở đây, ai nhiều tiền người đó là đại gia. Tiêu Thiên quai hàm một trống, lạnh lùng nói tốt, muốn làm sao chơi, người nói, ta tận lực bồi tiếp. Tốt, Tiêu nhị ca quả nhiên đủ khí phách, liền 2 triệu đi, ta cũng không muốn thắng các ngươi quá nhiều. Các ngươi mấy ca góp hồ, 2 triệu hẳn là còn cầm ra được a. Diệp Hạo Văn gió nhạt mây nhẹ nói, xem ra Diệp đại thiếu là hạ quyết tâm. Muốn báo tinh ngữ quán ba một tiễn mối thù. Kia một lần, Diệp đại thiếu 1 trương trắng bóc ra mặt, ném sạch sẽ, nửa điểm đều không thừa. Tứ cửu thành hoàn khố vòng tròn bên trong danh xưng tử thần Diệp Hạo Văn Diệp đại ít, 4-1, sửng sốt bị người Tiêu lão đại một người cho uống gục. Ngay trước vài trăm người trước mặt, bị đưa tiến vào bệnh viện cấp cứu. Nghe nói Diệp Hạo Văn tại bệnh viện tỉnh rượu về sau, tại chỗ phun ra một ngụm lão huyết. Không phải uống, là bị tức giận. Chàng tử này Diệp Hạo Văn không dám đi tìm Tiêu một ít, hắn là thật rất sợ hãi cái kia đạo sĩ. Cường hãn quá không hợp thói thường, quả thực chính là cái đồ biến thái. Diệp Hạo Văn chỉ cần vừa nghĩ tới Tiêu Phàm một ngụm một chén rượu sái kia không thèm để ý chút nào tư thế, trong đầu liền tóc thẳng mao. Không dám tìm đại ca, tìm huynh đệ cũng giống như vậy. Thấy Tiêu Thiên không có lập tức trả lời chắc chắn, Diệp Hạo Văn lại vừa cười vừa nói, yên tâm, không có tiền mặt, đánh phiếu nợ cũng được. Ta người này rất dễ nói chuyện, tứ cửu thành bên trong đại danh đỉnh đỉnh Tiêu nhị ca, chắc hẳn cũng sẽ không là cái lão lại. Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng, nói chiếu ý tứ này, ngươi ăn chắc ta rồi. Không có, chỉ hỏi ngươi một câu, có dám hay không? Không dám dẹp đi, được, 2 triệu đúng không? Ta đùa với ngươi, Tiêu Thiên cắn răng, cứng rắn gật đầu một cái, từ trong cổ họng lóe ra mấy câu. Chương 139, Tiêu nhị ca, có người muốn cầm túi nhỏ ngươi. Nhị ca, 2 triệu. Tiêu Thiên vừa một để điện thoại xuống, Giang Vũ Thành liền hỏi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiêu Thiên sụ mặt, nhẹ gật đầu. Tiểu Quế Tử toát cắn rụng răng, lông mày cũng nhíu lại, không lên tiếng. 2 triệu thật không phải cái số lượng nhỏ, Tiểu Quế Tử mặc dù so Tiêu Thiên sẽ làm tiền, nhưng cũng xa xa không đạt được Diệp Hạo Văn Uông Thuật Văn như thế cảnh giới. Nói cho cùng, lão đầu tử nhà hắn chỉ là thủ đô cục thành phố phó cục trưởng, mặc kệ tiền. Tiểu Quế Tử muốn làm ít tiền, phải đường cong cứu quốc.
mấu chốt là bọn hắn không có nắm chắc tất thắng. Cân bằng nâng chung trà lên uống một ngụm, vừa cười vừa nói, nhị thiếu, nếu không, ta cũng góp điểm. Ta ngược lại là cảm thấy, không nhiều lắm phong hiểm. Lời này cũng đã là mờ mờ ảo ảo cùng mấy vị hoàn khố công tử bình khởi bình tọa ý tứ. Tiểu Quế Tử ánh mắt sáng lên, nói, lão Tề, người có nắm chắc. Cân bằng càng thêm dù bận vẫn ung dung, gió nhạt mây nhẹ, 7-8 phần đi. Mấy vị nếu là cảm giác không được cầm, vậy cái này 2 triệu, đều thuộc về ta ra, quan hệ không lớn. Tiểu Quế Tử con mắt liền nhanh như chớp chuyển động, nghĩ nghĩ, nói, nếu không dạng này, người móc 1 triệu, còn lại cái này 1 triệu, chúng ta 3 móc. Nói đến, Tiểu Quế Tử là rất có đầu não, để cân bằng cầm đầu, mình 3 người cùng một chỗ gánh 1 triệu, có vẻ như còn có thể gánh vác được, chỉ là đảm phách không khỏi có chút không đủ, tiểu phú tức an tâm thái tương đối rõ ràng. Được a, không có vấn đề, nhị thiếu, ý của ngươi thế nào? Trên mặt mũi, bọn hắn 4 người này, còn phải là Tiêu Thiên làm chủ, bất quá cân bằng trong giọng nói đầu, đã mang lên một điểm khiêu khích ý vị, tựa hồ lão Tề đã nhìn có chút không lên 3 vị này công tử ca. Trước kia còn tưởng rằng dạng này một cùng một hào môn đại thiếu, căn bản không thiếu tiền đâu. Không phải sao, lộ nguyên hình đi. Tiêu Thiên liếc hắn một chút, hai mắt khẽ híp một cái, đang muốn nói chuyện, điện thoại lại vang lên. Uy, Tiêu Thiên nắm lên microphone. Tiêu nhị thiếu, cẩn thận a, có người muốn cầm túi nhỏ trang ngươi đây. Microphone bên kia, truyền tới một thanh thúy nữ hài thanh âm, kiều kiều, để người nghe xong, trong lòng liền lên một loại cảm giác khác thường. Người vị nào, Tiêu Thiên cầm ống nói, ánh mắt 4 phía quét qua, lại không phát hiện ai cho hắn gọi điện thoại, chỉ là trách đối diện trong bao xương cái kia quần áo đỏ tuyệt mỹ tiểu nha đầu, không biết lúc nào đã rời đi bao xương. Hẳn không phải là tiểu cô nương kia gọi điện thoại, mọi người không có chút nào quen. Mà lại, nghe thanh âm mặc dù kiều nộn thanh thúy, ngữ khí lại có chút ông cụ non, như cái lão giang hồ như. Cùng tuyệt mỹ tiểu nha đầu cho đoàn người hồn nhiên ngây thơ hình tượng, hoàn toàn không hợp. Người đây liền không cần hỏi, tóm lại đâu, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, đêm nay ngươi cẩn thận một chút tốt, đừng hướng trong hố nhảy a. Nói xong, cũng không cùng Tiêu Thiên lại mở miệng, xoay cúp điện thoại. Nhị thiếu, làm sao rồi? Tiêu Thiên một cúp điện thoại, cân bằng lập tức hỏi. Không có gì, cứ dựa theo ngươi cái kia ý kiến xử lý đi, đều ra 1 triệu. Tiêu Thiên trầm giọng nói, nguyên bản hắn dự định 4 người gánh vác kia 2 triệu. Cân bằng kia ta xem thấu ngươi thần sắc để Tiêu nhị ca rất không thoải mái. 2 triệu một mình hắn ăn không dưới, 500.000 còn miễn cưỡng gánh vác được. Tiếp vào vừa rồi cái kia không hiểu thấu điện thoại, Tiêu Thiên lập tức liền cảnh giác lên, lâm thời cải biến chủ ý. Tiêu nhị ca chỉ là họ cách tương đối thẳng thắn, cũng không phải đồ ngốc. Mặc dù hắn đối cú điện thoại kia tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhưng ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Đều có người nhắc nhở. Cẩn thận một chút không hỏng chỗ. Các vị mời yên tĩnh. Phía dưới, trận đầu vòng bán kết bắt đầu, thổ tá đối cao cây dần. Nửa giờ thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, người chủ trì cầm microphone, lớn tiếng tuyên bố. Nếu là tranh tài, người chủ trì khẳng định là phải có. Người chủ trì này cũng là lão thủ, làm bầu không khí rất có một bộ. Đem không khí hiện trường phủ lên, mới có người bó lớn nện tiền nha. 2 đầu pitbull bị lần nữa mang tiến vào trong tràng. Chờ một chút, Diệp Hạo Văn bỗng nhiên đứng dậy, đoàn người ánh mắt liền đồng loạt nhìn qua, không biết Diệp đại thiếu có lời gì muốn nói. Các vị, ta muốn tuyên vải một tin tức, liền vừa rồi, ta cùng số 4 bao xương Tiêu nhị thiếu chơi thanh bên ngoài sân. Không nhiều, liền 2 triệu, Tiêu nhị thiếu, là như thế này a. Hoa, chàng tử bên trong lập tức liền phát ra một mảnh tiếng than thở. Mặc dù nói có thể xuất hiện tại cái này chàng tử bên trong, đều không phải người bình thường. Nhưng một trận đấu chó, bên ngoài sân 2 triệu, hay là đầy đủ gây nên oanh động. Tự nhiên, cũng không bài trừ một bộ phân tiếng thán phục là giả vờ, tận lực nâng một chút Diệp đại thiếu. Dù sao khách người bên trong, cũng vẫn là có số ít người rõ ràng Diệp đại thiếu thân phận. Tiêu Thiên lãnh đạm gật gật đầu, đã không đứng dậy, cũng không nói chuyện. Diệp Hạo Văn rõ ràng muốn lòe người. Tiêu nhị thiếu không có cái này nghĩa vụ cho hắn làm vật làm nền. Tiêu nhị thiếu, nếu không, chúng ta cũng chơi thanh bên ngoài sân, liền cùng Diệp thiếu bên kia đồng dạng, 2 triệu, thành không. Tiêu Thiên không làm vật làm nền, có người nguyện ý ra làm lá xanh. Chàng tử bên trong lại là hoa một tiếng. Uông Thuật Văn kỳ thật cùng Diệp Hạo Văn cũng không nhiều lắm giao tình, lẫn nhau đều là chính mình vòng tròn bên trong đại ca, hòa nói bên trong cũng không có quá nhiều gặp nhau.
Bất quá tại đối phó Tiêu Thiên phương diện này, Uông Nhị Thiếu cùng Diệp Đại Thiếu ngược lại là lập trường nhất trí. Tiêu Thiên quai hàm lại một trống một trống. Uông Thuật Văn đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía số 4 Bao Xương, nhìn Tiêu Thiên làm sao trả lời chắc chắn. Tiểu Quế Tử vội vàng nhắc nhở một câu, nhị ca, 2 triệu không sai biệt lắm, một trận không muốn chơi đến quá lớn. Nhị Thiếu, nếu không, ta tiếp. Mắt thấy Tiêu Thiên không tốt hạ quyết tâm, Cân Bằng ở một bên khẽ cười nói, lộ ra lòng tin 10 phần. Lão Tề, người đối người cháu ngược lại là rất có lòng tin. Tiểu Quế Tử nói, Cân Bằng vừa cười vừa nói, đúng thế, chính ta nuôi chó, ta tâm lý nắm chắc. Đừng nhìn cái này cao cây dần hình thể lớn một chút, thật đánh lên, nhưng chưa chắc là thổ tá đối thủ. Tiểu Quế Tử lập tức nói, được, người có nắm chắc, người tiếp đi. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, đã bảo trụ đoàn người mặt mũi, không hướng Uông Thuật Văn yếu thế, lại không bất chấp nguy hiểm. Tiêu Thiên chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Uông Thuật Văn, nói mà không có biểu cảm gì nói, có thể. Được, Tiêu Nhị Thiếu đủ khí phách, Uông Thuật Văn liền giơ ngón tay cái lên, thỏa mãn ngồi xuống lại, cùng Diệp Hạo Văn xa xa nhìn nhau cười một tiếng, Diệp Hạo Văn giơ ly rượu lên ý chào một cái, Uông Thuật Văn cùng hắn đối ẩm một chén. Vương Bát Đản, lần này làm ra vẻ, kém chút đem Giang Vũ Thành thức nổ phổi, hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Cân Bằng vừa cười vừa nói, Giang Thiếu, an tâm chớ vội, cái này còn không có so đâu, không chừng ai thắng. Chỉ chốc lát, nhân viên công tác đi lên xử lý cần thiết thủ tục. Cứ việc mấy vị đại thiếu đều là có thân phận có mặt mũi người, ngay trước đoàn người mặt gật đầu, lượng tất sau đó không đến mức chơi xấu, nhưng tóm lại dính đến như thế toàn cục chán tiền tài, hay là lập cái chữ theo tương đối tốt, vạn nhất cãi cọ, Nghiêm Bác liền không tốt giao nộp. Thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu, thủ tục xử lý đủ, trận đầu vòng bán kết chính thức bắt đầu. Hai đầu chó vừa mới đi vào rào chắn, thổ tá tựa như mũi tên, thẳng hướng cao cây dần khuyển đánh tới. Tương đối mà nói, thổ tá công kích càng thêm tràn đầy một chút, cao cây dần khuyển mặc dù hình thể lớn hơn một chút, đấu trí phương diện, so sánh với thổ tá, hơi có khiếm khuyết. Cao cây dần khuyển hiển nhiên không ngờ tới thổ tá đến mức như thế nhanh chóng, nói đánh là đánh, nửa phân đều không trì hoãn, phản ứng chậm nửa nhịp, hơi sửng sốt một chút, lập tức liền bị thổ tá cắn một cái vào cái cổ. May mà đầu này cao cây dần khuyển tranh tài kinh nghiệm cũng tương đương phong phú, thời khắc mấu chốt, hơi lệch ra đầu, tránh thoát hiết hầu yếu hại, không phải trận đấu này vừa lên đến liền phân thắng bại. Vô luận hình thể bao lớn đấu chó, một khi bị đối thủ một mực cắn yết hầu bộ vị, chỉ có một con đường chết. Coi như một đầu đại báo, bị thổ tá cắn yết hầu, hạ tràng cũng là bình thường không hai. Dù là như thế, cao cây dần khuyển cũng là máu tươi chảy ròng, đau đến sủa loạn không thôi, thật vất vả thoát khỏi thổ tá răng nhọn, đã ăn thiệt thòi lớn. Tốt, Tiểu Quế Tử nhịn không được lớn tiếng khen hay. Diệp Đại Thiếu cùng Uông Nhị Thiếu sắc mặt, đương nhiên phải nhiều khó khăn nhìn liền có bao nhiêu khó coi. Không ngờ tới cái này phương Nam mọi dợ mang tới thổ tá, lợi hại như thế. Thổ tá là một loại cực kỳ thông minh đấu chó, trí thông minh rất cao, 10 điểm am hiểu lợi dụng cơ hội. Vừa lên đến liền chiếm thượng phong, tiếp xuống chính là tấn mãnh vô so liên tục công kích. Cao cây dần khuyển tại cái này như gió bão mưa rào công kích mãnh liệt phía dưới, từ đầu đến cuối chưa thể điều chỉnh xong. Tranh tài vậy mà trình nghiêng về một bên xu thế. Cắn nó, lên, cố lên, tốt, đã nghiền. Chàng tử bên trong bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên, cơ hồ đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, hò hét trợ uy thanh âm liên tiếp. Tranh tài tiến hành đến gần 10 phút về sau, cao cây dần khuyển đã rõ ràng không có chống đỡ chi lực, không ngừng rút lui về sau, bị động ứng phó, máu tươi văng khắp nơi, lông tóc bay múa, đấu chó trận mặt đất xi măng, khắp nơi đều là rơi li li vết máu, thổ tá lại là càng đánh càng hăng. Được rồi, khỏi phải so. Diệp Hạo Văn đứng dậy, xanh mặt, gầm lên giận dữ. Nhân viên công tác lập tức mở ra thông đạo miệng cống, cao cây dần khuyển như được đại xá, cụp đuôi, cực nhanh chui vào trong thông đạo. Thổ tá hướng phía cao cây dần khuyển cái mông cuồng hống hai tiếng, liền là dừng bước, dương dương đắc ý ngóc lên đầu, nghiễm nhiên một vị khải hoàn hồi triều đại tướng quân. Tiểu Quế Tử lập tức tươi cười rạng rỡ, ngoá nó, đủ kinh. Giang Vũ Thành một quyền nện ở Bao Xương trên vách tường, mở cái miệng rộng chính là cái cười. Tiêu Thiên khóe miệng cũng hiện lên một vòng mỉm cười, ánh mắt hướng Na bên cạnh liếc quá khứ. Diệp Đại Thiếu cùng Uông Nhị Thiếu sắc mặt, tự nhiên là muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc, lại cố nén không có phẩy tay áo bỏ đi. Bất kể nói thế nào, thua chó không thể lại thua người. Thế nào, ba vị, ta nói có 8 thành nắm chắc đi, cái này chó,
cho tới bây giờ đều không có thua qua. Cân bằng bưng lên rượu đỏ, chậm rãi đung đưa, mỉm cười. Gần 10 phút, 3 triệu doanh thu ngược lại là thứ yếu, mấu chốt một hơi thắng hai vị kinh thành một cùng một hàng hiệu nha nội, trở về có thổi. Được a, lão Tề, người cái tên này có một tay nha. Sớm biết dạng này, cái này 4 triệu liền khỏi phải ngươi đến tham gia náo nhiệt. Tiểu Quế Tử mừng rỡ qua đi, lại rất là buồn nản. Hay là gan quá nhỏ, khí phách không đủ a? Bằng không, 4 triệu liền đến tay, ca ba hòa phân, một người 100 hơn mấy chục vạn đâu. Hiện tại ngược lại tốt, lão Tề vô thanh vô tức lấy đi 3 triệu, mấy vị công tử ca phân đến tay bất quá chừng 30 vạn, vô cùng đáng thương. Nếu không, cái này 4 triệu đều tính ba vị, ta không muốn, đồ cái vui vẻ. Nói cái gì đó, lão Tề, chiếm bằng hữu loại này tiện nghi, đoạt tiền a. Ca môn là người như vậy không? Đúng vậy, ba vị khi ta chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, ha ha. Cân bằng cười ha ha, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ dữ tợn. Chương 140, 6 triệu bên ngoài. Hai đầu đấu chó hình thể tương đương, tiểu tổ thi đấu đều là trải qua hai mười mấy phút khổ chiến mới thu hoạch được thắng thảm tấn cấp. Trận này Tiêu Thiên bọn hắn không có đặt cược, kìm nén kình cùng trận chung kết đâu. Dựa theo vừa rồi thổ tá chiến thắng cao cây dần dũng mãnh phi thường trạng thái, mặc kệ cái này hai đầu chó đầu nào chiến thắng, hẳn là đều không phải thổ tá đối thủ. Cùng trận chung kết thời điểm, lại xuống chú không muộn. Quả nhiên, hai đầu đấu chó trận này lại đánh cho rất gian khổ, không sai biệt lắm nửa giờ tranh tài thời gian nhanh dùng xong, chó ngao Tây Tạng mới cuối cùng đánh bại xoay sóng lợi đốn, thu hoạch được trận chung kết tư cách. Trận này vòng bán kết đánh xong, nhân viên công tác đem hai tấm chi phiếu đưa tiến vào bao xương. Là Diệp Đại Thiếu cùng Uông Nhị Thiếu ký chi phiếu. Hai vị, tạ, Tiêu Thiên Dương Dương chi phiếu. Hướng về đối diện Diệp Hạo Văn cùng Uông Thuật Văn vừa cười vừa nói. Uông Thuật Văn hừ lạnh một tiếng, Diệp Hạo Văn lại khôi phục bình tĩnh, mỉm cười khoát tay áo, tựa hồ lơ đễnh. Uông Thuật Văn hung hăng chừng Diệp Đại Thiếu một chút, hai triệu Uông Nhị Thiếu không phải thua không nổi, mấu chốt là trong đầu không thoải mái, cảm giác bị Diệp Hạo Văn xuyến một thanh. Chẳng lẽ gia hỏa này cùng Tiêu Thiên liên thủ lại âm mình một thanh? Bây giờ thế đạo này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Đối Diệp Hạo Văn cùng Tiêu Thiên bọn gia hỏa này thiết thảo, nhất định không thể đoán chừng quá cao. Hai tấm chi phiếu, Tiêu Thiên đều giao cho cân bằng cũng không khách khí, thu xuống dưới. Tiêu Thiên không nghĩ chiếm cân bằng tiện nghi, về phần bọn hắn thắng kia một triệu, chắc hẳn cân bằng cũng không dám nuốt, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho bọn hắn tiền mặt. Nhị thiếu, đợi chút nữa trận chung kết, chúng ta nhiều ép điểm a. Ta xem chừng, bàn khẩu ít nhất tại 3-1. Không phải. Nghiêm bác muốn ngay cả quần đều thua sạch. Tiếp nhận chi phiếu, cân bằng cười ha hả nói. Không đợi Tiêu Thiên trả lời, Tiểu Quế Tử lập tức nói, cái kia đương nhiên, chúng ta toàn đè xuống. Tiêu Thiên cùng Giang Vũ Thành đều nhẹ gật đầu. Mặc dù nói, đấu chó trên trận cái gì ngoài ý muốn đều có, nhưng hai đầu đấu chó trạng thái chênh lệch quá mức rõ ràng, lại là không cần đến hoài nghi. Quả nhiên, đối với trận chung kết, Nghiêm bác mở ra chính là 3-1 bàn khẩu. Tại Cẩu Vương trong trận chung kết mở ra dạng này bàn khẩu, hay là lần đầu. Bình thường đến nói, có thể tiến vào trận chung kết đấu chó, cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Đây không phải tao ngộ chiến, là thông qua tiểu tổ thi đấu, vòng bán kết một quan quan giết đi lên, kém đến quá xa đấu chó, căn bản liền tiến vào không được trận chung kết. Chỉ là lần này cũng thật sự là vừa vặn, vòng bán kết rút thăm, đem thổ tá cùng cao cây dần rút đến cùng một chỗ, tương đương với trận chung kết sớm tiến hành. Nhưng chỉ cần chó chủ song phương không có người nói ra không tham gia trận đấu, tiếp xuống trận chiến đấu này lực cách xa tranh tài, vẫn như cũ muốn tiến hành. Xem ra số 6 bao xương kia cái trẻ tuổi nam khách nhân, họ cách tương đương quật cường, biết rõ không địch lại, cũng muốn kiên trì tới cùng. 3-1 bàn khẩu, đại đa số khách nhân vẫn như cũ ép chính là cân bằng thổ tá. Nghiêm bác sắc mặt trở nên rất khó coi. Vài phút bên trong, hắn nhận được tiền đặt cược liền đã hơn ngàn vạn. Cùng tranh tài chính thức bắt đầu trước, đoán chừng có thể thu đến 20 triệu tiền đặt cược, liền xem như 3-1 bàn khẩu, chó ngao Tây Tạng thua trận lời nói, hắn cũng được bồi hơn 6 triệu. Biết rõ chín thành muốn thua, tiền đặt cược này cắn răng cũng được tiếp xuống. Đây cũng là nhà cái bất đắc dĩ. Nghiêm tổng, người nếu là cảm thấy áp lực quá lớn, cái này bàn chính ta tiếp. Chính họ hét ầm ĩ thời điểm, số 6 bao xương Đoàn Khổng Tước đứng người lên, đi tới bao xương cửa sổ. Trong tay kẹp lấy một chi lượn lờ dâng lên sương mù thuốc lá, không chậm không nhanh nói. Thanh âm mặc dù không lớn, lại mảy may cũng không nhận hiện trường rối bởi bầu không khí ảnh hưởng,
cơ hồ ở đây mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Rối bời chàng tử nháy mắt liền an yên tĩnh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cái này sắc mặt tái nhợt nơi khác người trẻ tuổi, từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây rốt cuộc là đối với mình chó ngao Tây Tạng đặc biệt có lòng tin, hay là nhiều tiền phải không có chỗ ném? Có lẽ cả hai cùng có đủ cả. Đoạn ít, hảo ý tâm lĩnh, hay là ta tự mình tới đi? Nghiêm bác cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Đây cũng là cái vấn đề mặt mũi, nghiêm cũng không thể để đại gia hỏa cảm thấy, hắn ngay cả 6 triệu đều không thường nổi. Mở quy mô lớn như vậy đấu chó trận, chút thực lực ấy cũng không có, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến phía sau sinh ý. Nói trắng ra, ở đây, đánh bạc lực hấp dẫn mảy may đều không dưới đấu chó lực hấp dẫn. Vì cái gì cái khác mấy cái nuôi chó trận đều làm không dậy nổi quy mô lớn như vậy. Không phải người ta nuôi không ra chó ngoan, là không có nghiêm bác như thế lớn tài lực cùng như thế rộng khắp giao thiệp. Đoàn Khổng Tước gật gật đầu, bỗng nhiên chuyển hướng Tiêu Thiên số 4 Bao Xương, vừa cười vừa nói, Tiêu nhị thiếu, nếu không, chúng ta cũng chơi một thanh bên ngoài sân. Bàn khẩu 1-1, 4 triệu, thế nào? 1-1, tất cả mọi người kinh hô lên, mở to hai mắt nhìn. Nhìn về phía Đoàn Khổng Tước ánh mắt thật giống như đang nhìn một cái không có thuốc chữa tên điên. Mặc dù chó là chính ngươi nuôi, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng chênh lệch còn tại đó, hay là chết không nhận thua, vậy thì không phải là lòng tin 10 phần, là đã uống nhầm thuốc. Tiêu Thiên nở nụ cười, con mắt có chút híp mắt, nói, Đoạn Ít, hai ta trước kia chưa thấy qua a. Vô duyên vô cớ đưa 4 triệu cho ta, có chút không đảm đương nổi a. Vô công bất thụ lộc, không có việc gì. Đây không phải chơi vui sao? Dù sao mấy triệu cũng không tính chuyện gì, ngươi nói đúng không, Tiêu nhị thiếu? Ta tại phương Nam thời điểm, thường xuyên nghe bằng hữu nói, thủ đô bên này công tử đại thiếu, cái đỉnh cái đều không tầm thường, xem tiền tài như cặn bã, đêm nay xem như kiến thức. Đoàn Khổng Tước mỉm cười nói, Tiếu Dung nhìn qua đặc biệt chân thành, tựa như là từ đáy lòng tại tán thưởng thủ đô công tử đại thiếu. Tiêu Thiên liếc bên người một chút, phát hiện cân bằng không tại trong bao xương. Khả năng đi toilet đi. Đoàn Khổng Tước tựa hồ phát giác được Tiêu Thiên tiểu động tác, vừa cười vừa nói, Tiêu nhị thiếu, chỉ chút chuyện như vậy, không cần đến đoàn người cùng một chỗ thương lượng a. Tiêu nhị thiếu vừa mới không phải thắng 4 triệu sao? Diệp Hạo Văn cười ha ha một tiếng, nói, Đoạn thiếu đúng không? Người khả năng không rõ ràng lắm, thủ đô bên này công tử đại thiếu cũng phân tam lục cửu chờ. Tiêu nhị thiếu dạng này, đương nhiên là một cùng, người nói như vậy, Tiêu nhị thiếu nhưng muốn tức giận. Hừ hừ, Uông Thuật Văn bên kia, kéo lấy Trường Âm cười lạnh hai tiếng, khinh thường thần thái, cho dù ai đều là thanh thanh sở sở. Diệp Hạo Văn Uông Thuật Văn không dính vào, có lẽ Tiêu Thiên còn muốn do dự một chút. Dù sao vừa rồi thắng 4 triệu, phân đến hắn trên đầu mình, chỉ có 300.000, cân bằng lại trùng hợp không tại, Đoàn Khổng Tước một hơi liền gọi vào 4 triệu. Nhưng là bây giờ Diệp Đại Thiếu cùng Uông Nhị Thiếu đều cắm một chân, Tiêu Thiên thật đúng là do dự không đi xuống. 4 triệu liền 4 triệu, ai sợ ai a? Giang Vũ Thành ở một bên muộn thanh muộn khí tiếp lời. Tiêu Thiên liền cười, hướng Đoàn Khổng Tước nói, được, Đoạn thiếu muốn chơi, liền chơi với ngươi chứ sao? Ai, chúng ta chuyện xấu nói trước, 1-1 bàn khẩu thế nhưng là Đoạn thiếu mình nhận, mọi người cho làm chứng minh, cũng không phải ta Tiêu hay định. Đoàn Khổng Tước ngạo nghễ nói, đương nhiên là chính ta định, cái này có cái gì tốt hoài nghi? Chính ta nuôi chó, ta tâm lý nắm chắc, tốt. Đoạn thiếu lời này, ta thích nghe, nếu không, ta chơi đùa với ngươi, Tiêu nhị thiếu, ta thêm 2 triệu, 1-1, thế nào? Diệp Hạo Văn vừa cười vừa nói, Uông Thuật Văn cùng Uông Phi liếc nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc hồ nghi. Diệp Hạo Văn tại làm trò gì? Vừa mới thua 2 triệu, hiện tại lại chơi 2 triệu. Mặc dù đoàn người đều biết Diệp Đại Thiếu không thiếu tiền, nhưng 2 triệu tùy tiện lấy ra đổ xuống sông xuống biển, cũng không phải chuyện gì a. Dùng tiền không phải như thế cái hoa pháp, bất quá Uông nhị thiếu Uông tam thiếu không có đi đến lẫn vào, không làm rõ ràng được tình trạng, tùy tiện dính vào, quá không sáng suốt. Uông hai Uông ba không phải người ngu, lại không ai ép buộc, không cần thiết lội cái này bãi vũng nước đục. Một mực mỉm cười nhìn xem đây hết thảy Uyển Thiên Thiên, quay đầu đối Đường Huyên nói, nhị tỷ, chúng ta dưới 2 triệu, mua Đoàn Khổng Tước chó ngao Tây Tạng. Đường Huyên song mi có chút một dương, kinh ngạc nói, mua chó ngao Tây Tạng. Đúng a, 1-3, dạng này tiền đều không kiếm, không phải đồ ngốc sao? 1-3 là 1-3, thế nhưng là, không có gì có thể đúng vậy, gọi điện thoại cho Nghiêm bác, mua. Uyển Thiên Thiên tiểu vung tay lên, ngữ khí không thể nghi ngờ. Được, đại đương gia hạ quyết tâm, Đường Huyên cũng liền không lại khuyên can,
cầm điện thoại lên đặt cược. Thế nào, Tiêu nhị thiếu, không nể mặt mũi à? Đoạn thiếu 4 triệu ngươi đều tiếp, ta cái này khu khu 2 triệu, không tính chuyện gì à? Mắt thấy Tiêu Thiên còn buồn bực không lên tiếng, Diệp Hạo Văn từng bước ép sát, mang trên mặt cười, khiêu khích thần sắc đã viết trên mặt. Tiêu nhị thiếu, tiếp đi, một so một bàn khẩu, ngươi nếu không tiếp, ta tiếp à? Chàng tử bên trong hữu tính gấp khách nhân nhìn không được kêu la. Kỳ thật hắn cùng mấy vị này đại thiếu đều không quen, chính là đỏ mắt một so một bàn khẩu. Nếu là lại Nghiêm Bác nơi đó đặt cược, muốn thắng 2 triệu, kia nhất định phải đặt cược 6 triệu mới được. Diệp Hạo Văn ánh mắt nhàn rỗi ở giữa quét tới, lạnh lùng nói, ngươi vị nào a? Cùng Tiêu nhị thiếu đoạt mối làm ăn, xem thường Tiêu nhị thiếu a? Khách nhân kia cười hắc hắc, lại không tiếp lời. Tiêu nhị thiếu, tiếp, đúng a, cùng hắn chơi một thanh, sợ cái gì nha? Có lẽ là Diệp Hạo Văn ngạo khí đem không ít khách nhân đều chọc giận, nhao nhao đánh trống reo hò, cho Tiêu Thiên động viên cổ động. Biết ngươi Diệp đại thiếu có lai lịch, nhưng đêm nay chàng tử này bên trong, cũng không có 200 năm. Khoe khoang cái gì nha? Nhị ca, tiếp, liền xem như 6 triệu, ta ca ba chia đều xuống tới, cũng liền một người 2 triệu, không dọa được ai. Tiểu Quế Tử nhịn không được, ở một bên cổ động. Mấu chốt nhà mình thổ tá ưu thế rõ ràng như vậy. Người ta tăng cường đưa tiền tới cửa, không tiếp mới là kẻ ngu. Tốt, Diệp thiếu, vậy chúng ta liền chơi một lần nữa. Tiêu Thiên rốt cục hạ quyết tâm. Tiêu nhị thiếu vốn không phải lề mề chậm chạp họ tử, chỉ là hầu bao không phòng, 6 triệu vượt qua hắn phạm vi chịu đựng quá xa, trong đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút niềm tin không đủ. Bị Diệp Hạo Văn từng bước ép sát, trực tiếp đẩy lên trên tường, không tiếp không được. Vô luận như thế nào, phía bên mình phần thắng đều phải lớn hơn nhiều. Liệu tất đấu chó trận bên này, cũng không dám tại cầu thân bên trên dở trò. Năm trước tứ cửu thành bên trong có cái đấu chó trận lão bản làm như vậy qua, bị khách nhân phát hiện về sau, kém chút thanh mệnh đều mất đi, đấu chó trận như vậy đóng cửa. Tiền mặc dù là đồ tốt, cũng phải có mệnh đến hưởng dụng mới được. Người khác không biết hắn Tiêu nhị thiếu địa vị, Nghiêm Bác thế nhưng là thanh thanh sở sở. Chương 141, chân chính chó ngao Tây Tạng. Theo người chủ trì lớn tiếng tuyên bố trận chung kết bắt đầu, nhao nhao hỗn loạn hội trường, nháy mắt an yên tĩnh, đoàn người đều không chớp mắt nhìn về phía chính giữa hình tròn đài cao. Cứ việc đại bộ phận phân khách nhân nhất trí coi trọng thổ tá, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, cũng nên cùng tranh tài qua đi mới có thể công bố. Tranh tài ngay từ đầu liền xảy ra ngoài ý muốn, nguyên bản đấu trí tràn đầy vô so thổ tá, sau khi lên đài thái độ khác thường, cũng không có lập tức tiến công, mà là bình tĩnh đứng tại đài cao biên giới. Nhìn về phía một bên khác màu vàng sậm chó ngao Tây Tạng, chân trước chăm chú nằm dạp trên mặt đất, đầu ngóc lên, phát ra ô ô thấp sủa thanh âm, thần sắc 10 điểm khẩn trương, thậm chí mang theo mấy phân vẻ sợ hãi. Trái lại đầu kia cũng không thế nào thu hút màu vàng sậm chó ngao Tây Tạng, lại ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc bế nghế, tản mát ra cùng trước kia hoàn toàn khác biệt khí tức, từng bước một, chậm rãi hướng về phía trước, nghiễm nhiên vương giả. Tại sao có thể như vậy? Trên khán đài lập tức vang lên ông ông tiếng nghị luận. Không đúng, cái này giống như là chân chính chó ngao Tây Tạng, không phải nuôi chó trận bồi dưỡng ra đến. Có khách ánh mắt độc đáo, trước hết nhất đưa ra chất vấn. Bất quá lập tức liền dẫn tới khách nhân khác phản bác, chân chính chó ngao Tây Tạng, cái này sao có thể? Bây giờ còn có thể bồi dưỡng được chân chính chó ngao Tây Tạng tới sao? Đến sói hoang cũng cho ăn nó. Đừng nói giỡn, tối nay đến những khách nhân này. Trong đó không ít là chân chính hiểu chó người. Giống Tiêu Thiên dạng này thái điểu, cũng ít khi thấy. Bởi vì lẫn lộn quan hệ, mấy năm trước chó ngao Tây Tạng bị thổi làm thần hồ kỳ thần, giá trị bản thân tăng vọt. Nhưng ở trong ngoài nước tổ chức đấu chó giải thi đấu bên trong, nuôi nhốt chó ngao Tây Tạng chiến tích không được tốt, cùng chúng nó kia hiển hách thanh danh, cũng không xứng. Bất quá, đây chỉ là nhằm vào nuôi nhốt chó ngao Tây Tạng mà nói, trong truyền thuyết chó ngao Tây Tạng, bộ dáng không phải vậy. Chó ngao Tây Tạng tại tuyết vực cao nguyên được xưng là thánh thú. Cổ đại người dân Tạng, lấy du mục mà sống, cao nguyên đàn sói là dân chăn nuôi tử địch. Rất nhiều dân chăn nuôi bị hại nặng nề, chẳng những nuôi dưỡng gia súc bị đàn sói chia ăn hầu như không còn, dân chăn nuôi bản thân cũng thường thường trở thành đàn sói trong miệng thức ăn ngon. Chó ngao Tây Tạng chính là dân chăn nuôi dùng tới đối phó đàn sói đòn sát thủ. Tại tuyết vực cao nguyên, một mực lưu truyền một câu nói như vậy, độc ngao có thể đấu đàn sói. Mà chó ngao Tây Tạng bồi dưỡng phương pháp, cũng vô cùng tàn nhẫn huyết tinh. Một thai chín khuyển, đây là bồi dưỡng chó ngao Tây Tạng cơ bản nhất tiền đề. Nói cách khác, bồi dưỡng chân chính chó ngao Tây Tạng,
nhất định phải có một đầu mẫu khuyển, một đẻ con dưới 9 cái tiểu khuyển. Phổ thông chó ngao Tây Tạng mỗi đẻ con 4-5 con tiểu khuyển, nhiều 6, 7 con, một đẻ con 9 cái tiểu khuyển tình hình phi thường hiếm thấy. Tại cái này 9 cái tiểu khuyển vừa mới học được ăn thịt bắt đầu, liền tất cả đều quan tiến vào một cái dự đoán đào xong thật sâu trong hầm ngầm, mỗi ngày chỉ cấp rất ít nước, không cho đồ ăn. Đói khát khó nhịn chó con vì sinh tồn, chỉ có thể tương hỗ cắn xé. Đến cuối cùng, 9 cái chó con sẽ chỉ còn lại một con, còn lại 8 con, đều thành thức ăn của nó. Lúc này liền bắt đầu nuôi sói, cho ăn sống sói. Những mục dân trăm phương ngàn kế bắt tới còn sống sói hoang đầu nhập hầm, cho chó ngao khi đồ ăn. Trừ sống sói, trong hầm ngầm chó ngao sẽ không lại phải đến bất luận cái gì đồ ăn. Mà lại, chỉ có thể từ cố định một người cho trong hầm ngầm chó ngao cho ăn, ở giữa quyết không thể thay người. Cái này cho ăn người, sẽ thành chó ngao Tây Tạng duy nhất chủ nhân, trừ cái đó ra, chó ngao Tây Tạng sẽ không lại nhận bất kỳ người nào khác làm chủ nhân của nó. Một mực muốn như vậy nuôi nấng 3 năm, mới có thể có đến một con chân chính trên ý nghĩa chó ngao Tây Tạng. Nghe nói, bởi vì sói hoang cùng chó ngao Tây Tạng là thiên địch, địa phương nào tại bồi dưỡng chó ngao Tây Tạng, sói hoang có thể cảm ứng được, tại chó ngao Tây Tạng không có trưởng thành trước đó, sói hoang sẽ thành quần kết đội đến đây công kích, dốc hết toàn lực muốn đem cái này còn không có hoàn toàn lớn lên chó ngao Tây Tạng tiêu diệt tại khi còn bé. 3 năm về sau, mở ra hầm, một con chân chính chó ngao Tây Tạng liền xuất thế. Dùng phương pháp như vậy bồi dưỡng được đến chó ngao Tây Tạng, dũng mãnh vô địch, tại dân chăn nuôi phối hợp xuống, một con liền có thể đối phó toàn bộ đàn sói. Bất quá loại này bồi dưỡng phương pháp, sớm đã trở thành truyền thuyết. Hiện giai đoạn, cao nguyên sói hoang cơ hồ diệt tuyệt, còn dư lại vì số không nhiều đều tại tự nhiên bảo hộ khu kéo dài hơi tàn, đối dân chăn nuôi rốt cuộc không tạo thành bao lớn uy hiếp, tự nhiên cũng sẽ không có người lại dựa theo cổ pháp đi huấn luyện chân chính chó ngao Tây Tạng. Cho dù có người vui lòng làm như vậy, cũng được có thể tìm tới sống sói nuôi nấng chó ngao Tây Tạng mới được. Trên đài cao, theo chó ngao Tây Tạng từng bước một tới gần, thổ tá bắt đầu lui lại, từng bước một lui lại, miệng bên trong ô ô thấp sủa âm thanh đã biến thành gào thét, ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra thần sắc sợ hãi. Lão Tề, chuyện gì xảy ra? Tiểu Quế Tử lập tức gấp mắt, vội vã mà hỏi thăm, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cân bằng không gặp. Giống như từ khi tranh tài ngay từ đầu, hắn liền rời đi bao xương, sẽ không còn được gặp lại bóng dáng. Giang Vũ Thành cũng phát hiện tình huống này, liền vội vàng hỏi, Tiểu Quế Tử, Lão Tề chạy đi đâu rồi? Không biết a, mới vừa rồi còn ở đây, chẳng lẽ là đi nhà xí đi? Làm sao có thể, đi nhà xí bên trên lâu như vậy? Nhanh đi tìm một chút, lão hỗn đản kia sẽ không là đang chơi chúng ta a? Giang Vũ Thành nhất quán trầm mặc ít nói. Lúc này cũng có chút không giữ được bình tĩnh. 6 triệu a, cái này nhưng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nguyên bản còn đắc ý nghĩ đến, cùng thổ tá một ngụm giải quyết hết con kia chó ngao Tây Tạng, 6 triệu cứng rắn đâm đâm tiền giấy liền đến tay. Giang Vũ Thành chính kế hoạch muốn đổi máy mới xe đâu. Ai biết vậy mà xuất hiện loại này không tưởng tượng nổi tình huống. Ai ai, ta đi tìm. Yên tâm, Thành ca, cái này hỗn đản tuyệt đối không dám đùa chúng ta. Hắn dám như thế, nhìn ta không lột đi da của hắn. Tiểu Quế Tử luôn miệng nói, vội vã hướng bên ngoài dạp chạy tới, miệng bên trong thầm thầm thì, lời nói đến hung ác, cũng bất quá là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Tiêu Thiên sắc mặt cũng âm trầm, đen đến đáng sợ. Miệng bên trong không nói, trong đầu đã có dự cảm không lành, làm không tốt cái này cân bằng chính là đến đen bọn hắn. Chỉ là Tiêu Thiên có chút nghĩ mãi mà không rõ, vô duyên vô cớ. Cân bằng từ phía nam chạy đến thủ đô đến đen bọn hắn làm cái gì? Chưa từng có tiết a, cắn nó a, hỗn đản, vì cái gì không cắn? Số 4 bao xương bầu không khí khẩn trương, chàng tử bên trong đã sớm náo, rất nhiều người đứng dậy, lớn tiếng chửi rủa. Tiêu Thiên cùng người bên ngoài sân cược 6 triệu, bọn hắn thế nhưng mua không ít. Ba so một bàn khẩu, vốn là để người rất khó chịu, nghĩ đến tốt xấu có thể thắng điểm, cũng không tệ lắm. Có ít người vì có thể nhiều thắng một chút, thậm chí bỏ hết cả tiền vốn. Bây giờ tốt chứ, chiếu cái này tư thế, kia là muốn mất cả chì lẫn chài. Thổ tá trực tiếp bị chó ngao Tây Tạng bước đến chân tường. Khổng lồ như vậy một đầu đấu chó, lấy hung hãn nghe tiếng, dĩ nhiên thẳng đến đang lùi lại. Đây là thổ tá sao? So mẹ hắn vô dụng nhất chó đất còn không bằng. Nghiêm tổng, có mở ám a? Nào có dạng này đấu chó? Được chúng ta đây. Tinh khí nóng này khách nhân rốt cục nhịn không được đem đầu mâu nhắm ngay Nghiêm bác. Thực tế tình hình này quá quỷ dị,
chơi nhiều năm như vậy chó, chưa từng thấy qua đầu kia thổ tá lên trận là loại biểu hiện này. Nghiêm Bác ánh mắt quét qua, liền nắm chặt vị kia tính khí nóng nảy khách nhân, lạnh lùng nói, Phương Tổng, người gặp qua dạng này mờ ám. Người sẽ chơi, vậy người dạy ta một chút, chơi như thế nào loại này mờ ám. Đây là chó, không phải người. Lời này cũng là có lý. Nhân loại thi đấu hoạt động, có là mờ ám, giả cầu giả quảng tầng tầng lớp lớp. Kia là có thể khống chế. Đấu chó trên trận mờ ám, cũng không phải là không có. Bình thường đều là tại đấu cầu thân bên trên sức thuốc, giảm xuống đấu chó đối thống khổ độ mẫn cảm, trong thời gian ngắn tăng cường lực bộc phát, hung hãn không sợ chết. Nhưng giống trước mắt loại tình hình này, người vì thật đúng là chơi không ra. Người làm sao đi giáo hội một con chó gian lận, làm sao đi giáo hội thổ tá nhìn thấy chó ngao Tây Tạng liền toàn thân phát run. Chó chính là chó, dù thông minh chó cũng nghe không hiểu tiếng người, nhiều nhất chính là nghe một chút chỉ lệnh đơn giản. Kia cũng không phải là bởi vì nó nghe hiểu chủ nhân lời nói, mà là vô số lần huấn luyện hình thành phản xạ có điều kiện. Muốn nói chó chủ nhân hoặc là chó trận nhân viên công tác, có thể cùng thổ tá thông đồng gian lận, để nó không đánh mà hàng, cố ý thua cho chó ngao Tây Tạng, không khỏi quá thiên phương dạ đàm. Vô luận như thế nào huấn luyện, đều cải biến không được thổ tá loại này trời sinh đấu chó hung hãn họ gốc. Trừ phi nó xác thực cảm thấy đối phương cường đại đến căn bản liền không tại đẳng cấp phía trên. Thật giống như hiện tại loại tình hình này, thổ tá bị buộc đến góc tường, lui không thể lui, bỗng nhiên một tiếng sủa loạn, bỗng nhiên hé miệng, hướng chó ngao Tây Tạng đánh tới, hai mắt huyết hồng. Súc sinh này bị buộc gấp, lại không có đường lui, tình thế cấp bách liều mạng. Tục ngữ nói, con thỏ gấp còn cắn người đâu, lại càng không cần phải nói một đầu cường hãn tuyệt luân hoành cương vị cấp thổ tá. Tốt, chàng tử bên trong bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Súc sinh này rốt cục dám đánh, bất kể như thế nào, chỉ cần đánh, liền có hy vọng. Không đánh, vậy liền thua định, nhưng mà đoàn người kích động, cũng chỉ là nháy mắt sự tình, trong nháy mắt, tất cả mọi người liền đều ngây người. Chỉ thấy kia chó ngao Tây Tạng không tránh không né, nhàn rỗi mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm liền cắn thổ tá yết hầu bộ vị, mãnh lực hất lên cổ. Khổng lồ thổ tá ầm vang ngã xuống đất, tứ chi liều mạng cào. Chó ngao Tây Tạng gắt gao cắn thổ tá yết hầu. Tuyệt không hé miệng. Ân máu đỏ tươi, từ trong miệng nó rò rỉ chảy xuống, cấp tốc nhuộm đỏ đấu chó đài. Thổ tá giãy giụa cấp tốc trở nên yếu ớt, rất nhanh liền dừng lại, toàn thân co quắp, đã sắp gặp tử vong. Vô số ánh mắt định tại đấu chó trên đài, toàn trường đều trợn mắt hốc mồm. Hợp lấy đây mới là đầu này chó ngao Tây Tạng chiến đấu chân chính lực. Hóa ra phía trước hai trận đấu, súc sinh này chỉ là tại làm nóng người, hoặc là nói, nó trực tiếp ngay tại đóng vai heo. Để tất cả mọi người xem thường nó, tại thời khắc quan trọng nhất, mới hiển lộ rõ ràng ra thực lực chân chính. Không động thì thôi, động một tí nhanh như thiểm điện. Một ngụm, liền một ngụm, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Đây mới thực là vương giả phong phạm. Nhị ca, không tốt, cân bằng tên vương bát đản kia, tìm không thấy người, gọi điện thoại di động hắn cũng tắt máy. A, đã kết thúc. Tiểu Quế Tử vội vã đẩy cửa tiến vào bao xương, khắp cả mặt mũi mồ hôi đầm đìa, lắp bắp nói. Lập tức liền ngẩn người, há to miệng, ngốc ngơ ngác nhìn qua đấu chó đài. Không nghĩ tới hắn đi ra ngoài một chuyến, trở lại liền biến thành cái dạng này. Tiêu Thiên cùng Giang Vũ Thành đều sắc mặt tái xanh, ngực gấp rút chập trùng. Ha ha, tốt, tốt, quá tốt, thật sự là đã nghiền a. Toàn trường trong yên lặng, Diệp Đại Thiếu tiếng cười đắc ý lộ ra phá lệ chói tai, như là cú vọ, để người cực không thoải mái. Chương 142, Sát Tinh. Chờ một chút. Giang Vũ Thành không thể kìm được, hồ đứng lên, cái này không đúng, ở giữa có vấn đề. Hội trường lập tức lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Trận này trận chung kết, ở đây cơ hồ 6-7 thành người đều dưới chú, cơ bản tất cả đều là bên thua. Lúc ấy tình huống kia, ai sẽ đi mua chó ngao Tây Tạng thắng ha? Thua đều không ít, chỉ là mọi người mặc dù trong đầu có nghi vấn, lại cũng không dễ làm chúng chất vấn. Dù sao vừa rồi chó ngao Tây Tạng kia chí mạng khẽ cắn, thật sự đem tất cả mọi người chấn trụ. Đây mới thực là chó vương phong phạm, tương đương với hoành cương vị cấp thể trạng thổ tá, giao thủ một hiệp, liền đột tử tại chỗ. Cái này tuyệt đối trang không ra, chó không phải người, ai cũng không thể đem một đầu thổ tá điều giáo được tự động chịu chết, không ai có bản sự kia. Đừng bảo là không nhà thông thái họ đấu chó, liền xem như nhân loại gian lận, cũng không thể thanh mạng của mình đều dựng vào. Đây không phải là giả heo ăn thịt hổ, đó là chân chính heo. Chỉ có thể nói,
kia cái gì Đoạn thiếu tướng đầu này chó ngao Tây Tạng điều giáo quá tốt, quả thực chính là cái trang bức chi vương. Tiểu tổ thi đấu vòng bán kết, cùng hai đầu đấu chó triển đấu gọi là một cái kịch liệt, đem tất cả mọi người giấu giếm được đi, coi là đó chính là nó chân thực tiêu chuẩn. Thẳng đến trận chung kết, mới thể hiện ra vua của nó người thực lực. Giang thiếu, mời đem lời nói rõ ràng ra, trong lúc này có vấn đề gì? Nghiêm bác 10 điểm nghiêm túc hỏi ngược lại, hắn biết Giang Vũ Thành cũng là lớn nha nội, trong nhà lão đầu tử chức quan không thấp. Nhưng cái này chất vấn, có quan hệ toàn bộ đấu chó trận danh dự, có quan hệ hắn Nghiêm bác tiền đồ, lại là nhất định phải cãi lại rõ ràng. Ta tạm thời còn không biết có vấn đề gì, nhưng khẳng định có vấn đề, lão tề. Hừ, Giang Vũ Thành một gương mặt đỏ bừng lên, lại rốt cục đem phía sau lời nói nuốt trở vào, giận đùng đùng đặt mông ngồi xuống. Quan trọng thời khắc, lão tề đột nhiên biến mất không gặp, đem ba người bọn hắn bỏ ở nơi này gánh trách nhiệm, 6 triệu. Trong lúc này muốn không có vấn đề, đánh chết Giang Vũ Thành cũng không tin. Nhưng mấu chốt ở chỗ, lời này hắn nói không nên lời. Cân bằng là cùng bọn hắn cùng một chỗ tới bằng hữu, muốn nói có vấn đề, kia cũng là bọn hắn chính mình vấn đề, tựa hồ lại không đến trên đầu của người khác. Các ngươi giao bằng hữu gì? Diệp Hạo Văn cười lạnh một tiếng, nói tiểu Giang, không chơi nổi liền đừng đùa. Thắng tiền thời điểm, chúng ta thế nhưng là nghiêm túc, 2 triệu chi phiếu thiếu các ngươi một phân tiền không có. Người miệng nứt phải cùng hoa sen như, làm sao, hiện tại thua, nghĩ cũng được, Diệp ca không quan tâm cái này 2 triệu, người ngay trước đoàn người mặt nói một tiếng, người Giang Vũ Thành là lão lại, ta lập tức vỗ mông rời đi, tuyệt không hướng người muốn một phân tiền. Thế nào, ta đủ ý tứ A, miệng bên trong kêu là tiểu Giang, ánh mắt lại là thẳng tắp chăm chú vào Tiêu Thiên trên mặt. Giang Vũ Thành tại Diệp đại thiếu trong mắt, thật đúng là không tính là gì, Diệp đại thiếu để ý là Tiêu Thiên. Nghiêm chỉnh mà nói, Diệp đại thiếu là thấy ngứa mắt Tiêu Phàm. Ai bảo ngươi Tiêu Thiên là Tiêu Phàm thân đệ đệ? Diệp Hạo Văn, ngươi có ý tứ gì? Giang Vũ Thành lập tức liền lửa, trong mắt trợn thật lớn. Không có ý gì, có chơi có chịu, quy củ này, ai cũng phải thủ a. Đoàn người nói có đúng hay không? Diệp đại thiếu nói đúng, có chơi có chịu, thiên kinh địa nghĩa. Lập tức liền có người phụ họa, đoán chừng những người này, đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút Diệp Hạo Văn địa vị, trong đó mấy cái, thì là vừa rồi mua chó ngao Tây Tạng thắng người chơi. Mặc dù tranh tài trước đó bọn hắn cũng không coi trọng chó ngao Tây Tạng, nhưng ba so một bàn khẩu sắc thực rất hấp dẫn người ta. Đấu chó trên trận, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Thua chỉ cần thua một khối, thắng liền thắng ba khối, lấy nhỏ thắng lớn, sao lại không làm. Cái này ngay miệng. Ai không thừa nhận cái này trận kết quả trận đấu, đoán chừng mấy vị này lão bản liền với ai gấp. Có một vị tài đại khí thô lão bản, thế nhưng là tại chó ngao Tây Tạng trên thân ép 500.000 chú, hiển nhiên 1.500.000 cứng rắn đâm đâm hiện tiền giấy liền muốn tới tay, càng thêm ồn ào phải lớn tiếng, dùng sức vì Diệp Hạo Văn lớn tiếng khen hay. Vũ Thành, ngồi xuống, Tiêu Thiên lạnh lùng nói, không hề nghi ngờ, bọn hắn là bị cân bằng xuyến, nhưng dưới mắt lại không phải so đo cái này thời điểm. Diệp Hạo Văn cũng không phải dễ lắc lư chủ, kia cái gì Đoạn ít, chuyên mang như thế một đầu chó giữ đến kinh nước yến mặt, khẳng định cũng không phải ăn chay. Không phải mãnh long không qua sông, tiểu Diệp, người cũng đừng gào to, không phải liền là 2 triệu sao. Dọa không chết người, Diệp Hạo Văn ngón tay cái dựng lên, nói Tiêu Hai, hảo khí phách, lúc này mới như cái ra môn. Đi, ta chờ đâu, nói đến, ta vẫn là thua thiệt, góp đi vào một đầu chó ngoan. Những năm này. Ta nuôi cái này cao cây dần, cũng là hơn mấy chục vạn nện đi vào. Tiêu Thiên lạnh hừ một tiếng, nói tiểu Diệp, người kia 2 triệu, trong một tuần lễ, ta sẽ cho ngươi góp đủ. Ai, Tiêu Hai, cái này liền không đúng, đấu chó trận không có cái quy củ này a. Cho tới bây giờ đều là làm mặt thanh toán xong, việc này, nhưng không có qua đêm. Đúng vậy a, Tiêu Nhị Thiếu, ta là người bên ngoài, đến mai còn phải hướng nhà đuổi đâu. Một tuần lễ, ta nơi nào chờ được a? Bên kia toa, Đoàn Khổng Tước âm âm tiếp miệng, Tiêu Thiên mặt lại chìm xuống dưới, lạnh lùng nói, Đoạn ít, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Trong lúc này đến cùng có cái gì mờ ám, đừng cho là ta không biết. Chờ ta tìm tới lão tề, nếu như các ngươi thu về băng tới chơi ta, hắc hắc, việc này cũng không tốt kết thúc. A, Tiêu Nhị Thiếu, lời này hiếm lạ, ai là lão tề a? Ta biết hắn sao, ta cũng là Diệp Đại Thiếu câu nói kia, 4 triệu không làm đại sự. Chỉ cần ngươi Tiêu Nhị Thiếu mở câu miệng, thừa nhận mình là lão lại, ta một phân tiền không muốn, vỗ mông rời đi. Hắc hắc, cái này kinh thành mặt đất công tử đại thiếu, ta xem như kiến thức.
trên khán đài lập tức lại vang lên ong ong tiếng nghị luận. Hợp lấy cái này nơi khác đến đoạn ít, cũng là ngang ngược cản rỡ họ cách. Ngươi thắng 4 triệu, kia liền đợi đến lấy tiền tốt. Làm gì lối ra đả thương người, Tiêu Nhị Thiếu có thể bị đấu chó trận phụng làm khách quý, an bài tại tôn quý nhất bao xương, khẳng định không phải người bình thường. Vô duyên vô cớ đắc tội dạng này hoàn khố nha nội, chơi rất vui a. Tiểu Quế Tử nói, Nghiêm Tổng, chúng ta hôm nay không mang nhiều tiền mặt như vậy, làm phiền ngươi trước ứng ra một chút, trong một tuần lễ, chúng ta cho ngươi góp đủ, cái này cũng có thể a. Nghiêm bác liền lộ ra làm khó thần sắc, nói quế ít, cái này không được tốt xử lý a. Các ngươi mấy vị, vừa rồi chơi chính là bên ngoài sân. Nếu như là trải qua ta lão Nghiêm tay, kia chưa nói, mặc kệ bao nhiêu, ta khẳng định cho trên nệm. Thế nhưng là trận này bên ngoài, cái này không hợp quy củ a, 6 triệu, thật không phải số lượng nhỏ. Quy củ là chết, người là sống nha, thật không có chút nào có thể dàn xếp. Tiểu Quế Tử mặt cũng chìm xuống dưới, tối nay hợp lấy là bị người liên thủ lại tính toán rồi. Ngay cả Nghiêm bác đều không nể mặt mũi. Giang Vũ Thành thấp giọng nói, Tiểu Quế Tử, hiện tại mấu chốt là cái kia lão Tề, người đến cùng tại sao biết hắn? Biết hắn nội tình sao? Thanh cái này hỗn đản bắt tới, liền biết chuyện gì xảy ra. Ta suy nghĩ, hắn cùng cái kia họ Đoàn, là người một đường. Tiểu Quế Tử mặt mũi tràn đầy buồn nản chi sắc, cũng nhẹ giọng nói, Thành ca, ta còn thật không biết hắn nội tình, thẻ căn cước là nhìn qua, nhưng ta đoán chừng, thẻ căn cước này tám thành là giả. Tên vương bát đản này chính là chuyên đến đen chúng ta. Thế nhưng là, chúng ta cùng hắn không có nghỉ lễ a. Cái kia họ Đoàn, chúng ta trước kia ai cũng chưa thấy qua, chuyên đến đen chúng ta, có chút không thể nào nói nổi a. Chẳng lẽ là Diệp Hạo Văn dở trò quỷ, thế nhưng là cũng không lớn giống, hắn không đáng lại dựng vào một con chó a. Giang Vũ Thành trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra. Nhị ca, làm sao bây giờ? 6 triệu chúng ta thật không bỏ ra nổi đến. Ta hiện tại ngân hàng trong chương mục chính là bốn mấy chục nghìn. Một tuần lễ đều quá sức. Tiểu Quế Tử không để ý tới Giang Vũ Thành, hướng phía Tiêu Thiên nói. Tiêu Thiên song mi nhíu chặt, một tiếng không hừ. Nếu không, chúng ta cho lão đại gọi điện thoại đi, có lẽ hắn có thể có biện pháp. Tiểu Quế Tử trong mắt lóe sáng lóng lánh quang mang. Hắn cùng Tiêu Phàm cũng chính là đánh mấy lần quan hệ, đối Tiêu Phàm ngọn nguồn mảnh không có chút nào rõ ràng. Nhưng đối Tiêu Phàm nhưng lại có sùng bái mù quáng. Bây giờ chuyện quá khẩn cấp, liền nhớ lại lão đại. Tiêu Thiên nhíu mày nói, anh ta lại không có mở cửa. Kia, Tiểu Quế Tử cũng không có cách. Tiêu Nhị Thiếu, các ngươi đến cùng thương lượng xong chưa? Các ngươi hoài nghi gì lão Tề cùng ta có mở ám, vậy liền đem người tìm ra đi, ta cùng hắn đối chất nhau. Đoàn Khổng Tước không đợi được kiên nhẫn, bất âm bất dương nói. Dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn mỹ nữ kia, đem một mảnh hoa quả đưa tiến vào trong miệng của hắn. Ổn à ổn ẻn nói, đoạn ít, đừng tức giận nha, 4 triệu tính cái gì a? Còn tưởng rằng cái này thành phố thủ đô đại thiếu có nhiều tiền đâu, hì hì. Tiêu Nhị Thiếu, nếu không phục khí, vậy ta cho các ngươi một giờ, các ngươi lại đi tìm một con chó tới. Chỉ muốn các ngươi thắng ta, sư vương, 4 triệu xóa bỏ. Diệp đại thiếu 2 triệu, cũng là ta ra. Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên xoạch một tiếng, một đầu bóng đen từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Trùng điệp ngã tại phía dưới trên khán đài. A, à, thứ gì a? À? Hiện trường lập tức loạn thành một đống. Sau đó mọi người thấy rõ, là một người. Người kia ngã tại trên khán đài, cố gắng giãy giụa lấy, lung la lung lay đứng lên, máu chảy đầy mặt, thần tình trên mặt kinh hãi muốn tuyệt. Là lão Tề tên vương bát đản kia. Tiểu Quế Tử mắt sắc, lập tức liền thấy rõ ràng người kia bộ dáng, lập tức la hoảng lên. Này, thật là lão Tề. Giang Vũ Thành cũng ngây người. Trừng to mắt, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Cái này lão Tề tại sao lại xuất hiện rồi? Hay là lấy loại này cực kỳ huyễn khốc phương thức xuất hiện, hoành không xuất thế, từ trên trời giáng xuống. Nhìn cái này chật vật không chịu nổi bộ dáng, nhất định là bị người ném đến. Đoạn Thiếu sắc mặt, lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đoàn người còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, oanh một tiếng vang thật lớn, đấu cho trận hai phiến nặng nề gỗ lim đại môn bay lên, xoạch hai tiếng. Hai người mặc đồng phục an ninh người theo sát lấy bay vào, té ngã trên đất, không nhúc nhích. Người nào, làm gì, hiện trường lại là một trận đại loạn, mọi người ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía cổng. Chỉ thấy một vị người mặc nền trắng màu lam hoa văn tay áo dài áo thun, màu nâu quần thường người trẻ tuổi, chậm rãi đi đến, trong khuỷu tay kéo một vị thiên kiều bách mỹ nữ lang tóc vàng. Chính là Tiêu Phàm cùng Azelena, Tiêu lão đại, trong chốc lát,
sắc mặt của rất nhiều người lập tức trở nên tái nhợt. Trong đó bao quát Diệp Đại Ít, Uông Nhị Thiếu, Uông Tam Thiếu, sắc mặt khó coi nhất, tự nhiên là Đoàn Tiểu Vương gia. Cái này sát tinh lại lộ diện, mà lại từ lão tề cùng hai tên bảo an ra sân phương thức đến xem, lão đại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 143, ta không có chó, ta có mèo. Mấy vị dỗ dành công tử ca, từng cái đều được chứng kiến Tiêu lão đại lợi hại, nhưng Nghiêm bác không biết đến. Bị người thẳng như vậy xông tới, Nghiêm tổng nếu là không lên tiếng, sau này chàng tử này khỏi phải mở. Nghiêm bác sụ mặt, lạnh lùng nói, vị tiên sinh này, đây là ý gì? Tiêu Phàm từ tốn nói, Nghiêm tổng, ta là Tiêu Phàm, Tiêu Thiên là đệ đệ ta. Đập nát cửa, ta bồi, người bị thương tiền thuốc men, ta ra. Cùng ngươi cái này đấu chó trận sổ sách, chậm rãi lại tính. Ta hiện tại trước tìm Đoàn tiên sinh, lời nói không chậm không nhanh, thanh âm cũng không phải rất lớn, lại mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở, thậm chí màng nhĩ ông ông tác hưởng. Người người trên mặt biến sắc, lời này nghiêu xoa, liền trực tiếp như vậy đánh tới cửa, điểm tên chỉ họ sẽ cùng Nghiêm bác tính sổ sách. Nghiêm bác sắc mặt cũng biến thành xanh xám, nhưng cố không dám nói thêm câu nào. Tiêu Phàm nói đến rõ ràng Tiêu Thiên là đệ đệ của hắn. Tiêu Thiên là ai nhà người, Nghiêm bác rất rõ ràng. Tiêu Phàm nhìn qua, nhã nhặn nho nhã, tựa hồ so Tiêu Thiên ôn hòa nhiều. Nhưng loại này ra sân phương thức, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Cơ tổng chỉ lệnh muốn giúp Đoàn Khổng Tước, Nghiêm bác trong đầu vốn liền có chút bồn chồn. Cái này muốn đen không là người khác, là lão Tiêu gia đích hệ tử đệ a. Đương nhiên, Nghiêm bác trong lòng lại lẩm bẩm, đối với cơ tổng chỉ lệnh, đó cũng là vô điều kiện chấp hành. Dù sao trời sập xuống có cái cao định, cơ tổng tựa hồ còn không có để cho thủ hạ người gánh trách nhiệm nghe đồn. Nhưng là bây giờ, người ta đại ca đánh tới cửa. Nghiêm bác lập tức tiện ý thức đến vấn đề nghiêm trọng họ, không có đạt được cơ tổng tiến một bước chỉ thị, hắn tuyệt đối không dám thiện tự làm chủ. Dù là Tiêu Phàm lập tức đem hắn cái này đấu chó trận cho hủy đi, hắn cũng được đợi đến cơ tổng minh xác chỉ thị, mới dám có bước kế tiếp hành động. Cùng dạng này một cùng một thế gia hào môn lên xung đột, Nghiêm bác tự nhận không có quyết sách tư cách. Tiêu tiên sinh, người tìm ta có chuyện gì? Trong lúc này, Đoàn Tiểu Vương gia cũng chỉ có thể kiên trì đi lên gánh. Cứ như vậy gặp một lần Tiêu Phàm mặt liền chạy chối chết, Đoàn Tiểu Vương gia về sau khỏi phải trên giang hồ hỗn danh tiếng. Đoàn tiên sinh, người trong lòng mình nắm chắc, tuồng vui này, làm rất khá nha. Tiêu Phàm chậm rãi hướng về phía trước, tất cả mọi người kìm lòng không đặng ngửa ra sau ngửa người tử. Cứ việc ở đây khách nhân, rất nhiều cũng không biết Tiêu Phàm Tiêu Thiên là thanh danh hiển hách lão Tiêu gia đích hệ tử đệ, nhưng một ra sân liền uy thế như thế, trực tiếp đem Nghiêm bác như không có gì, đây chính là trang không ra. Không thấy được Nghiêm bác một câu lời cũng không dám nhiều lời. Còn có bên cạnh hắn vị kia diễm mỹ tuyệt luân dị quốc, Đoàn người cũng coi là hoan chàng lão thủ, sửng sốt chưa thấy qua như thế vận vị mười phần dị quốc mỹ nữ. Không có chút bản lãnh, có thể cua được dạng này cực phẩm gái Tây. Ngày hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, một hơi nhìn thấy ba tên tuyệt thế mỹ nữ, còn phong tình khác nhau, tuyệt không nói hùa. Tiêu tiên sinh, lời này ta liền nghe không rõ. Làm sao liền gọi là hí rồi? Ta tới đây đấu chó, chẳng lẽ cũng phải đi qua Tiêu tiên sinh cho phép? Cái quy củ này, cũng không phải ta định, chó của ta bây giờ còn tại chàng tử bên trong, Tiêu tiên sinh nếu là cảm thấy có mờ ám, chúng ta có thể lại so a. Chỉ cần Tiêu tiên sinh chó có thể làm đến qua ta sư vương, ta Đoàn Khổng Tước không hai lời. Có chơi có chịu nha, Đoàn Khổng Tước vừa nói, vừa lấy con mắt dư quang liếc nhìn Cơ Khinh Xa chỗ bao xương. Cơ Khinh Xa tĩnh ngồi yên ở đó, đốt lên một chi nữ sĩ thuốc lá, chậm rãi rút lấy, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Đối chàng tử bên trong cái này biến hóa kinh người, làm như không thấy, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đoàn Khổng Tước lập tức liền an tâm không ít, có cái thời điểm, không có biểu thị cũng chính là một loại thái độ. Chí ít Cơ Khinh Xa không có muốn ngăn cản hắn ý tứ. Hôm nay việc này, hắn dự đoán bái kiến qua Cơ A-di, Cơ A-di ở trước mặt hứa hẹn, kia liền không có gì đáng lo lắng. Tiêu Phàm thật phải ngay mặt tìm hắn để gây sự, hiện đặt vào Cơ A-di ở đây. Cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tiêu Phàm gật gật đầu, chuyển hướng Nghiêm bác, nói, Nghiêm tổng, làm phiền ngươi trước thanh tràng. Nghiêm bác liền liếc Cơ Khinh Xa một chút, Cơ Khinh Xa giơ tay lên, đem nữ sĩ thuốc lá chậm rãi đưa tiến vào miệng bên trong, vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Nghiêm bác trong lòng liền đã nắm chắc, lập tức chỉ huy trong tràng nhân viên công tác, bắt đầu thanh tràng. Cùng loại chuyện phiền toái như vậy, có thể tại trong phạm vi nhỏ xử lý là tốt nhất. Càng nhiều người càng không dễ khống chế cục diện.
những khách nhân ngược lại là rất thủ quy củ, không ai ầm ĩ, tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới, ngoan ngoãn rời sân. Cứ việc ai cũng nghĩ xem náo nhiệt, nhưng loại tình hình này, hay là tự giác một chút tốt, 10 triệu không thể liên lụy đi vào. Rất nhanh, chàng tử liền thanh không, trở nên 10 điểm yên tĩnh. Chỉ còn lại có 6 cái bao xương khách nhân lưu lại. Tiêu Phàm đi tiến vào số 4 bao xương, Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử liền vội vàng nghênh đón. Ca, làm sao ngươi tới rồi? Ngươi thần tiên a? Tiêu Thiên vừa cười vừa nói, không che giấu được hưng phấn trong lòng chi ý. Mỗi lần tại hắn phiền toái nhất thời điểm, đại ca luôn luôn sẽ kịp thời xuất hiện. Cái này thật là thần. Tiêu Phàm song mi cau lại, nói cân bằng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên vội vàng nói ca, ta biết việc này là chúng ta quá không cẩn thận, bị người hố. Ai nha, thật mất mặt. Tiêu Phàm từ tốn nói, bị người hố về sau mới biết được không cẩn thận, còn có ý nghĩa sao? Tiểu Quế Tử gãi gãi đầu, cả gan nói, lão đại, cái này đều tại ta, là ta không có làm rõ ràng. Tên vương bát đản này giả bộ rất giống có chuyện như vậy, nhìn qua đặc biệt giảng nghĩa khí. Hắn lại là người phương Nam, chúng ta đối hắn tình huống nhất thời bán hội cũng không hiểu rõ lắm. Tiêu Phàm liếc nhìn hắn một cái, Tiểu Quế Tử, cân bằng tại phương Nam tình huống các ngươi không hiểu, coi như tình có thể hiểu. Thế nhưng là hắn đến thủ đô hơn một tháng, đều làm những gì, các ngươi cũng không hỏi một chút. Hắn nói, hắn là người làm ăn. Người làm ăn, vậy hắn tại thủ đô mở công ty gì, làm cái gì sinh ý? Hắn cái này hơn một tháng đều bồi tiếp các ngươi chơi đâu? Bạch Thiên Hắc Dạ đều bồi tiếp, cái kia có sinh ý người như thế không làm việc đàng hoàng. Tự xưng là người làm ăn, đến thủ đô hơn một tháng, đã không mở công ty lại không có mở cửa. Như thế rõ ràng điểm đáng ngờ, các ngươi ai cũng không có phát giác. Tiêu Phàm ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại làm cho Tiểu Quế Tử cảm thấy ngay cả khí đều không xuyên thấu qua được. Lão đại, cái này, ta cũng không nghĩ tới tên vương bát đản này sẽ đen chúng ta. Chúng ta cùng hắn không có kết thù à. Tiểu Quế Tử lại là sợ hãi lại là kinh ngạc, biết bao phiền muộn. Một cái không có chút nào nghỉ lễ người làm ăn, ba ba từ phương Nam chạy đến thủ đô đến, trăm phương ngàn kế cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ. Tốn hao hơn mấy chục vạn, liền vì hôm nay đen bọn hắn, quả thực để Tiểu Quế Tử khó hiểu. Không có chơi như vậy, Tiêu Phàm gật gật đầu, không tiếp tục níu lấy vấn đề này không thả, hỏi, dưới bao lớn chú. Tiểu Quế Tử bận bịu tức đáp, 6 triệu, bên ngoài sân, 1-1. 4 triệu là họ Đoàn, mặt khác 2 triệu, là Diệp Hạo Văn. Ngược lại là giải thích được thanh thanh sở sở. 6 triệu, các ngươi nghĩ tới thua làm sao bây giờ không? Ba người liếc nhau. Đồng loạt lắc đầu, đều có chút hổ thẹn. Coi là chắc thắng không thua mà, ai biết làm thành cái dạng này. Tiêu Thiên thấp giọng nói ca, ta biết sai, hôm nay việc này, người giúp ta giải quyết, ta về sau sẽ chú ý. Nguyên bản lấy Tiêu Thiên họ cách, đánh chết hắn cũng sẽ không chịu thua. Nhưng ở Tiêu Phàm trước mặt, vậy liền không giống. Đây là hắn anh ruột, Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, có thể. Bất quá ta có điều kiện, ngươi nói, Tiêu Thiên vội vàng nói. Tiêu Phàm nhìn qua hắn, thần sắc rất là nghiêm túc, ngày mai, ngươi liền biên lai nhận vị xử lý điều động thủ tục, trong một tuần lễ, đi Hồng Sơn thôn báo đến. Cái này, Tiêu Thiên không còn có nghĩ đến, Tiêu Phàm sẽ đưa ra điều kiện như vậy tới. Tiêu Thiên, hay là ta đã nói với ngươi, hai người chúng ta, cũng nên có một cái để ba ba yên tâm mới được. Lại nói, lấy ngươi họ cách, thật không thích hợp lại chơi như vậy xuống dưới. Ngươi quá thích sĩ diện. Bị người ép buộc vài câu liền xuống đài không được. Cùng Diệp Hạo Văn Uông Thuật Văn bọn hắn, căn bản cũng không phải là một loại người. Người da mặt không đủ dày, tâm không đủ đen, Tiêu Thiên không lời nào để nói. Đại ca nói không sai, làm hoàn khố, bôi không dưới mặt mũi đi làm tiền, da mặt tâm không đen, làm sao cùng Diệp Đại Thiếu Uông Nhị Thiếu so a? Tốt, ta đáp ứng. Tiêu Thiên khẽ cắn môi, gật đầu đáp ứng. Tiêu Phàm đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói Tiêu Thiên. Người đi làm lãnh đạo của ngươi cán bộ. Cái này tứ cửu thành bên trong hoàn khố công tử ca, để ta làm. A, Tiêu Thiên lập tức choáng một chút. Giang Vũ Thành Tiểu Quế Tử cũng là hãi nhiên. Lời này, nhưng so để Tiêu Thiên đi Hồng Sơn thôn làm việc càng thêm khiến người kinh hãi. Tiêu lão đại thật muốn làm hoàn khố. Cái này quá phá vỡ đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, không để ý đến bọn hắn nữa, đi đến bao xương phía trước cửa sổ, ánh mắt chậm rãi quét tới. Uông Thuật Văn vội vàng ở trên mặt cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, khom người một chút, nói Tiêu lão đại. Uông Nhị Thiếu là thật rất sợ hãi Tiêu lão đại. Này, Uyển Thiên Thiên hướng hắn dương giơ tay, lạc lạc cười,
tiếu dung sán lạn, thiên chân vô tà, còn mang theo nói không nên lời cảm giác hưng phấn. Đại đương gia tâm lý nắm chắc, người này vừa đến, liền có trò hay nhìn. Uyển đại đương gia thích nhất xem náo nhiệt, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu ra hiệu, Cơ Khinh Sa chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, lạnh nhạt nói, Tiêu một ít, cửu ngưỡng đại danh. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói Cơ Tổng, không dám nhận. Hôm nay việc này, mời Cơ Tổng cầm cái chương trình ra. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Tiêu một ít, ta chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo. Chàng tử này, ta có cổ phần, tối nay việc này, Tiêu một thiếu khả năng hiểu lầm. Đấu chó quy củ chính là như vậy, trên lôi đài thấy cao thấp. Nhắm ngay đặt cược, có chơi có chịu, thật sao, cũng bao quát hai người thông đồng một mạch gian lận. Gian lận, Tiêu một ít, không thể nói như thế. Trên lôi đài, bên thắng là vua, Tiêu một thiếu nếu có chó ngoan, cũng có thể dẫn ra đến, tái đấu một trận. Chỉ cần Tiêu một thiếu chó thắng, đoàn người đều không lời nào để nói. Có thể, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp, Tiêu Thiên vội vàng ở một bên thấp giọng nhắc nhở ca, kia chó ngao Tây Tạng rất lợi hại, thổ tá liền chống cự chi lực đều không có, một ngụm chí mạng. Chúng ta không có chó. Cơ Khinh Sa mỉm cười nói, Tiêu một thiếu quả nhiên là người sảng khoái. Vậy liền mời Tiêu một thiếu thanh chó của ngươi dắt đến đây đi. Ta không có nuôi chó. Cơ Khinh Sa lập tức đôi mi thanh tú cau lại, nói Tiêu một ít, người đây là ý gì? Không có chó, vậy làm sao so? Ta có mèo, Tiêu Phàm ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt, 10 điểm chắc chắn. Mèo, đoàn người lập tức đều ngây người, tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nói đùa cái gì, đây là đấu chó. Chương 144, làm mèo liền làm mèo tốt, ta không ngại. Dùng ta mèo, đấu hắn chó. Ta thua, Tiêu Thiên vừa rồi thiếu tiền đặt cược, ta còn. Ta thắng, 6 triệu chính các ngươi lấy ra. Tiêu Phàm chậm rãi nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tiêu một ít, ngươi khẳng định muốn dùng mèo cùng chó đấu. Hiện trường lặng im vài giây đồng hồ, Cơ Khinh Sa nhẹ giọng hỏi. Đấu chó trận rất lớn, hai cái bao xương cách xa nhau không gần, nhưng như vậy nhẹ nhẹ một câu, hay là mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Diệp Hạo Văn Uông Thuật Văn bọn người không rõ nội tình, Tiêu Phàm những cao thủ này, lại lập tức trong lòng hiểu rõ, Cơ Khinh Sa cũng là người trong đồng đạo. Cơ Tổng, ta nghĩ ta đã nói đến rất rõ ràng. Tốt, chính là như thế xử lý. Nếu như Tiêu một thiếu thắng, ta lại ngoài định mức dâng tặng 1 triệu, coi như là ta thưởng thức phí. Mèo cùng chó đấu, mà lại là đấu một đầu quán quân chó ngao Tây Tạng, xác thực đáng giá một số lớn thưởng thức phí. Uông Thuật Văn bỗng nhiên ngắt lời nói, Tiêu lão đại, nếu không, ta cũng góp tham gia náo nhiệt. Ta thêm 2 triệu, bất quá không phải thưởng thức phí, là đặt cược. Ta nhưng không có Cơ Tổng như vậy tài đại khí thô, ha ha. Cứ việc Tiêu Phàm dỗ dành, nhưng Uông Thuật Văn thật đúng là không tin. Trên thế giới này có thể đánh thắng chó ngao Tây Tạng mèo. Dù là ngươi Tiêu Phàm mang cái cao nhồng tới cũng tốt. Chân chính mảnh khuyển, hình thể điểm nhỏ, sức chiến đấu tuyệt đối không kém, mảnh khuyển đánh bại cỡ lớn đấu chó nghe đồn cũng không ít. Nhưng là, mèo, cái này thực sự để người khó mà tin phục, có thể, Tiêu Phàm không chút do dự gật đầu hứa hẹn. Diệp Hạo Văn cũng chen vào nói, Tiêu một ít, đừng trách ta Diệp Hạo Văn lắm miệng, cái này đều nhanh 10 triệu, có phải là phải có cái đảm bảo a? Ngươi chớ cùng đệ ngươi đồng dạng chơi xấu a, ta đảm bảo, Tiêu Phàm chưa trả lời, Uyển Thiên Thiên liền cười hì hì mở miệng. Diệp đại thiếu đúng không? Tiêu một thiếu tất cả tiền đặt cược, đều để ta tới đảm bảo. Diệp Hạo Văn liền cười, con mắt híp mắt khâu lại, nhìn về phía Uyển Thiên Thiên, lạnh nhạt hỏi, tiểu muội muội, ngươi lại là vị nào a? Ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì đảm bảo? Ngươi cho Tiêu Phàm đảm bảo, ai cho ngươi đảm bảo? Uyển Thiên Thiên ánh mắt thoáng nhìn, Diệp Hạo Văn kìm lòng không đặng trong lòng một hàn, cô gái nhỏ này ánh mắt, làm sao bỗng nhiên trở nên lạnh như vậy? Như dao đâm người, Nghiêm Tổng, người nói một câu đi, ta cho Tiêu một thiếu đảm bảo, có thể hay không a? Uyển Thiên Thiên không để ý đến hắn nữa, trực tiếp hướng Nghiêm Bác nói, hay là cười hì hì. Nghiêm Bác liền nở nụ cười khổ, tiểu cô nãi nãi, ta dám nói không được sao? Không phải, người không được đem ta chàng tử này đều phá. Có thể, đương nhiên có thể, Nghiêm Bác luôn miệng nói. Uyển Thiên Thiên liền nhẹ gật đầu, đối Diệp Hạo Văn nói, Diệp đại ít, lần này ngươi yên tâm đi. Ai nha, chính là đáng tiếc, không ai nguyện ý tiếp ta chú a. Cơ Khinh Sa khẽ cười nói, Thiên Thiên, ngươi muốn dưới cái gì chú? Ta đương nhiên là cược Tiêu một thiếu thắng, kỳ thật thắng thua cũng không quan hệ, ta thích nhất soái ca, nhất là dỗ dành đại soái ca,
là ta yêu nhất. Uyển Thiên Thiên mỉm cười nói, một điểm không đỏ mặt. Ai, Azelena, cái này đại soái ca thế nào? Có phải là rất tuyệt? Bổng cực, Azelena kiều kiều đáp, từ đầu đến cuối, đều chăm chú giúp vào Tiêu Phàm bên người, hạnh phúc thỏa mãn tiểu bộ dáng giản làm cho người ta đố kỵ. Cơ Khinh Sa khẽ lắc đầu, thở dài, nói, Thiên Thiên, ta đánh cược với người đi. Tốt tốt, người nếu là thua, khác ta không muốn, liền muốn người cái kia năm sơ nguyên niên bản trang điểm. Uyển Thiên Thiên lập tức đập lên tay đến, càng thêm ngây thơ lãng mạn. Cơ Khinh Sa lập tức chừng ánh mắt lên, cả giận nói, người nghĩ hay thật. Năm sơ là thì trời đại thánh hoàng đế lâm triều xưng đế lúc dùng cái thứ nhất niên hiệu. Cơ Khinh Sa cái kia bàn trang điểm, nghe nói chính là Vũ Tắc Thiên chính thức xưng đế hậu, nội phủ vì chúc mừng nữ hoàng đăng cơ mà đặc chế long phượng bàn trang điểm, tính được là Cơ Khinh Sa yêu nhất. Uyển Thiên Thiên đỏ mắt thật lâu, tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng ta đi. Dù sao ngươi thắng cơ sẽ rất lớn, người ta liền một mèo, ngươi xem một chút ngươi kia, bao lớn chó a, đúng hay không? Một ngụm liền thanh thổ tá cho thanh lý rơi, dạng này đều thắng không được, đoạn đại thiếu, ngươi có thể đi chết rồi. Mắt thấy nàng cùng Cơ Khinh Sa hung hăng càn quấy, không ngờ tới cuối cùng lại lời nói xoay chuyển, vọt thẳng lấy Đoàn Khổng Tước đi. Đoàn Khổng Tước mặt trong chốc lát liền chìm xuống dưới, mắt lộ ra hung quang. Thiên Thiên, Cơ Khinh Sa tựa hồ có chút không cao hứng, song mi nhàu. Uyển Thiên Thiên không thèm để ý chút nào, đùa vừa cười vừa nói, làm sao rồi, ta nói đến không đúng a? Đoàn tiểu vương gia, đừng hướng ta trừng mắt, ta cũng không phải tiêu một ít, phong độ tốt như vậy, độ lượng lớn như vậy. Ta cẩn thận nhất mắt, ngươi lại hướng ta trừng mắt, có tin ta hay không đem ngươi tròng mắt cho móc ra. Vẫn như cũ là nói cười yên yến, nhưng trong lòng mỗi người đầu đều toát ra một luồng hơi lạnh, giống như ai cũng biết, Uyển Thiên Thiên không phải đang nói đùa. Đoàn Khổng Tước càng thêm biết nàng không phải nói đùa, mặc dù hắn còn không thể xác định Uyển Thiên Thiên thân phận chân thật. Nhưng bằng vào lấy nàng cùng Cơ Khinh Sa loại kia rất quen thần thái, liền biết tiểu nha đầu này không đơn giản, tuyệt đối không phải loại kia phú nhị đại hoặc là quan nhị đại, ỷ vào trong nhà quyền thế hổ nháo. Loại này đời thứ hai, tại Cơ Khinh Sa trong mắt không phải là bất cứ cái gì. Tỷ tỷ, cứ như vậy nói xong, ta nếu là thua, ta còn kia thất thải vòng tay về ngươi. Thế nào, ngươi không thiệt thòi đi? Cơ Khinh Sa nghiêm túc, hỏi Thiên Thiên, ngươi nói thật chứ? Đương nhiên là thật. Ta lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi a. Cơ Khinh Sa liền cười, tốt, một lời đã định. Tiểu nha đầu này cũng không biết cái kia gân dựng sai, thế mà chơi như thế lớn. Uyển Thiên Thiên con kia thất thải vòng tay, giá trị tuyệt đối không tại nàng năm sơ dưới bản trang điểm. Cho tới nay, đều là Uyển Thiên Thiên yêu nhất, chẳng lẽ son phấn đỏ bỗng nhiên động, coi trọng Tiêu Phàm cái kia tiểu bạch kiểm rồi. Cơ Khinh Sa thật là có chút không dám tin, đây là Uyển Thiên Thiên a. Giang hồ ma nữ đệ nhất, lại nhìn vị kia bỗng nhiên đào hoa đua nở, vị thứ nhất ma nữ có phần coi trọng đại soái ca, lại một mặt bất đắc dĩ thần sắc, nhưng cũng không có ngăn cản Uyển Thiên Thiên hồ nháo. Lại nói, coi như Tiêu Phàm muốn ngăn cản, cũng chưa chắc liền có thể ngăn cản được. Tiểu Diệp, yên tâm sao? Đã nghiêm tổng chịu đảm bảo, cái kia có thể a, ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem kỳ tích đến cùng là thế nào phát sinh. Diệp Hạo Văn một mặt thần sắc nhẹ nhõm. Kỳ thật tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Tiêu Thiên nhẹ giọng nói ca, ngươi không có nói đùa chớ. Hắn chưa thấy qua Hắc Lân, coi như hắn gặp qua, cũng tuyệt đối không cho rằng một con mèo có thể đánh thắng được một đầu đấu chó, mà lại là quán quân chó ngao Tây Tạng. Tiêu Thiên cứ việc không có được chứng kiến chân chính quốc tế đấu chó giải thi đấu, nhưng nghĩ đến Đoàn Khổng Tước đầu kia chó ngao Tây Tạng, dù coi như tại quốc tế nhất lưu đấu chó giải thi đấu bên trong, cũng khẳng định sẽ phi thường chói mắt. Tiêu Phàm không lên tiếng. Duỗi tay ra, đứng tại dưới chân hắn Hắc Lân nhàn rỗi ở giữa liền chui vào trong ngực của hắn, nheo mắt lại, hưởng thụ lấy Tiêu Phàm, vẫn như cũ là dáng vẻ lười biếng. Đoàn Khổng Tước đứng dậy, ôm quyền làm cái tứ phương vái chào, nói, chư vị đều trông thấy, cuộc thi đấu này không phải ta họ Đoàn nói ra, làm hư quy của người, cũng không phải ta. Cơ Khinh Sa lạnh nhạt nói, Đoàn công tử, đã ngươi đến nơi này, tất cả mọi người là ta Cơ Khinh Sa khách nhân. Ta sẽ bảo đảm công bằng. Bất kể là ai, đều muốn thủ quy củ. Đoàn Khổng Tước lập tức liền âm thầm thở phào một cái. Chỉ cần Cơ Khinh Sa thủy chung là thái độ này, trong lòng của hắn liền đã có lực lượng. Đoàn Khổng Tước vốn là cực độ kiệt ngạo bất tuần họ Tử, nhưng đối mặt Tiêu Phàm, hắn thực ở trong lòng lật lật lo lắng. Mặc dù Yến Tây Lâu cùng Tân Lâm kia hai cái cường hãn phải không tưởng nổi tùy tùng tựa hồ cũng không tại, thế nhưng là ai biết bọn hắn giấu ở nơi nào.
Cân bằng hiện tại còn thẳng tắp ghé vào phía dưới, không ai để ý đến hắn. Nghiêm bác cũng không có để nhân viên công tác đem cân bằng khiêng đi ra, cứ như vậy nằm sấp, không rõ sống chết. Tựa hồ nghiêm bác cũng không thèm để ý tại hắn chàng tử bên trong náo chết người án tới. Không có người để ý, hiện nay còn có thể tiếp tục ở chỗ này, thật không có một kẻ đơn giản. Tiêu một ít, có thể bắt đầu chưa? Nghiêm bác trầm giọng hỏi. Có thể, tốt, vậy ta gọi người thanh một chút trận. Thổ tá thi thể còn nằm tại đấu chó trên đài, máu tươi đã nhuộm đỏ một mảng lớn mặt đất xi măng. Màu vàng sậm chó ngao Tây Tạng, vẫn như cũ lười biếng nằm sấp trong góc, giống như đây hết thảy, đều không có quan hệ gì với nó. Nếu như nói đấu chó bên trong cũng có trang bức cao thủ, đầu này bị đoàn khổng tước xưng là sư vương chó ngao Tây Tạng, tính được đỉnh tiêm nhân vật. Không cần, tranh tài không sẽ kéo dài quá lâu. Tiêu Phàm từ tốn nói, đoàn người lại trợn to mắt, lời này biết bao nhiêu xoa. Uyển Thiên Thiên đã hướng về phía Tiêu Phàm kêu la, uy, đại soái ca, cái này chính là của ngươi, đấu mèo, a. Bộ dáng không thế nào đẹp mắt a. Chính là mập điểm, ngươi đừng để ta thua trận a, ta sẽ rất tức giận, đến lúc đó ngươi liền sẽ rất phiền. Ta không giảng đạo lý. Nguyên bản miễn cưỡng nằm tại Tiêu Phàm trong ngực Hắc Lân nhàn rỗi ngẩng đầu lên, hai mắt nhíu lại, hướng về phía Uyển Thiên Thiên trợn mắt nhìn sang. Không sai, cái này mèo già chính là tại trừng Uyển Thiên Thiên. Giống như nó có thể nghe hiểu được Uyển Thiên Thiên lời nói, biết Uyển Thiên Thiên đang mắng nó không dễ nhìn. Nha, còn có tính tình đâu. Ta nói cho ngươi, lớn mèo lười, ngươi nếu là cho ta thắng tấm kia bàn trang điểm, ta cho ngươi ăn tốt nhất cá. Làm vây cá kim thương ngư, bao ăn no, thế nào? Uyển Thiên Thiên cũng rất tuyệt, thế mà chứng chạc đàng hoàng cùng Hắc Lân nói đến điều kiện. Cơ Khinh Xa có chút sở khóc sở cười, chỉ có thể lắc đầu. Thực tế, nàng cầm Uyển Thiên Thiên cũng không có nhiều biện pháp tốt, cái này tiểu cô nãi nãi liền thích náo. Làm vây cá kim thương ngư, một cân thịt không sai biệt lắm bán hơn 10.000 khối. Còn có tiền mà không mua được, Thiên Thiên cô nương, ngươi xem như gãi đến Hắc Lân chỗ ngứa. Nó liền cái đại ăn hàng, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, Hắc Lân khẩu vị rất lớn, mà lại ngươi nếu là nuốt lời lời nói, nó sẽ tìm ngươi gây chuyện. Nó so ngươi còn không giảng đạo lý. Tiêu Phàm cũng cười lên, uy, đại soái ca, không có ngươi nói như vậy a. Bắt ta cùng ngươi mèo so, có ý tứ gì a? Uyển Thiên Thiên không cười, một gương mặt xinh đẹp nháy mắt liền tấm xuống tới, hầm hừ nói. Azelena nở nụ cười xinh đẹp, nói, làm mèo rất tốt, mỗi ngày đều có thể bị người mình yêu mến ôm. Uyển Thiên Thiên lập tức nghẹn lời, chố mắt thật lâu, mới lên tiếng, đúng, ngươi nói rất đúng, quả thực quá đúng rồi. Có thể bị người mình yêu mến mỗi ngày ôm, làm mèo liền làm mèo tốt, ta không ngại. Uyển đại đương ra nhưng cũng không hỏi xem, người ta Tiêu một thiếu để ý không ngại. Đoán chừng hẳn là cũng sẽ không để tâm chứ, trừ phi Tiêu một ít có mau bệnh. Chương 145, tại sao có thể như vậy? Tiêu Phàm không để ý tới bọn hắn, nhẹ nhàng lấy Hắc Lân hỗn tạp không thuần ra mau, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại cùng Hắc Lân nói liên miên nói nhỏ. Loại tình hình này thấy đoàn người trong lòng từng đợt phát mao. Quá quỷ dị, Hắc Lân chậm rãi dựng thẳng lên đầu, híp lại một đôi lục oánh oánh con mắt, hướng phía dưới đài cao một góc nằm sấp màu vàng sậm chó ngao Tây Tạng nhìn lại. Cho người cảm giác, mèo này ánh mắt dường như rất cổ quái, nó giống như thật nghe hiểu Tiêu Phàm lời nói, biết đợi chút nữa nó muốn đi đối phó, chính là phía dưới chó ngao Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng hay là uể oải gục ở chỗ này, không nhúc nhích. Diệp Hạo Văn cùng đoàn khổng tước trên mặt nhìn không được hiện lên một vòng mỉa mai chi ý. Mèo chính là mèo, coi như mèo này có thể nghe hiểu được tiếng người, chẳng lẽ nó còn có thể biến thành một đầu lão hổ không thành. Lấy sư vương vừa mới biểu hiện ra ngoài kinh người sức chiến đấu, dù coi như đối mặt một đầu chân chính lão hổ, chỉ sợ cũng dám một trận chiến. Hắc Lân, đi thôi. Tiêu Phàm trầm thấp phân phó một tiếng. Hắc Lân đứng dậy, bạch quang lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Nguyên bản ghé vào Tiêu Phàm trong ngực rõ ràng mèo đã đứng tại đấu chó trên đài phương cốt thép hàng rào phía trên. Bốn cái bàn chân, một mực dính tại cốt thép bên trên, chế tác hàng rào vân tay thép mặc dù rất thô, cũng chỉ có số 10 quy cách. Hắc Lân dạng này to con mèo to, một cái bàn chân đều so cốt thép càng thô. Nhưng nhìn qua, Hắc Lân đứng được vững vững vàng vàng, thân thể ngay cả một tia lắc lư đều không có, hai con lục oánh oánh con mắt bắt đầu híp mắt, gắt gao tiếp cận sư vương. Sư vương bỗng nhiên giật mình, nhàn rỗi đứng dậy, ngẩng đầu hướng lên, cũng gắt gao tiếp cận Hắc Lân. Gâu gâu gâu, sư vương bỗng nhiên phát ra một trận sủa loạn, chỗ cổ màu vàng sậm tông mao, bỗng nhiên dựng lên,
bắp thịt cả người từng đầu đều kéo căng, móng vuốt nắm chặt tại mặt đất xi măng bên trên, như lâm đại địch. Cùng vừa rồi đối mặt thổ tá thời điểm, hoàn toàn không phải một cái trạng thái. Tựa hồ ở trong mắt nó, cái này bỗng nhiên xuất hiện rõ ràng mèo, xa xa so thế gian hết thảy địch nhân đều càng thêm đáng sợ. Đoàn người lập tức hai mặt nhìn nhau, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái này rõ ràng mèo thật là miêu yêu? Mèo, Hắc Lân hé miệng, thử ra bốn cái nanh, bỗng nhiên tại trên hàng rào đứng thẳng người lên, hai chi chân trước dương lên, bén nhọn móng vuốt nhàn rỗi ở giữa ló ra. Chó ngao Tây Tạng không sủa, đóng chặt lại miệng, vô cùng khẩn trương chừng ở rõ ràng mèo, mũi khổng lý hô hô đều thở hổn hển. Hắc Lân theo cốt thép hàng rào, chậm rãi hướng phía dưới. Nó chính là từng bước một đi tới, phảng phất là đi tại một đầu bằng phẳng trên đại đạo, không có chút nào lắc lư, cũng không có có chút, mềm mại bàn chân giống như dính chặt cốt thép. Tại nó chính phía dưới, là đầu kia thổ tá thi thể khổng lồ. Sớm đã băng lãnh, theo Hắc Lân từng bước một ra trận, chó ngao Tây Tạng bắt đầu lui về sau, một chút xíu lui về sau. Nó vốn là ghé vào bên cạnh đài cao, sau lưng không gian rất tiểu. Sư vương, Đoàn Khổng Tước tức giận, đột nhiên đứng dậy, gầm lên giận dữ. Chó ngao Tây Tạng mắt điếc tai ngơ, hào lờ đi, chỉ là vô cùng khẩn trương gắt gao tiếp cận Hắc Lân, mặc dù là một đầu chó, mọi người rõ ràng ở trong mắt nó đọc được cực độ vẻ sợ hãi. Chó ngao Tây Tạng sợ hãi. Nó thế mà sợ hãi một con mèo. Quán quân đấu chó thế mà sợ hãi một con mèo. Hắc Lân đứng tại thổ tá trên thi thể, híp lại một đôi lục oánh oánh mắt mèo, nhìn chằm chằm cách đó không xa chó ngao Tây Tạng, trên cổ lông tóc cũng dựng lên, sắc bén miêu chảo, thật sâu đâm tiến vào thổ tá da thịt bên trong. Tất cả mọi người ngừng lại khí tức, mặc dù đoàn người đều không có đấu thắng mèo, nhưng cũng có thể biết, đây là rõ ràng mèo xuất thủ điềm báo. Mèo, Hắc Lân lại há mồm phát ra một chút ngắn ngủi tiếng kêu, thân tử biến thành một cây cung hình dạng. Ngay lúc này, chó ngao Tây Tạng động, không phải hướng về phía trước, là hướng về sau. Chó ngao Tây Tạng xoay người chạy, trực tiếp hướng thông nói chui vào, hướng lấy đóng chặt sắt miệng cống sủa loạn không ngừng, thậm chí miệng rộng mở ra, cắn thô to vân tay thép, phát ra ha 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 thanh âm chói tai. Chó ngao Tây Tạng thực đang sợ tới cực điểm, muốn cắn đứt cốt thép, chạy ra đấu chó trận. Rời cái này cái kinh khủng địa phương càng xa càng tốt. Trong bao xương mỗi người đều đứng dậy. Kìm lòng không đặng chen đến lan can trước đó, trừng to mắt nhìn về phía đấu chó đài, từng cái khiếp sợ không tên. Không còn có nghĩ đến, trận này mèo chó chi đấu, sẽ là một kết cục như vậy. Chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. So vừa rồi sư vương một ngụm giải quyết thổ tá còn muốn khiến người bất ngờ. Chó ngao Tây Tạng trực tiếp đầu hàng. Tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng. Đoàn Khổng Tước nghẹn ngào hô to, đầu đầy mồ hôi gợn sóng mà hạ. Hắn không phải đau lòng tiền. Mấy triệu đối với đoàn tiểu vương gia mà nói, không làm đại sự. Mấu chốt cái này thua quá không hiểu thấu, hắn hoa lớn như vậy đại giới, thậm chí không tiếc vận dụng hắn lão tử đoàn thất tinh tài nguyên, thiên tân vạn khổ từ Ba Tan Lạt Ma nơi đó làm đến đầu này cực phẩm chó ngao Tây Tạng, thế mà bị một con mèo dọa chạy. Ngay cả phấn khởi một trận chiến dũng khí đều không có. Đoàn Khổng Tước nếu như tại Đông Bắc Lý Gia Chuân gặp qua Lý Cẩu Đản nuôi hai đầu thủ sơn khuyển đối mặt Hắc Lân sợ hãi. Nếu như gặp qua hơn 400 cân đại công tước gấu đối mặt Hắc Lân khẩn trương, hắn liền sẽ không như thế nghĩ. Hắn căn bản liền sẽ không đồng ý trận này mèo chó quyết đấu. Thực lực chênh lệch quá cách xa. Có lẽ, chênh lệch không phải thực lực, mà là những thứ chưa biết khác nhân tố. Động vật, nhất là mèo chó giác quan thứ 6, vượt xa nhân loại. Đối với một ít nhân loại hoàn toàn không biết gì lĩnh vực, bọn hắn giác quan thứ 6 thường thường đặc biệt mãnh liệt, cũng đặc biệt chuẩn xác. Biết rõ không địch lại, chó ngao Tây Tạng mới sẽ không bên trên đi chịu chết. Hắc Lân đứng bình tĩnh tại thổ tá trên thi thể, chỗ cổ dựng thẳng lên lông tóc, dần dần bình phục lại đi, thân thể cũng không còn cung, lại khôi phục loại kia lười biểu tình lười biếng. Cũng không định truy kích, nhân viên công tác hoảng tay chân, không biết phải chăng là hẳn là mở ra miệng cống. Thực tế chó ngao Tây Tạng hiện tại tình trạng quá mức đáng sợ, gần như điên cuồng, mở ra miệng cống, vạn nhất nó bạo khởi đả thương người. Làm sao bây giờ? Dạng này sức chiến đấu kinh người cự hình đấu chó, một khi điên cuồng lên, thật đáng sợ, tay không tấc sắt, cơ hồ không người có thể địch. Nhân viên công tác cũng không muốn biến thành thổ tá. Hắc Lân, Tiêu Phàm một tiếng khẽ gọi. Mèo, rõ ràng mèo lần thứ ba lên tiếng, lập tức quay người, theo cốt thép cực nhanh bò lên, đi tới hàng rào đỉnh, không chút do dự hướng về phía trước nhảy lên, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ vòng tròn. Chuẩn xác không sai lầm rơi vào Tiêu Phàm dò xét ra trên cánh tay,
lập tức co quắp tại Tiêu Phàm trong ngực, ngay cả đầu đều chẳng muốn nâng lên. Nguyên vốn đã tiếp cận điên cuồng trạng thái chó ngao Tây Tạng bỗng nhiên liền an yên tĩnh, không còn cắn xé sắt miệng cống, gục ở chỗ này hô hô thở dốc, đầu lưỡi đưa ra ngoài, mồ hôi rất nhanh liền chảy xuôi một chỗ, tựa hồ sắp hư thoát. Nhân viên công tác lúc này mới ổn liễu ổn thần nghĩ, chậm rãi mở ra miệng cống. Chó ngao Tây Tạng lại không nhúc nhích, phảng phất không có mảy may khí lực. Hoa, một tiếng thanh thúy sợ hãi thán phục, rốt cục đánh vỡ toàn bộ đấu chó trận yên tĩnh như chết. Quá tuấn tú, đại soái ca, ta muốn ngươi con mèo này, có thể hay không? Ngươi một mực ra giá, vô luận ngươi có điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Uyển Thiên Thiên hô to tiểu kêu lên, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thần thái bay dương, vô luận như thế nào đều không che giấu được hưng phấn chi ý. Uyển đại đương ra nói chuyện lại bất quá đầu óc, nữ hài tử sao có thể đối nam nhân nói ra những lời này đến vô luận ngươi có điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Câu nói này, nhưng 10 triệu không thể nói loạn, giảng, liền phải chịu trách nhiệm, vạn nhất Tiêu đại soái ca đưa ra cái gì qua phân yêu cầu, vậy làm sao bây giờ? Một con mèo đổi một cái thiên kiều bách mỹ tuyệt đại, bút chướng này, giống như không khó tính a. Tiêu Phàm cười mà không nói, nhìn về phía khác một cái ghế lô Cơ Khinh Xa. Cơ Khinh Xa cười khổ một tiếng, khe khẽ thở dài, nói Tiêu một ít, ngươi thắng. Ta biết, Tiêu Phàm mỉm cười nói, hiện tại, mời chư vị thực hiện lời hứa của các ngươi. A, Tiểu Quế Tử cùng Giang Vũ Thành bỗng nhiên nhảy dựng lên, ngay tại trong bao xương xoay mở, miệng bên trong bành soạt soạt, nhảy ra nhảy Disco Audition, khoa tay múa chân, hưng phấn khó nhịn. Diệp Hạo Văn xanh mặt, từ trong túi móc ra chi phiếu, xoát xoát viết mấy bút, xé xuống. Trở tay đưa cho vừa mới đi tiến vào bao xương nhân viên công tác, không rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Ngày hôm nay, lại bị cái này họ Tiêu đạo sĩ cho đùa nghịch. Hắn kia là chỉ cái gì yêu mèo. Diệp Hạo Văn đánh chết cũng không chịu tin tưởng, là Hắc Lân thắng chó ngao Tây Tạng, một con mèo làm sao khẳng định dọa lùi một đầu quán quân đấu chó. Trong lúc này khẳng định có mở ám, nói không chừng lại là cái này Tiêu Phàm đang dở trò. Những này đạo sĩ, đều thích giả thần giả quỷ, hiểu tà pháp. Ngoá, Uông Thuật Văn cũng là một tiếng chửi nhỏ, ký chi phiếu, hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái, oán độc trừng Tiêu Phàm một chút, cùng Uông Phi cùng một chỗ, xoay người rời đi, cũng không dừng lại. Uông Nhị Thiếu, Uông Tam Thiếu cùng Diệp Đại Thiếu là đồng dạng tâm tư. Khẳng định lại bị Tiêu Phàm cho đùa nghịch, chỉ là ngay trước Tiêu Phàm trước mặt, Uông Hai, Uông Ba cũng không dám nổ cánh. Nắm đấm ăn không nổi, Nghiêm Bác, cho Tiêu một thiếu chuẩn bị 1 triệu tiền mặt. Cơ Khinh Xa nhẹ hít một hơi. Chậm rãi nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, trở nên có mấy phân kỳ lạ. Cơ Khinh Xa không phải Diệp Đại Ít, cũng không phải Uông Nhị Thiếu, Uông Tam Thiếu. Duy chỉ có nàng có thể mơ hồ đoán được mấy phân, con kia rõ ràng mèo, có lẽ cùng Tiêu Phàm bản nhân có chút 10 điểm kỳ diệu liên quan. Một chút lưu truyền xa xưa, thần bí khó lường giang hồ môn phái, xác thực có bản mệnh linh sủng mà nói. Rõ ràng mèo nếu thật là Tiêu Phàm bản mệnh linh sủng, như vậy tình cảnh vừa nãy liền có thể giải thích được. Đoàn Khổng Tước từ tuyết vực cao nguyên đạt được chó ngao Tây Tạng, vô luận cỡ nào hung hãn, từ đầu đến cuối chỉ là một đầu bình thường đấu chó thôi. Vâng, Nghiêm Bác liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tỷ tỷ, Uyển Thiên Thiên cười hì hì gọi một tiếng, Cơ Khinh Xa chừng nàng một chút, mặc kệ lúc nào, Cơ Khinh Xa luôn luôn trấn định như hằng, khí độ nghiễm nhiên. Duy chỉ có tại Uyển Thiên Thiên trước mặt, thỉnh thoảng sẽ có nó nét mặt của hắn. Uyển Thiên Thiên thè lưỡi, có thể suy ra. Hiện tại Cơ Khinh Xa tâm tình chắc chắn sẽ không quá tốt. Uyển Thiên Thiên biết, Cơ Khinh Xa là thật rất thích tấm kia 5 năm đầu ở giữa bàn trang điểm. Uyển Thiên Thiên bất quá chỉ là muốn nhìn một chút, Cơ Khinh Xa thua trận chương này bàn trang điểm, sẽ là cái dạng gì. Nhìn người khác kinh ngạc, tựa hồ là Uyển Thiên Thiên một đại ái tốt. Đương nhiên, Uyển Thiên Thiên cũng sẽ không khách khí, đã thắng, khẳng định sẽ đem tấm kia bàn trang điểm chiếm làm của riêng. Uyển Thiên Thiên thích đồ tốt. Mặc kệ là người sống hay là người chết, chỉ cần là đồ tốt, nàng đều thích. Cái này vừa nói chuyện, ai cũng chưa từng lưu ý, số 6 bao xương Đoàn Khổng Tước, Đoàn Tiểu Vương gia, đã không gặp, không biết khi nào rời đi. Chương 146, Đại ca. Đoàn Khổng Tước kỳ thật cũng không có đi xa, mắt thấy tình huống không đúng, cứ việc có Cơ Khinh Xa cam đoan, Đoàn Tiểu Vương gia hay là thấp thỏm trong lòng, quyết định tẩu vi thượng kế. Đoàn Khổng Tước lần này vào kinh thành. Chính là chuyên nhằm vào Tiêu Thiên đến. Xuất thủ đả thương Đoàn Khổng Tước chính là Yến Tây Lâu, trực tiếp đem Đoàn Tiểu Vương ra bạn gái phế bỏ thì là Tân Lâm. Nhưng bút chướng này, đương nhiên phải tính tại Tiêu Phàm trên đầu.
Đoàn Khổng Tước không dám trực tiếp đi tìm Tiêu Phàm, liền đem mục tiêu khóa chặt tại Tiêu Thiên trên thân. Nguyên bản lấy lão Tiêu gia hiển hách uy danh, người bình thường còn thật không dám đến lấy lại danh dự. Nhưng Đoàn Khổng Tước xem như cái dị loại, vị này ta phách lối quen, hòa nói bên trong lại nhiều tại Tây Nam một vùng hoạt động, đối kinh sư đại hào môn cũng không phải là như vậy e ngại. Mà lại Đoàn Khổng Tước điều tra phải rất rõ ràng, Tiêu Phàm Tiêu Thiên mặc dù là lão Tiêu gia đích hệ tử đệ, lại cơ bản đều không tại thể chế bên trong phát triển. Tương đối mà nói, loại này hào môn tử đệ không phải như vậy thụ vốn gia tộc coi trọng. Đoàn Khổng Tước cũng không có ý định thật thanh Tiêu Thiên thế nào, chính là hố hắn ít tiền, gọt gọt mặt mũi của hắn, ra rơi mình trong ngực một ngụm ác khí. Đối với Tiêu Thiên như thế ăn chơi thiếu gia mà nói, bị đương chúng đánh mặt, liền đã rất nghiêm trọng, từ nay về sau, tại thủ đô hoàn khố vòng tròn bên trong lại cũng khó có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Mảnh bàn về đến, kỳ thật Đoàn Khổng Tước mình trả ra đại giới cũng không nhỏ, một đầu có hy vọng xung kích hoành cương cấp thổ tá, xinh xinh cho cả chết rồi. Không nghĩ tới Tiêu Phàm hay là chạy tới, dùng một con mèo đem đan ba lạt ma tự tay nuôi chó ngao Tây Tạng dọa cho nằm xuống. Nếu ngươi không đi, xảy ra đại sự, cái này Tiêu Phàm quả thực chính là cái yêu nghiệt, bất quá Đoàn Tiểu Vương ra trong lúc bối rối, quên đi một điểm rất trọng yếu, đó chính là giúp vào Tiêu Phàm bên người cái kia dị quốc mỹ nữ. Không phải tại Khánh Nguyên khách sạn phế bỏ hắn bạn gái vị kia. Tân Lâm từ đầu đến cuối, chưa từng lộ diện. Đoàn Khổng Tước mới vừa tới đến hành lang, liền thấy Tân Lâm. Tân Lâm đứng bình tĩnh tại hành lang một đầu, lạnh lùng nhìn qua hắn, chậm rãi đi tới. Đoàn Tiểu Vương ra sắc mặt đại biến, từng bước một lui về sau, trong đầu âm thầm kêu khổ, lấy con mắt tả hữu dư quang thoáng nhìn, phát hiện căn bản cũng không có đường lui khác, hoặc là hướng về phía trước, hoặc là lui về đại sảnh. Nhưng hướng phía trước chính diện đối cứng Tân Lâm, Đoàn Tiểu Vương ra thật đúng là không có lá gan này. Khánh Nguyên khách sạn trận chiến kia, hắn ngay cả sức lực chống đỡ đều không có. Dừng lại, chỉ bất quá lui lại mấy bước, Tân Lâm liền lạnh lùng quát lớn một tiếng. Đoàn Khổng Tước dưới chân lập tức thật giống như bôi keo cường lực nước, ngạnh sinh sinh cho dính chặt, cũng không dám lại di động nửa bước. Đoàn Khổng Tước, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, nếu là lại tại bên cạnh ngươi nhìn thấy bất nam bất nữ ra hỏa. Ngay cả ngươi cùng một chỗ phế. Xem ra ngươi là không có ghi nhớ lời ta nói. Tân Lâm lạnh nhạt nói. Không có không, ta ghi nhớ, thật, ta thật ghi nhớ. Ngươi nhìn, đây là nữ, đây là bạn gái của ta, tuyệt đối là nữ, không phải. Không phải nam, Đoàn Khổng Tước giật nảy cả mình, vội vàng hấp tấp nói, có lẽ là sợ Tân Lâm không tin, không chút do dự khẽ vươn tay, đem bên người kiều diễm nữ tử hung y cho gỡ ra, lộ ra một đôi. Kia kiều diễm nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, hét lên một tiếng, song tay thật chặt bảo vệ ngực, liền ngồi xổm xuống. Ngoá, ngươi tránh cái gì? Ngươi có, người ta cũng có, sợ cái gì? Thật xin lỗi, ta nói hưu nói vượt. Thật xin lỗi, xin tha thứ. Đoàn Khổng Tước dưới tình thế cấp bách, thốt ra, lập tức giật mình không ổn, một gương mặt đều dọa trợn nhìn. Hắn thấy tận mắt Tân Lâm xuất thủ, kia là nửa điểm đều bất dung tình. Hắn bạn gái kia cánh tay, cơ hồ nát thành mảnh vụn cặn bã, hiện tại cũng còn tại nằm bệnh viện, không có tầm 5-3 tháng, nghĩ cùng đừng nghĩ khôi phục xuất viện sự tình. Không nói khác, Tân Lâm cho hắn đến cái dập khuôn máy móc, Đoàn Tiểu Vương ra khóc cũng không tìm tới mộ phần. Vô sỉ, Tân Lâm cũng không nghĩ tới Đoàn Khổng Tước sẽ đến như vậy một tay, gương mặt xinh đẹp bên trên bay lên hai đóa đỏ ửng. Thật xin lỗi, thật, thật không phải cố ý. Mắt thấy một vòng tức giận tại Tân Lâm ánh mắt lóe lên, Đoàn Khổng Tước cơ hồ hồn phi thiên bên ngoài. Cô gái này lưu lại, ngươi theo ta đi, Tân Lâm lạnh lùng nói. Ai ai, Đoàn Khổng Tước không dám chút nào kháng cự. Nếu như là tại đấu chó trong tràng, có cơ khinh xa tại, có lẽ Đoàn Tiểu Vương ra còn cứng hơn khí một điểm, tại cái này trên hành lang, Đoàn Khổng Tước thật không cứng nổi. Tân Lâm rõ ràng không phải loại kia sẽ cùng hắn giảng khách khí họ cách. Về phần cùng Tân Lâm đi về sau sẽ có loại kết cục nào, Đoàn Khổng Tước không rảnh đi nghĩ. Không cùng Tân Lâm đi, dưới mắt cửa này hắn liền không có cách nào qua. Rất nhanh, mới tiệm đại bôn liền lái rời đấu chó trận. Lần này, là Tiêu Phàm tự mình lái xe, Azelena ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tiêu Thiên cùng Hắc Lân ở ghế sau. Hắc Lân uể oải nằm sấp, thỉnh thoảng liếc một chút Tiêu Thiên, kia lục oánh oánh mắt mèo, thấy Tiêu Nhị Ca toàn thân đều có chút phát mao. Cùng mọi người giống nhau, Tiêu Nhị Ca cũng cảm thấy đây là chỉ yêu mèo. 100% yêu mèo. Hung hãn như vậy một đầu quán quân chó ngao Tây Tạng, sửng sốt dọa cho phải cụp đuôi chạy. Ca, xe này vừa mua.
Tiêu Thiên liền một thoại hoa thoại, tránh đi Hắc Lân ánh mắt. Ha ha, thật hăng hái, phải hơn 2 triệu a. Ca, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tiêu Thiên hỏi hỏi, thật hứng thú, tạm thời đem yêu mèo vứt qua một bên đi. Tại cái này đen nhánh trong xe, cùng một con yêu mèo lục oánh oánh hai mắt đối mặt, hương vị thật rất chẳng ra sao cả. Ta xuất thủ một cái đồ chơi nhỏ. Đồ chơi nhỏ, cái gì đồ chơi nhỏ như vậy đáng tiền a, đổi một đài đại bôn. Ca, chẳng lẽ ngươi trước kia tại Lưu Ly nhà máy cầm trở về những cái kia đồ chơi nhỏ, thật là đồ cổ. Tiêu Thiên rốt cục nhớ lại, có vẻ như mười mấy năm trước, hắn còn tại bên trên sơ trung thời điểm, đại ca liền dẫn hắn đi Lưu Ly nhà máy tản bộ, thỉnh thoảng đãi một hai dạng đồ chơi nhỏ. Lúc ấy Tiêu Thiên là thật không hiểu, đại ca làm sao cam lòng dùng tiền tiêu vặt đi đổi như thế vết xỉ loang lổ, thổ bất lạp kỷ đồ vật. Về sau đồ cổ cất giữ gió dần dần hưng khởi, Tiêu Thiên mới mơ hồ cảm thấy, đại ca năm đó đãi trở về những cái kia đồ chơi nhỏ, làm không tốt là đồ cổ. Nhưng ý nghĩ như vậy, cũng là lóe lên liền biến mất, không có nghĩ lại. Tiêu Thiên, những sự tình này ngươi chớ đóng chú, đồ cổ thứ này, giảng cứu cái ngộ tính, còn muốn có tốt sư phó dẫn vào cửa. Về sau ngươi đi Hồng Sơn, chớ vì chuyện tiền tâm, đòi tiền dùng, liền gọi điện thoại cho ta, ta đến nghĩ biện pháp. Ngươi làm việc cho tốt là được, Tiêu Phàm không chậm không nhanh phân phó nói. Tiêu Thiên lập tức liền khổ dưới mặt đến, thầm nói thật muốn đi Hồng Sơn a. Đương nhiên, tốt a, đi thì đi. Nam tử hán đại trượng phu, lời hứa ngàn vàng. Tiêu Thiên rốt cục hạ quyết tâm. Hơn một giờ về sau, đại bôn tiến vào thành. Tiểu Quế Tử cùng Giang Vũ Thành mở ra cải tiến xe thương vụ, đi sát đằng sau ở phía sau. Vượt quá Giang Vũ Thành cùng Tiểu Quế Tử dự kiến chính là, lần này, Tiêu lão đại cũng không có trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi, mà là trực tiếp đi cách Tinh Nữ quán ba cách đó không xa một nhà quán cà phê. Tiêu lão đại mời bọn họ uống cà phê. Giang Vũ Thành Tiểu Quế Tử quả thực mừng rỡ. Bọn hắn bây giờ, đối Tiêu Phàm quả thực bội phục sát đất. Tại trong quán cà phê vào chỗ, Tiêu Phàm từ trong túi lấy ra mấy tấm chi phiếu, tăng thêm từ cân bằng trên thân cầm tới kia 4 triệu. Hiện tại Tiêu Phàm trên thân hết thảy có 1.200 vạn chi phiếu. Tăng thêm cơ khinh xa tặng 1 triệu tiền mặt hồng bao, tối nay cái này mấy trận đấu chó, dòng giã 13 triệu doanh thu. Đến, mỗi người 2 triệu, Tiêu Phàm tiện tay đem 3 tấm chi phiếu phân phái đi ra, Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử mỗi người 2 triệu. Cái này, lão đại, cái này sao có thể được, đây là ngươi thắng đến, chúng ta không thể cầm. Tiểu Quế Tử kinh ngạc đến ngây người, chốc lát, mới hai tay loạn giao, luôn miệng nói. Giang Vũ Thành cũng là liên tục chối từ. Tiêu Thiên cười cười, nói cầm đi. Về sau Tiêu Thiên đi nơi khác làm việc, các ngươi có chuyện gì, có thể tìm ta. Tiểu Quế Tử lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, chốc lát, mới thăm dò họ nói, lão đại, ngươi nói là, về sau, ngươi dẫn chúng ta chơi. Mặt mũi tràn đầy nửa tin nửa ngờ, lo được lo mất thần sắc. Tiêu Phàm cười nói, đúng, ta muốn đổi một loại cuộc sống mới phương thức. Số tiền này, coi như là ta cho đoàn người lễ gặp mặt, về sau có khó khăn gì, cứ mở miệng. Tiểu Quế Tử hoan hô lên, trêu đến quán cà phê nó khách nhân của hắn đều nhìn về bên này tới, Quế Thiếu lại đi đâu để ý tới rồi. Đây quả thực quá mẹ nó hăng hái. Đoàn người tại Tứ Cửu Thành bên trong hốn, cũng không phải một năm hai năm, đủ loại đại ca cũng đã gặp không ít, trong đó không thiếu cùng lão Tiêu nhà nổi danh một cùng đại hào môn tử đệ, liền chưa thấy qua Tiêu lão đại dạng này lớn tức giận. Cũng không phải nói Tiểu Quế Tử như vậy tham tài, 2 triệu cố nhiên không phải số lượng nhỏ, nhưng cùng sau này Mỹ hảo tiền cảnh tương đối mà nói, 2 triệu lại không tính là gì. Đi theo Tiêu lão đại, sau này tại cái này thủ đô địa giới, còn không phải đi ngang a. Giang Vũ Thành cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Bất quá hắn cùng Tiểu Quế Tử ý nghĩ lại không hoàn toàn giống nhau, trong lòng của hắn đầu suy nghĩ, phải tìm cơ hội hướng Tiêu lão đại hảo hảo lĩnh giáo một chút công phu quyền cước. Thực tế lần trước tại Tinh Ngữ quán ba, bị Uông Phi tên Vương Bát Đản kia gãy mặt mũi, bị người làm được ngay cả sức lực chống đỡ đều không có, Giang Vũ Thành đến nay canh cánh trong lòng. Có Tiêu lão đại dạng này danh sư chỉ điểm, không dám nói vô địch thiên hạ, làm gì cũng không thể lại bị Uông Phi cho làm hạ thấp đi. Cùng Tiểu Quế Tử tướng so, Giang Vũ Thành tâm nhãn tương đối thực, nhận lý lẽ cứng nhắc. Tiêu Thiên cũng có chút trợn tròn mắt, vuốt vuốt trong tay chi phiếu, uống một ngụm cà phê, chép miệng một cái. Nói ca, ngươi thật muốn, hoàn tục. Tại Tiêu Thiên ấn tượng bên trong, đại ca nghiên cứu đạo giáo học vấn, quả thực đến si mê trình độ, trước kia hai anh em tại trong một cái phòng làm bài tập, Tiêu Thiên liền thường xuyên phát hiện đại ca đem sách đóng chỉ đặt ở sách giáo khoa phía dưới,
lấy sách giáo khoa khi ngụy trang, lão ngụ tiến đến kiểm tra phòng, liền lấy sách giáo khoa che lấp. Tiêu Thiên cũng vụng trộm lật xem qua những cái kia sách đóng chỉ, phồn thể dựng thẳng sắp xếp, nhìn không được mấy hàng, Tiêu Thiên liền đầu váng mắt hoa. Đại ca lại thấy say sưa ngon lành. Hiện tại, Tiêu Phàm bỗng nhiên muốn hoàn tục, Tiêu Thiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, để Tiêu Phàm họ Tử phát sinh biến hóa lớn như vậy? Ta vốn là không tính xuất gia, tại tông giáo cục làm việc, cùng xuất gia là hai khái niệm. Cái này hồng trần huyễn cảnh, thế gian phồn hoa, nhưng không có ai quy định, ta không thể chơi. Tiêu Phàm bưng lên cà phê, khẽ cười nói. Chương 147, phi vũ ngay cả điểm thất tuyệt trảm. Đấu chó trận bầu không khí, còn lâu mới có được quán cà phê nhẹ nhàng như vậy. To lớn đấu chó trận, sớm đã người đi nhà trống, đấu chó trên đài thổ tá thi thể khổng lồ, đã bị người kéo đi, hôn mê bất tỉnh cân bằng cũng không thấy bóng dáng. Nghiêm bác để người thanh cân bằng làm đi trị liệu, có thể không chết người, đương nhiên vẫn là không chết người tốt. Tránh khỏi phiền phức, Cơ Khinh Sa vẫn như cũ ngồi tại trong bao xương, lại đốt lên một chi bạc hà khói, song mi cau lại. Loại này nữ sĩ khói, hương vị rất nhạt, trên cơ bản cũng không chứa bao nhiêu mùi thuốc lá. Cơ Khinh Sa cũng không có nghiện thuốc, chỉ có gặp được đặc biệt chuyện khó giải quyết, mới hút thuốc. Càng nhiều thời điểm, chỉ là một loại nào đó theo thói quen. Tiêu Phàm hoành không xuất thế, đem tối nay hết thảy đều quấy cái loạn thất bát tao. Cơ Khinh Sa ý thức được, lần này có lẽ thật gặp gỡ đối thủ. Trước đó, Cơ Khinh Sa xác thực không thế nào đem những thế gia này hào môn công tử đại thiếu coi ra gì. Cơ Khinh Sa là chân chính người trong nghề, biết rất rõ, những này hào môn thế gia đích hệ tử đệ, tại trong mắt người bình thường, từng cái phong quang hiển hách, cao cao tại thượng, ai cũng là lão hổ sợ không được. Kỳ thật mảnh bàn về đến, cũng phân tam lục cửu chờ. Chân chính một cùng đại thiếu, là Uông Thuật đều như thế đi giới chính trị đường đi thế gia truyền nhân. Kia là thật sự không thể trêu vào, Uông Thuật đều hiện tại chỉ là cái sử cấp cán bộ, quan chức không hiện, tại thành phố thủ đô bên trong, luận cấp bậc, sử cấp cán bộ quả thực nhiều như lông châu. Uông Thuật đều mình có lẽ không tính là gì, nhưng lại có thể điều động toàn cả gia tộc thế lực lớn, chính là người thân phận. Dẫn lửa dạng này dòng chính truyền nhân, đây mới thực sự là đại họa lâm đầu. Đối thế gia như vậy người, Cơ Khinh Sa nhất quán cũng là có thể lung lạc liền tận lực lung lạc không được, kính nhi viễn chi, tuyệt không cùng phát sinh cái gì liên lụy gút mắc. Mà Tiêu Thiên, Diệp Hạo Văn, Uông Thuật Văn dạng này hoàn khố nha nội, cùng Uông Thuật đều hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Người bình thường tự nhiên không thể trêu vào bọn hắn, nhưng đến Cơ Khinh Sa dạng này tầng cấp, nhưng lại không thế nào để ý. Những này hoàn khố tại riêng phần mình gia tộc, địa vị cũng không cao, tại bên ngoài đánh lấy gia tộc hàng hiệu tử, diễu võ dương oai, về đến nhà thấy trưởng bối, thật giống như chuột thấy mèo đồng dạng. Lại càng không cần phải nói điều động toàn cả gia tộc thế lực vì chính mình phục vụ. Tỷ như nói tối nay, Tiêu Phàm nếu là không đến, Tiêu Thiên mặt mũi này liền gãy định. Đương nhiên, Cơ Khinh Sa cũng sẽ không để Tiêu Thiên hoàn toàn xuống đài không được, cuối cùng luôn luôn sẽ cho Tiêu nhị thiếu một bậc thang. Bất quá quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ tại Cơ Khinh Sa trong tay. Nhiều năm như vậy, cùng loại tình hình, Cơ Khinh Sa không biết xử lý qua bao nhiêu lần. Rất nhiều ăn chơi thiếu gia, cứ như vậy gãy tại Cơ Khinh Sa trong tay, không ít người thậm chí còn đối Cơ Khinh Sa mang ơn, cùng Cơ Chu Toàn vì hảo bằng hữu. Tự nhiên, trong đó không ít cũng là mang theo mục đích, muốn dựa vào cái này tiếp cận Cơ Khinh Sa, để cầu âu yếm. Cơ Khinh Sa thực tế đẹp quá mức yêu diễm, là cái nam nhân liền không nhịn được muốn ý nghĩ kỳ quái. Nhưng Tiêu Phàm xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ Cơ Khinh Sa đối không phải bên trong thể chế con em thế gia nhận biết. Con em thế gia, bình thường chính là ba loại. Một loại là Uông Thuật đều như thế bị thế gia trưởng bối phổ biến khen ngợi, ký thác kỳ vọng nhân tài mới nổi, một lòng tại giới chính trị phát triển, trên người bọn họ gánh chịu lấy gia tộc hy vọng cùng tương lai, thậm chí gánh chịu lấy toàn cả thế gia giai tầng quang vinh cùng mộng tưởng. Loại này là tuyệt đối không thể gây. Bất luận kẻ nào muốn quấy nhiễu tiến bộ của bọn hắn con đường, đều sẽ khiến đại gia tộc tức giận, bất kể là ai, đều nhất định sẽ bị thanh trừ hết. Chân chính có thể đánh bại Uông Thuật đều loại người này, chỉ có thể là bọn hắn đồng loại, một cái khác gia tộc khổng lồ cùng người thừa kế của bọn hắn. Loại thứ hai thì là Kinh Thương, loại này con em thế gia số lượng nhiều nhất, tại tổ tông bậc cha chú ban cho che chở phía dưới, lợi dụng tại chỗ thể chế quy tắc, bó lớn kiếm tiền, nghiễm nhiên xã hội tinh anh, toàn thân quang điểm, tiêu sái vô so. Cơ Khinh Sa liên hệ nhiều nhất, chính là loại này con em thế gia. Bọn hắn giàu có giáo dưỡng, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ,
chỉ cần ngươi có thể chịu được bọn hắn thực chất bên trong phát ra kia cỗ ngạo khí, bọn hắn còn có thể kết giao, cũng không hoàn toàn tránh xa người ngàn dặm. Diệp Hạo Văn miễn cưỡng xem như loại này. Thứ ba loại chính là Tiêu Thiên, Uông Thuật Văn Uông Phi loại này. Không muốn làm lãnh đạo, cũng không có mở cửa, chỉ chui thể chế chỗ trống, đánh lấy gia tộc hàng hiệu tử, bốn phía làm chút lợi ích thực tế. Hòa nói bên trong ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng. Hết lần này tới lần khác loại này con em thế ra, lại là nhất ngạo khí. Sự kiêu ngạo của bọn họ cùng cảm giác ưu việt, trực tiếp liền viết lên mặt. Bình thường người rất khó cùng bọn hắn tiếp cận, Cơ Khinh Sa là khinh thường cùng bọn hắn tiếp cận. Tại Cơ Khinh Sa trong mắt, loại này con em thế ra có thể làm chút sự tình, nhưng bọn hắn gây chuyện cũng nghiêm túc, mà lại đặc biệt nắm. Muốn cùng bọn hắn tiếp cận, cầu bọn hắn làm việc, trước liền lượng còn lớn hơn tiền tài mở đường. Trong mắt bọn hắn, bất kỳ cái gì cùng bọn hắn tới gần người làm ăn đều là lớn dê béo, không có mở miệng trước đó, trước liền bị hố phải máu thịt be bét. Mấu chốt nhất chính là, cái này con em thế ra không điểm mấu chốt. Đây là Cơ Khinh Sa khinh thường cùng bọn hắn hợp tác nguyên nhân căn bản. Cơ Khinh Sa khinh bỉ không có điểm mấu chốt người. Mặc kệ là làm người vẫn là làm việc, đều phải có điểm mấu chốt. Không có điểm mấu chốt ra hỏa, dù là tổ tiên lớn hơn nữa công đức, cũng không làm nên chuyện. Cùng loại thế gia như vậy tử đệ, bình thường đều là Cơ Khinh Sa thuộc hạ cùng bọn hắn liên hệ. Cơ Khinh Sa bản nhân, cho tới bây giờ không có đối bọn hắn từng có sắc mặt tốt. Thí dụ như tối nay, Diệp Đại, Tiêu Hai, Uông Hai Uông Ba đều là một cùng đại hào môn ních hệ tử đệ. Cơ Khinh Sa đối bọn hắn đều chỉ là nhàn nhạt gật đầu, lại không có bất kỳ cái gì đặc thù biểu thị. Nhưng Tiêu Phàm không giống. Tiêu Phàm không phải là Uông Thuật đều như thế tại giới chính trị phát triển nhân tài mới nổi, cũng không giống Diệp Hạo Văn kinh thương, càng không phải là Tiêu Thiên Uông Thuật Văn Uông Phi như thế thuần túy hoàn khố nha nội. Cơ Khinh Sa không có cách nào cho hắn phân loại, nhưng Cơ Khinh Sa biết, đêm nay việc này, không xong. Tiêu Phàm nói đến rõ ràng, cùng đấu chó trận sổ sách, đợi chút nữa lại tính. Ngữ khí nhu hòa, không có chút nào lệ khí, nhưng mà thực chất bên trong kia cỗ khinh người ngạo khí, để Cơ Khinh Sa đều nhíu mày. Cơ Khinh Sa tuyệt đối tin tưởng, Tiêu Phàm không phải nói chơi vui, càng không phải là uy hiếp. Hắn nói muốn cùng đấu chó trận tính sổ sách, liền nhất định sẽ tính. Hắn là Tiêu Thiên thân ca ca, người khác liên thủ lại cả đệ đệ của hắn, thiết kế tốt cạm bẫy để Tiêu Thiên tới nhảy vào, nếu là có thể cứ như vậy được rồi, kia mới gọi quái sự. Cơ Khinh Sa mờ mờ ảo ảo tại Tiêu Phàm trên thân cảm nhận được một cỗ bá chủ phong phạm. Ai nói kiêu hùng liền nhất định diện mục dữ tợn, tướng so Cơ Khinh Sa ngưng trọng, Uyển Thiên Thiên liền lộ ra rất là không tim không phổi, ở một bên cười hì hì uống đồ uống ăn trái cây, chờ lấy đi Cơ Khinh Sa trong nhà kéo bàn trang điểm. Đối Cơ Khinh Sa không vui, làm như không thấy, cũng không phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì. Uyển Thiên Thiên cùng Cơ Khinh Sa quan hệ, cũng 10 điểm đặc biệt. Nếu như nhất định phải cho quan hệ của các nàng định vị vị, miễn cưỡng xem như khuê, đương nhiên cùng phổ thông nữ hài ở giữa khuê rất là khác biệt. Các nàng trò chuyện, tuyệt không phải đi chỗ nào học cắm hoa, đi chỗ nào học trà nghệ, nơi nào đồ vật lại hạ giá loại hình chủ đề. Lẫn nhau rất ít can thiệp nội chính, Cơ Khinh Sa có Cơ Khinh Sa sự nghiệp, Uyển Thiên Thiên có Uyển Thiên Thiên nghề. Cơ Tổng, Nghiêm Bác đẩy cửa đi đến, sắc mặt tái nhợt, Cơ Khinh Sa nhìn hắn một chút, Đoàn Khổng Tước, không gặp, ừm, Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Hắn bạn gái vẫn còn, nói Đoàn Khổng Tước bị một nữ nhân mang đi, rất trẻ trung. Đoàn Khổng Tước hình như rất sợ kia nữ, Nghiêm Bác thuyết minh sơ qua một chút tình huống, Cơ Khinh Sa song mi lại là nhăn lại, nhìn về phía Uyển Thiên Thiên, hỏi Thiên Thiên, đó là ai? Uyển Thiên Thiên cùng Tiêu Phàm đánh qua một lần quan hệ, Cơ Khinh Sa cứ việc cũng không rõ ràng nội tình, nhưng từ Uyển Thiên Thiên vừa rồi tại đấu chó trận biểu hiện, nhảy ra vì Tiêu Phàm làm đảm bảo, Cơ Khinh Sa kết luận, Uyển Thiên Thiên cùng Tiêu Phàm ở giữa, hẳn là có chỗ gặp nhau. Uyển Thiên Thiên cười nói, là Tiêu Phàm, thiếp thân nha hoàn. Cơ Khinh Sa từ tốn nói, người biết ta không phải hỏi cái này. Uyển Thiên Thiên ngẹo đầu, nghĩ nghĩ, nói tỉ tỉ, khác ta cũng không phải rõ ràng như vậy. Nàng gọi Tân Lâm, vất vả Tân, bất quá, ta cùng nàng luận bàn một chút. Ồ, Cơ Khinh Sa rõ ràng hứng thú, cùng Uyển Thiên Thiên luận bàn qua đi, còn có thể nhảy nhót tưng bừng, này quả không đơn giản. Ra tay ác độc vô tình son phấn kiếm, tuyệt không phải nói chơi vui. Phi Vũ ngay cả điểm thất tuyệt trảm, Uyển Thiên Thiên nhẹ nhàng phun ra 7 chữ. Phi Vũ ngay cả điểm thất tuyệt trảm, là thất diệu cung truyền nhân. Cơ Khinh Sa vẻ mặt biến đổi. Ngay cả đứng ở sau lưng nàng tựa như cái bóng phạm nhạc, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc,
Ra tay ác độc vô tình son phấn kiếm, phi vũ ngay cả điểm thất tuyệt trảm. Trên giang hồ từ trước nổi danh, cực kỳ lâu đời hai cái truyền thuyết, cực kỳ lâu đời hai loại truyền thừa. Tiêu gia đích trưởng tôn, cưới thất diệu cung truyền nhân. Cơ Khinh Xa nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy có chút khó tin. Hai cái này, làm sao có thể kéo tới bên trên quan hệ? Một cái là nước Cộng hòa uy phong hiển hách một cùng hào môn, một cái khác thì là điển hình giang hồ truyền thừa. Uyển Thiên Thiên lập tức nói, tỷ tỷ, ngươi tính sai, không phải cưới, là thiếp thân nha hoàn. Đây là hai khái niệm, Tiêu Phàm không có kết hôn. Cơ Khinh Xa liếc nàng một cái, có chút kinh ngạc, mỉm cười, nói thế nào, Thiên Thiên, ngươi cũng coi trọng rồi. Nhìn Uyển Thiên Thiên cái này tức hổn hển dáng vẻ, Cơ Khinh Xa tựa hồ nhìn xảy ra chút mánh khóe. Uyển Thiên Thiên cười đùa nói, ta nhìn chúng người ta vô dụng, người ta chướng mắt ta. Xem chừng ta loại này, không hợp Tiêu đại công tử khẩu vị. Người ta thích ôn nhu nhàn thục yểu điệu thục nữ. Cơ Khinh Xa lập tức liền nghiêm túc, nói Thiên Thiên, đến thật đúng không? Uyển Thiên Thiên nhếch miệng, nói thật giả, ai biết được. Dù sao ta cảm thấy trong lúc này thật có ý tứ. Là có chút ý tứ. Cơ Khinh Xa gật đầu tán đồng. Đường đường Tiêu gia trưởng tôn bên người, xuất hiện như thế một cái thần bí giang hồ truyền thừa thiếp thân nha hoàn, chiết xạ ra đến tin tức, nhưng không thể khinh thường. Chẳng lẽ thất diệu cung vậy mà thẩm thấu tiến vào cục cảnh vệ? Cơ Khinh Xa ngược lại là tại một chút đặc biệt trọng yếu hào môn tử đệ bên người gặp qua cục cảnh vệ xuất thân cận vệ. Uyển Thiên Thiên khẽ cười một tiếng, nói tỷ tỷ, ta nhìn sự chú ý của ngươi trọng điểm vẫn là phải đặt ở Tiêu Phàm trên thân. Hắn mới là mấu chốt, lão Tiêu nhà có lẽ cùng chuyện này không quan hệ nhiều lắm. Thật sao? Cơ Khinh Xa tinh xảo song mi, nhẹ nhàng dương lên. Chương 148, mưa gió sắp đến. Liền ở thời điểm này, Nghiêm Bác điện thoại di động kêu lên, Nghiêm Bác vội vàng nhìn về phía Cơ Khinh Xa, Cơ Khinh Xa khẽ vuốt cằm. Nghiêm Bác vội vàng ấn nút tiếp nghe khóa, cười ha hả nói, chào ngươi, Trương cục trưởng. Cái gì? Ngay sau đó, Nghiêm Bác trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. À, tốt tốt, ta minh bạch, tạ ơn Trương cục trưởng, có thời gian uống rượu với nhau à. Ai, được rồi, cứ như vậy à, tạ ơn. Khép lại điện thoại, Nghiêm Bác nở nụ cười khổ, nói Cơ tổng, cục thành phố Trương cục trưởng điện thoại, hắn để chúng ta lập tức ngừng kinh doanh chỉnh đốn, cùng Nghiệm Thu hợp cách lại nói. Cơ Khinh Xa nhíu mày nói, nhanh như vậy, đúng vậy à, có chút không tưởng được. Nghiêm Bác trên mặt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, nguyên bản Tiêu Phàm ngay trước đoàn người mặt nói thu sau tính sổ sách lời nói, Nghiêm Bác cũng biết việc này còn có phiền phức, nhưng khiến đến mức như thế nhanh chóng, hay là 10 điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vị này Tiêu một thiếu thực tế là cái nhân vật hung ác, nói làm liền làm, tuyệt nghiêm túc. Thiên Thiên, ngươi nói Tiêu Phàm là tại tông giáo cục đi làm. Cơ Khinh Xa trầm ngâm hỏi, hình như là vậy, Lưu Tám là nói như vậy, tông giáo cục. Cơ Khinh Xa nhẹ nhàng nhắc tới hai câu, lão Tiêu nhà chính là lão Tiêu nhà, một vị đệ tử đời thứ ba tùy tiện phát câu nói, ở xa ngoài trăm dặm nuôi chó trận liền phải lập tức ngừng kinh doanh. Cơ tổng, làm sao bây giờ? Nghiêm Bác quen thuộc họ mà hỏi thăm, hòa nói bên trong, nuôi chó trận sự tình đều là hắn đang phụ trách, một lời mà quyết, cũng không cần mọi chuyện xin chỉ thị. Cơ Khinh Xa dùng người chính là như thế cái đặc điểm nghi người khỏi phải, dùng người thì không nghi ngờ người. Bất quá! Đã Cơ Khinh Xa liền ở trước mặt hắn, nhiều như vậy xin chỉ thị thiếu quyết định chính là nhất định. Tối thiểu nhất cái này biểu thị một loại thái độ, Cơ Khinh Xa lập tức khôi phục bình tĩnh thần thái, từ tốn nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nghiêm Bác, lập tức ngừng kinh doanh, khỏi phải đợi đến ngày mai, tối nay liền thanh tràng, triệt để ngừng kinh doanh. Nghiêm Bác lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ. Trương cục trưởng ở trong điện thoại cũng chưa từng như thế nghiêm khắc yêu cầu. Chỉ là để hắn bắt đầu từ ngày mai ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Xem chừng Trương cục trưởng hiện tại cũng là lơ ngơ, không nghĩ ra, không biết Nghiêm Bác làm sao liền đắc tội bên trên đại nhân vật, đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại cho hắn, chiếu cố một cái nuôi chó trận. Không quá nghiêm khắc bác trần chờ cũng không có tiếp tục quá lâu, lập tức gật đầu, nói, được rồi, Cơ tổng. Người đi an bài đi, Cơ Khinh Xa khoát tay áo. Vâng, Nghiêm Bác có chút khom người, lui ra ngoài. Uyển Thiên Thiên giãn ra một thoáng thon thả mềm mại thân thể, nói, ai nha, mệt mỏi quá. Tỷ tỷ, người trước vội vàng đi, ta trở về a. Hiển nhiên Tiêu Phàm bên kia đã bắt đầu tính sổ sách, Cơ Khinh Xa phải giữ vững tinh thần đến ứng đúng, người ta có việc nhà phải thương lượng, Uyển Thiên Thiên liền không tại cái này tham gia náo nhiệt. Cơ Khinh Xa nở nụ cười xinh đẹp,
nói tiểu nha đầu, tỷ kia bàn trang điểm, ngươi liền đừng nhớ thương, đến mai ta gọi người đưa qua cho ngươi. Tốt tốt, ta liền biết, tỷ tỷ đối ta tốt nhất. Đến, thân cái, ôm một cái. Uyển Thiên Thiên vỗ tay cười nói. Đi thôi, ngủ ngươi cảm giác đi. Ban đêm muốn ngủ không được, liền đưa cho ngươi đại soái ca gọi điện thoại tâm sự. Nhìn bộ dáng kia của hắn, hẳn là một cái rất tốt người nghe. Ai, tỷ thế nhưng là nhắc nhở ngươi, lúc này coi như không tệ, nắm chặt, đừng có lại bỏ lỡ. Cơ Khinh Xa cười trêu chọc nói. Uyển Thiên Thiên liếc nàng một cái, mị nhãn như tơ, tỷ tỷ, lời này hay là nói cho chính ngươi nghe đi. Hi hi, cũng liền Uyển Thiên Thiên có thể tại Cơ Khinh Xa trước mặt dạng này không nhẹ không nặng. Có lẽ, cũng chỉ có tại Uyển Thiên Thiên trước mặt, Cơ Khinh Xa mới có thể tìm về một điểm làm nữ nhân bình thường cảm giác. Chỗ cao không thắng hàn, đưa mắt nhìn Uyển Thiên Thiên cùng Đường Huyên kết bạn rời đi, Cơ Khinh Xa song mi lại nhào lên, thấp giọng nói, Phạm Nhạc, ngươi thấy thế nào? Rất bị động, Phạm Nhạc lời ít mà ý nhiều nói. Khác ngược lại còn không phải đặc biệt quan trọng, nuôi chó trận ngừng kinh doanh chỉnh đốn một đoạn thời gian, cố nhiên tổn thất không nhỏ, cũng còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Chỉ cần Cơ Khinh Xa tại, cái này nuôi chó trận sớm muộn sẽ một lần nữa hưng vượng lên. Mấu chốt Đoàn Khổng Tước bị người mang đi, đây mới là thật phiền phức. Quyền chủ động hoàn toàn ở Tiêu Phàm trong tay. Bất quá Cơ Khinh Xa liên tiếp nhíu lên song mi, hay là khiến Phạm Nhạc hơi kinh ngạc. Cơ Khinh Xa những năm này đụng phải nan đề, so người khác cả một đời nghe nói qua còn nhiều. Trong đó thật nhiều lần so cục diện dưới mắt nghiêm trọng nhiều, Phạm Nhạc cũng không gặp Cơ Khinh Xa như thế liên tiếp nhíu mày. Phạm Nhạc biết, Cơ Khinh Xa không phải đang lo lắng nuôi chó trận sự tình, thậm chí cũng không hoàn toàn lo lắng Đoàn Khổng Tước sự tình. Tiêu Phàm không có ngay tại chỗ xuất thủ giáo huấn Đoàn Khổng Tước, đã nói lên hắn giữ lại chỗ trống. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một nguyên nhân Cơ Khinh Xa lo lắng, chính là Tiêu Phàm bản nhân. Tại Cơ Khinh Xa trong mắt, Tiêu Phàm là chân chính đối thủ đáng sợ. Có lẽ Cơ Khinh Xa có thể rất tốt hóa giải mất lần này nguy cơ, nhưng cùng Tiêu Phàm dạng này người trở mặt, thực tế không phải cái gì khiến người cảnh đẹp ý vui chuyện vui. Xem ra, Cơ Khinh Xa đối lão Tiêu gia đoán chừng, có chút sai lầm. Lão Tiêu nhà hai huynh đệ, cứ việc đều không có người nào đi hoạn lộ, nhưng vị này học đạo Tiêu một ít, tựa hồ kém xa nguyên trước hết tưởng tượng điệu thấp như vậy, càng không có nguyên trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỳ thật Phạm Nhạc cảm giác này, chỉ đúng phân nửa. Cơ Khinh Xa đúng là bởi vì Tiêu Phàm mà liên tiếp nhíu mày, nhưng chủ yếu còn không phải là bởi vì Tiêu Phàm lão Tiêu nhà đích trưởng tôn thân phận, nàng suy nghĩ không thấu chính là Tiêu Phàm một thân phận khác. Cơ Khinh Xa cao độ hoài nghi, con kia gọi Hắc Lân rõ ràng mèo, là Tiêu Phàm bản mệnh linh sủng. Có thể nuôi ra bản mệnh linh sủng người, tại đạo thuật bên trên tu vi cực cao, không thể nghi ngờ. Cơ Khinh Xa trầm ngâm, đang muốn nói chuyện, chợt song mi một dương, giữa lông mày hiện lên một vòng yêu dã tơ hồng, tay trái nhấc lên lễ phục màu đen váy áo, phi thân ra bao xương đại môn, động tác nhanh như thiểm điện. Cùng lúc đó, Cơ Khinh Xa trắng noãn tay phải nhàn rỗi ở giữa biến thành màu đỏ tươi. Một trận rất nhỏ khớp nối bạo hưởng thanh âm truyền ra, nguyên bản liền 10 điểm ngón tay dài nhọn tựa hồ so trước kia càng thêm thon dài mấy phân, màu đen sơn móng tay cùng đỏ tươi bàn tay, tại dưới ánh đèn sáng ngời, lóng lánh nói không nên lời yêu dã quang trạch. Phạm Nhạc động tác không chậm chút nào, Cơ Khinh Xa đi ra ngoài đồng thời, Phạm Nhạc cũng đã bạo khởi, một bước đoạt tại Cơ Khinh Xa phía trước, to con thân thể đem Cơ Khinh Xa hoàn toàn che ngăn ở phía sau, hai mắt liếc nhìn bốn phía, thần sắc cảnh giác vô so. Chỉ thấy cuối hành lang, mơ hồ có một đạo bạch sắc cái bóng, lóe lên liền biến mất, thân pháp cực nhanh, như quỷ như mị, biết bao phiêu hốt. Dừng lại, Phạm Nhạc quát to một tiếng, hàn mang lóe lên, một thanh sắc bén vô song chủy thủ giữ tại trong tay của hắn, cong người một cái, liền muốn đuổi kịp đi. Phạm Nhạc, đừng truy, Cơ Khinh Xa nhẹ giọng kêu lên, lại là một trận rất nhỏ xương cốt khớp nối tiếng vang, Cơ Khinh Xa đỏ tươi bàn tay đã khôi phục thành trắng noãn chi sắc. Ngón tay dài nhọn cũng rụt trở về. Phạm Nhạc ngạnh sinh sinh phanh lại bước chân, quay người nhìn về phía Cơ Khinh Xa. Cơ Khinh Xa lắc đầu, nói, đuổi không kịp. Phạm Nhạc sắc mặt tái xanh, nói, lẽ nào lại như vậy, đều lấn tới cửa đến. Tối nay quái sự thật đúng là không ít, từ khi Cơ Khinh Xa trọng trấn Cơ gia về sau, mấy năm gần đây, cùng loại tình hình đã rất ít phát sinh qua. Tựa hồ những cái kia danh trấn một phương cự phách, đã lấy được ăn ý, thừa nhận Cơ Khinh Xa kế thừa Cơ gia Yến Bắc bá chủ địa vị. Cơ gia tại Yến Bắc thế lực, xác thực cũng là cây lớn dễ sâu, không thể coi thường. Không nghĩ tới chân trước vừa đi một cái Tiêu Phàm, chân sau liền ra như thế một cái màu trắng quỷ ảnh,
trực tiếp tại Cơ Khinh Xa cùng hắn Phạm Nhạc ngay dưới mắt ẩn hiện, không khỏi khinh người quá đáng. Còn có một chút, cũng làm cho Phạm Nhạc cảm thấy có chút kỳ quái. Cơ Khinh Xa có bén nhạy dị thường giác quan thứ 6, đã từng nhiều lần đã cứu Cơ Khinh Xa mệnh. Mỗi lần đụng phải dị thường tình hình, Cơ Khinh Xa phản ứng đều so Phạm Nhạc càng nhanh. Đương nhiên, Phạm Nhạc cũng biết, loại này nhạy cảm giác quan thứ 6, có lẽ cùng Cơ Khinh Xa thuật pháp có quan hệ. Đây là một cái thần kỳ lĩnh vực, nhưng lần này, Cơ Khinh Xa loại này cực kỳ nhạy cảm giác quan thứ 6, lại tựa hồ như mất đi hiệu lực. Hắn cơ hồ là cùng Cơ Khinh Xa đồng thời phát giác được nguy hiểm, đây chỉ là võ thuật cao thủ bản năng. Xảy ra chuyện gì rồi? Phạm Nhạc hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, Cơ Khinh Xa sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, người tới không đơn giản, có thể che đậy khí tức của mình. Phạm Nhạc vẻ mặt biến đổi, cũng là thuật sư, Phạm Nhạc biết Cơ Khinh Xa tại phương diện này năng lực, một cái tiểu cô nương, năm đó thụ mệnh tại nguy nan, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, Cơ Khinh Xa sở học thuật pháp truyền thừa, có trợ lực lớn lao. Hẳn là, mà lại tạo nghệ không thấp. Phạm Nhạc nghĩ nghĩ, hỏi Tiêu Phàm, Cơ Khinh Xa lắc đầu, ngữ khí rất khẳng định nói, không phải Tiêu Phàm, vị này tiêu một ít, khí độ phi phàm, quang minh chính đại, sẽ không làm dạng này lén lén lút lút sự tình. Cũng không cần phải vậy. Điểm này, Phạm Nhạc ngược lại là rất tán đồng Cơ Khinh Xa phân tích. Tiêu Phàm loại kia mênh mông rộng lượng, tuyệt đối không phải giả vờ ra, trời sinh như thế. Cơ Khinh Xa chậm rãi trở lại bao xương ngồi xuống, một tay chi di, rơi vào trong trầm tư. Tại cái này nuôi chó trận, bỗng nhiên xuất hiện như thế một vị thân thủ cao minh thuật sự âm thầm thăm dò, vấn đề tuyệt đối không đơn giản. Nhớ tới đi Niên Niên ngọn nguồn, Văn Nhị Thái gia bỗng nhiên vào kinh, cho tới nay cùng bằng hữu trên giang hồ không hề có quen biết gì, Cơ Khinh Xa trong lòng càng thêm không thoải mái. Ẩn ẩn cảm thấy, có mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu chi thế. Một trận êm tai tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, Cơ Khinh Xa cầm điện thoại di động lên, lập tức ngồi thẳng thân thể. Đoàn Vương gia, Cơ Khinh Xa mỉm cười cùng điện thoại người bên kia lên tiếng chào. Phạm Nhạc sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, Đoàn Thất Tinh cái này liền thanh điện thoại đánh tới rồi. Động tác rất nhanh, Cơ Tổng, không có ý tứ, Đoàn Khổng Tước cái kia đổ hỗn trướng, để ngươi tâm. Ở trong điện thoại, Đoàn Thất Tinh rất khách khí, nhưng trong lời nói lo nghĩ chi ý, lại cũng khó có thể che giấu. Cái này cũng khó trách, Đoàn Khổng Tước cố nhiên bất tranh khí, làm sao Đoàn Thất Tinh liền con trai như vậy, không quan tâm không có khả năng. Huống chi ở xa kinh yến chi địa, Đoàn Thất Tinh rất có điểm ngoài tầm tay với bất đắc dĩ. Cơ Khinh Xa nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói, Đoàn Vương gia, không cần quá lo lắng. Người trẻ tuổi lòng dạ cao một chút, cũng rất bình thường. Ngữ điệu ưu nhã, chỉ là không khỏi có chút đem chính mình đạo giả rồi. Microphone bên kia, Đoàn Thất Tinh nhẹ nhàng thở phào một cái. Chương 149, mua nhà. Kim tiền nhiều ít, có khi cũng không dùng tuyệt đối giá trị để cân nhắc. Tỷ như 700 vạn, tại bình thường thị dân mà nói, là cái thiên văn sổ tự. Nhưng ở Hãn Hải hào môn giao dịch bất động sản tiểu thư trong mắt, cũng bất quá chỉ là một trong đó cùng phòng giá cả. Hãn Hải hào môn là thủ đô phồn hoa khu vực mới khai phá một cái tòa nhà. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, thủ đô bốn điểm trong vòng, sớm đã tấc đất tấc vàng, cao lầu san sát. Phồn hoa khu vực, không rảnh đưa mặt đất, bất kỳ cái gì mới xây tòa nhà, đều xây dựng ở phá dỡ tiền đề phía trên. Có thể làm cho chính búa bộ môn phối hợp hủy nhà địa sản thương, đều là liên quan, giao dịch bất động sản tiểu thư cũng rất. Tiêu Phàm cùng Azelena mở ra đừng khắc xe tới, quần áo cách ăn mặc lại rất phổ thông, giao dịch bất động sản tiểu thư nhiệt tình liền có vẻ hơi không nhiều đủ. Đương nhiên, vẻ mặt lạnh lùng là chắc chắn sẽ không cho, hướng chỗ có khách bảo trì mỉm cười, đây là ngành nghề yêu cầu cơ bản. Bất quá đến cùng là chuyên nghiệp hóa mỉm cười, hay là xuất phát từ nội tâm mỉm cười, khác nhau còn là rất lớn, một chút liền có thể nhìn ra được. Trắng lo lắng áo, quần jean, giày thể thao, Tiêu Phàm cùng Azelena đều là đồng dạng trang phục, tình lữ trang. Đương nhiên, Tiêu Phàm lo lắng áo bên trên không có viết gặt lúa, Azelena cũng chưa từng tại lo lắng áo bên trên viết đoan ngọ. Cứ việc Tiêu một thiếu bắt đầu lịch hồng trần kiếp, hạ quyết tâm muốn thử qua phổ thông người trẻ tuổi sinh hoạt, kinh lịch đại đa số thế tục người trẻ tuổi đều cần trải qua hết thảy, lại cũng không đến nỗi quá mức không hợp thói thường khác loại. Đổi trang phục Azelena lộ ra đặc biệt thanh thuần, mê người. Loại này trong mắt màu lam, hốc mắt hơi lâm vào Đông Âu người da trắng nữ lang, có trời sinh vận vị, tùy tiện nhìn ngươi một chút, cũng làm người ta cảm thấy làn thu thủy ám đưa, phong tình chậm rãi.
Vô luận Azelena trang phục cỡ nào đại chúng hóa, đều không thể che giấu thiên sinh lệ chất của nàng, mê người phong vận. Hãn Hải Hào Môn nhà đầu tư tính được là thủ đô vô cùng có thực lực đại địa sản thương, Hãn Hải Hào Môn bản thân định vị, cũng là cấp cao tòa nhà. Tại thủ đô xa hoa khu vực làm dạng này một cái cư xá, chi phí chi lớn, là phổ thông thị dân căn bản liền khó có thể tưởng tượng đạt được. Không định vị thành cấp cao tòa nhà, nhà đầu tư sẽ ngay cả đều thua thiệt rơi. Cho nên Hãn Hải Hào Môn giao dịch bất động sản bộ nhân viên công tác, đều trải qua tinh chọn mảnh lấy, mỗi một cái đều là soái ca mỹ nhân. Dù là như thế, Azelena Mỹ Lệ vẫn như cũ để tất cả giao dịch bất động sản tiểu thư không tự kìm hãm được sinh ra đố kỵ chi ý, kia mỉm cười cũng càng thêm chuyên nghiệp hóa. Tiêu Một Thiếu không thèm để ý cái này. Túi gia nhập thế, không có nghĩa là Tiêu Phàm trong thời gian ngắn, tâm tính cũng có thể vào đời. Azelena càng không thèm để ý. Nhìn qua, chỉ cần có thể cùng Tiêu Phàm ở chung một chỗ, nàng chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Giao dịch bất động sản tiểu thư ước ao ghen tị, vừa vặn thành phụ trợ hoa hồng thượng giai lá xanh. Giao dịch bất động sản tiểu thư ước ao ghen tị chính là Azelena, nhưng nam nhân không giống, bọn hắn ước ao ghen tị chính là Tiêu Phàm. Bao quát Hãn Hải Hào Môn Mẫn Phó Tổng. Mẫn Phó Tổng là đến kiểm tra công việc, giao dịch bất động sản bộ cơ hồ chỗ có nhân viên công tác tất cả đều đứng dậy, đối Mẫn Phó Tổng biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Giao dịch bất động sản bộ người phụ trách liên tục không ngừng vây lại, thỉnh an vấn an thanh âm, không dứt bên tai. Hiện đại hóa xí nghiệp không khí cũng càng ngày càng quan trường hóa. Không có cách, ai kêu sinh tồn áp lực càng lúc càng lớn đâu. Mẫn Phó Tổng lại lập tức liền bị Azelena hấp dẫn lấy, tùy tiện cùng giao dịch bất động sản bộ mấy vị người phụ trách lên tiếng chào, liền là hướng Tiêu Phàm cùng Azelena sải bước đi đi, thiếu dung chân thành. Hai vị, coi trọng chúng ta Hãn Hải phòng ở. Thật sự là tốt ánh mắt, dưới mắt, thủ đô phồn hoa nhất khu vực, duy chỉ có chúng ta Hãn Hải Hào Môn là sơn thủy tòa nhà. Phong cảnh tươi đẹp, vị trí địa lý được trời ưu ái. Mẫn Phó Tổng cười ha hả nói, nhìn như 10 điểm tùy ý tiếp nhận giao dịch bất động sản tiểu thư làm việc. Vị này Mẫn Phó Tổng, ước chừng 30 tuổi, âu phục dày da, tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp, là rất điển hình bạch lĩnh tinh anh. Gặp một lần Mẫn Phó Tổng tự mình tới tiếp nhận, giao dịch bất động sản tiểu thư lập tức rất tự giác giao ra quyền chủ động, hai tay khoanh chồng tại bụng dưới trước, nụ cười trên mặt lập tức trở nên cực kỳ sán lạn. Không thấy được Mẫn Phó Tổng một đôi mắt, chỉ ở gái Tây trên thân đảo quanh A. Tại Hãn Hải Hào Môn, Mẫn Phó Tổng là nổi tiếng nhất kim cương vương lão năm, anh tuấn soái khí, xuất thân giàu có, rất được đại lão bản thưởng thức, tiền đồ vô lượng, mạnh mẽ kim quy tế lôi cuốn nhân tuyển. Hãn Hải mỗi vị chưa lập gia đình mỹ nhân, nhìn thấy Mẫn Phó Tổng liền không có không hai mắt sáng lên. Bất quá bây giờ Mẫn Phó Tổng nhìn Azelena ánh mắt, cùng giao dịch bất động sản tiểu thư nhìn ánh mắt của hắn không có gì khác nhau. Loại kia ý nghĩ kỳ quái thần thái, là người liền có thể nhìn ra được. Tiêu Phàm cùng Azelena rất lễ phép mà gật đầu ra hiệu. Giao dịch bất động sản tiểu thư liền tăng cường giới thiệu, Tiêu tiên sinh, Azelena tiểu thư, vị này là chúng ta tổng công ty Mẫn Phó Tổng. Người tốt, Mẫn Phó Tổng. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, vẫn chưa hướng Mẫn Phó Tổng đưa tay. Hai vị, Mẫn Phó Tổng tự mình cho khách nhân làm giới thiệu, đây chính là rất cơ hội khó được a. Mẫn Phó Tổng là có quyền tại lớn nhất ưu đãi biên độ phía trên lại ưu đãi. Giao dịch bất động sản tiểu thư kịp thời tăng thêm một câu, lại hướng Mẫn Phó Tổng hiện ra càng thêm sán lạn như hoa lúm đồng tiền. Mẫn Phó Tổng vừa cười vừa nói, Tiêu tiên sinh, là mua tân phòng A. Thần thái liền có chút thận trọng, bình thường mà nói, đụng phải dạng này có quyền tại lớn nhất ưu đãi biên độ bên trên tại ưu đãi nhân vật thực quyền, khách nhân đều sẽ trở nên 10 điểm khách khí. Một câu liền tiết kiệm xuống mấy chục nghìn khối. Khách khí như vậy một điểm thì thế nào? Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tạm thời còn không có muốn kết hôn dự định, mua trước cái phòng ở cho bằng hữu của ta an gia. Azelena, ngươi thích gì dạng hộ hình? Azelena mỉm cười nói, chỉ cần ngươi thích liền tốt, ngươi thích ta đều thích. Tiêu chuẩn tiếng phổ thông tăng thêm một chút xíu dị quốc giọng điệu, nghe lại kiều lại nhu, tê tê, thẳng vào tim gan. Mẫn Phó Tổng liền thoảng qua phiền muộn một chút, làm sao nghe ý tứ này? Không giống như là chuẩn bị mua tân phòng kết hôn vợ chồng trẻ đâu, trái ngược với người giàu có tại tiểu. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm, cái này nam tử trẻ tuổi là tai to mặt lớn. Tiêu tiên sinh ở nơi nào phát tài a? Mẫn Phó Tổng thăm dò họ hỏi một câu. Tiêu Phàm cười cười, đối Mẫn Phó Tổng vấn đề này chưa làm đáp lại, lôi kéo Azelena tay, chỉ điểm lấy to lớn mô hình, nói Azelena, nếu không, mua mép nước phòng ở a. Azelena cười gật đầu, nói tốt,
cái này nhân tạo hồ nhìn qua rất lớn. Mẫn phó tổng cuối cùng tìm tới điểm vào, lập tức nói, Azelena tiểu thư, đây là hồ, không phải hồ nhân tạo. Thiên nhiên hình thành hồ nước, là chúng ta Hãn Hải hào môn đặc hữu phong cảnh, khác tòa nhà rất khó tìm đến. Thành phố thủ đô bên trong, có thật nhiều hồ nước nhỏ, được xưng là hồ. Có không ít trực tiếp chính là lấy biển mệnh danh. Cái này tòa nhà sở dĩ xưng là Hãn Hải hào môn, nó ý chính là ở đây. Mẫn phó tổng chỉ là nghe giao dịch bất động sản tiểu thư xưng hô Azelena một lần, liền có thể rất rõ ràng ghi nhớ Azelena danh tự, có thể thấy được chẳng những trí nhớ vô cùng tốt, đối Azelena cũng là đặc biệt để bụng. Azelena mỉm cười, rất lễ phép mà đối mẫn phó tổng nói, phó tổng tiên sinh, giới thiệu công việc vẫn là giao cho nhân viên chuyên nghiệp tới làm đi. Người một cái phó tổng, liền nên đi làm tốt người bản chức làm việc, chạy nơi này đến cùng người ta giao dịch bất động sản tiểu thư đoạt cái gì bát cơm. Kỳ thật Azelena cũng không ngại là ai cho nàng giới thiệu tòa nhà, nàng là đến mua phòng ốc, không phải đến tướng thân. Tiêu Phàm hôm qua thắng 13 triệu, cho Tiêu Thiên Giang Vũ Thành Tiểu Quế Tử 6 triệu, sáng sớm hôm nay liền mang nàng đến mua phòng, Azelena rất là vui vẻ. Nói đến, Azelena cùng Tiêu Phàm ở giữa tình hình phi thường đặc biệt, cho tới nay, hai người thân mật nhất tiếp xúc chính là cùng giường chung gối. Hay là tại Azelena không hề hay biết tình huống dưới phát sinh, Azelena trước mắt vẫn còn tấm thân xử nữ. Azelena rất rõ ràng, Tiêu Phàm đang dùng nàng làm che giấu, về phần rốt cuộc muốn che giấu cái gì, Tiêu Phàm nghĩ muốn đạt tới một cái dạng gì mục đích, Azelena cũng không rõ ràng. Nàng dù thông minh cũng không thể nghĩ ra được, Tiêu Phàm là muốn mượn này đến ngồi vững mình hoàn khố thân phận. Tứ cửu thành bên trong, coi như nhất hồ nháo hoàn khố, đều tại rất cố gắng đem mình trang phục thành một cái người đứng đắn. Nhất là ở thế gia trưởng bối trước mặt, càng là nhất định phải trang. Duy chỉ có Tiêu Phàm là hy vọng tất cả mọi người đem hắn cho rằng một cái nhất hoàn khố công tử ca. Ẩn núp trong bóng tối tên đại địch kia, cho tới nay còn không tìm được dấu vết để lại. Nhưng chỉ cần cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ, Azelena liền rất vui vẻ, cũng có một loại phi thường an tâm cảm giác an toàn. Loại an toàn này cảm giác, đối với Azelena mà nói, mới là cực kỳ trọng yếu. Nhiều năm như vậy, Azelena thời thời khắc khắc đều sinh hoạt tại trong sự sợ hãi, thiếu thốn nhất chính là cảm giác an toàn. Cái này họ Mẫn gia hỏa không có một điểm ánh mắt, chạy tới dây dưa không rõ, Azelena sợ Tiêu Phàm sinh khí. Trên danh nghĩa, Azelena là Tiêu Phàm bạn gái, kỳ thật bọn hắn ở chung một chỗ thời gian phi thường có hạn. Azelena mình, cũng không hy vọng có như thế một cái tên đáng ghét hoành chen vào, phá hư cái này khó được vui vẻ thời gian. Giao dịch bất động sản tiểu thư vội vàng nghiêng đầu đi. Sợ bị mẫn phó tổng nhìn thấy mình trong mắt trêu tức ý cười. Nói đến, giao dịch bất động sản tiểu thư cũng là mẫn phó tổng đông đảo người ngưỡng mộ ở giữa một vị, nhưng nhìn thấy mẫn phó tổng kinh ngạc, lại không nhịn được cười. Nguyên lai dỗ dành, bản thân cảm giác không phải bình thường tốt đẹp mẫn phó tổng cũng có xám xịt thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, giao dịch bất động sản tiểu thư cảm thấy mẫn phó tổng hình tượng, cũng không giống lấy trước như vậy cao lớn. Muốn leo lên thần đàn vô cùng khó khăn. Từ trên thần đàn rơi xuống lại rất dễ dàng, có đôi khi thậm chí chỉ là bởi vì một kiện không phải thường phi thường không có ý nghĩa việc nhỏ, dỗ dành đại nhân vật liền có khả năng luân làm trò hề. Mẫn phó tổng mặt bên trên lập tức hiện lên màu gan heo, âm thầm cắn răng. Cái này ngoại quốc gái Tây chính là không hiểu chuyện, người khó nói không rõ, chỉ cần hướng ta mẫn phó tổng nhiều cười mấy lần, liền tiết kiệm xuống mấy vạn khối A. Chưa hẳn các ngươi thật đúng là cái gì người giàu có không thành. Nhìn các ngươi như thế, cũng không giống. Mẫn phó tổng trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, đang nghĩ ngợi làm sao cho mình đem mặt mũi này cho kiếm về đến. Nguyên bản vây bên người hắn giao dịch bất động sản bộ người phụ trách, bỗng nhiên nhao nhao quay đầu nhìn về phía cổng, trong mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ nhìn thấy một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mẫn phó tổng vội vàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng là biến đổi. Chương 150, khách quý. Chủ tịch, sau một khắc, mẫn phó tổng không lo được lại dây dưa Tiêu Phàm cùng Azelena, thân thể có chút khom người, đi chậm chậm liền đi qua, miệng bên trong liên thanh chào hỏi, trên mặt không tự chủ được lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Giao dịch bất động sản bộ người phụ trách cũng theo thật sát mẫn phó tổng phía sau, kinh sợ. Vào cửa là một vị chừng 50 tuổi nam tử trung niên, ưỡn ngực lồi bụng, mặt vuông tai lớn, mặt mũi tràn đầy phúc tướng, tóc mặc dù không nhiều, lại mỗi một cây đều trải qua tỉ mỉ quản lý, sáng đến có thể soi gương. Tiếp qua chút năm, đoán chừng tóc của hắn mỗi một cây đều sẽ có một cái đặc biệt phong cách danh tự. Loại người này xem xét chính là đại lão bản. Đương nhiên, làn da đen chút,
đặt trước kia, chính là điển hình nông dân xí nghiệp da màu da. Bất quá bây giờ, đã không có cái gọi là nông dân xí nghiệp da xưng hô, bị phân loại thành dân doanh xí nghiệp da. Dễ Nhận Đỏ vốn chính là đại lão bản, Nhận Đỏ bất động sản khai phát công ty chủ tịch, cứ việc cái này tứ cửu thành bên trong, làm bất động sản lão bản nhiều như lông châu, nhưng có thể hỗn đến Dễ Nhận Đỏ hôm nay tình trạng, cũng không thấy nhiều. Tại thủ đô bất động sản giới, Dễ Nhận Đỏ Dễ Tổng cũng là nổi tiếng biển chữ vàng. Hãn Hải Hào Môn chỉ là Nhận Đỏ địa sản danh hạ một cái cư xá, hòa nói bên trong đừng bảo là chủ tịch Dễ Nhận Đỏ, liền xem như Mẫn Phó Tổng cái này cấp một nhân vật đều rất ít xuất hiện qua. Toàn bộ giao dịch bất động sản bộ, cũng liền hai người phụ trách mặt đối mặt gặp qua Dễ Nhận Đỏ. Nhưng giao dịch bất động sản bộ mỗi người đều biết vị đại lão này tấm. Dễ Nhận Đỏ cùng người lãnh đạo quốc gia chụp ảnh chung, bị treo tại giao dịch bất động sản bộ chỗ dễ thấy nhất, dùng cái này hướng mua phòng người chứng minh Nhận Đỏ địa sản mềm thực lực. Dễ Nhận Đỏ cái kia chiêu bài thức nửa hói đầu cùng to lớn bụng nạm, đặc biệt tốt nhớ. Cùng loại dạng này chụp ảnh chung, còn không chỉ một tấm, chỉ ít cũng có 7 cái trở lên, Dễ Nhận Đỏ cùng 7 vị khác biệt người lãnh đạo quốc gia hợp qua ảnh. Xác thực có thể từ khía cạnh nghiệm chứng Dễ Nhận Đỏ tại cao tầng giao thiệp quan hệ. Nghe nói Dễ Nhận Đỏ vốn chính là lão Hồng Quân hậu đại, tổ phụ của hắn cùng rất nhiều thế hệ trước người có công lớn đều có gặp nhau. Nhưng lời đồn đại này chân thực họ đến cùng như thế nào, còn chờ nghiệm chứng. Giao dịch bất động sản bộ người đều dọa sợ, không biết hôm nay chuyện gì xảy ra, làm sao đại lão bản không rên một tiếng liền giết tới. Đối mặt với chen chúc mà tới công ty thuộc hạ, Dễ Nhận Đỏ có vẻ như liền nhận ra Mẫn Phó Tổng. Nhưng đối Mẫn Phó Tổng chủ động đưa qua đến hai tay làm như không thấy, mở miệng liền hạ đạt chỉ thị, nhanh, tiểu Mẫn, lập tức đem thảm trải, chuẩn bị hoan nghênh quý khách, nhanh lên, nhanh. Nói, Dễ đại lão bản duỗi ra múc míp đen xì đại thủ, vuốt một cái mồ hôi. Đoàn người lúc này mới chú ý tới, đại lão bản khắp cả mặt mũi đại hãn. Mới vừa tiến vào tháng đầu xuân mùa, thời tiết quá không tính nóng, đại lão bản xuyên được cũng không nhiều, làm sao liền đầu đầy mồ hôi rồi. Mẫn Phó Tổng sửng sốt một chút, một cách tự nhiên hỏi, chủ tịch, có khách quý muốn tới. Dễ Nhận Đỏ trong mắt chừng một cái, cả giận nói nhảm. Nhanh, trì hoãn cái gì, quý khách lập tức liền muốn đến. Mẫn Phó Tổng giật nảy mình, hòa nói bên trong, dễ hiểu kỳ thật 10 điểm bình dị gần gũi, rất ít bày đại lão bản giá đỡ, đối với công nhân viên đều rất hòa khí. Hôm nay mới mở miệng liền nổi giận, xem chừng muốn tới vị này khách quý, thực tế không thể coi thường, làm không tốt lại là một vị người lãnh đạo quốc gia. Vừa nghĩ đến đây, Mẫn Phó Tổng khắp cả mặt mũi mồ hôi lạnh cũng chảy xuống đến, không kịp sát, liên tục không ngừng quay đầu phân phó giao dịch bất động sản bộ nhân viên công tác, lập tức chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Đại lão bản tự mình giá lâm, giao dịch bất động sản bộ lập tức toàn dân tổng động viên, bận bịu hồ mở. Mấy người luống cuống tay chân chuyển ra thảm đỏ. Tại giao dịch bất động sản bộ môn miệng trải rộng ra, những người khác thì tập hợp, tại giao dịch bất động sản bộ môn miệng lập hai nhóm cánh quân. Hoa tươi là không kịp chuẩn bị, bất quá một cái giao dịch bất động sản tiểu thư cơ linh, đem trong bình hoa cắm hoa tươi làm ra, không biết từ cái kia tìm tới một chương xanh xanh đỏ đỏ giấy đóng gói cùng một đầu băng gấm, tay chân lanh lẹ trói lại, thế mà cũng ra dáng. Dễ Nhận Đỏ xem xét, rất cảm giác hài lòng, hướng nàng vươn đen thô ngón tay cái. Tên kia giao dịch bất động sản tiểu thư kích động đến cơ hồ muốn ngất đi. Cái này nhưng là chân chính đại lão bản A, thân gia mấy tỷ, không thể giả được. Đúng, cái kia ai, tiểu Mẫn, người đi thanh xe của ta lái đi, động tác trơn chu điểm. Nói, Dễ Nhận Đỏ liền đưa trong tay xe Mercedes chìa khóa giao cho Mẫn Phó Tổng. Mọi người lúc này mới phát hiện, Dễ Nhận Đỏ bộ kia khổng lồ xa hoa đại bôn trì liền dừng ở cách đó không xa, cửa xe mở rộng. Hợp lấy đại lão bản là tự mình lái xe tới, ngay cả lái xe cùng thư ký cũng không kịp mang. Thật không biết phát sinh loại nào chuyện khẩn yếu, để Dễ Nhận Đỏ dạng này luống cuống tay chân. Có lẽ sắp đến đây thị sát Hãn Hải Hào Môn vị kia quốc gia lãnh đạo, là lâm thời khởi ý, đến mức Dễ đại lão bản trở tay không kịp. Mẫn Phó Tổng cái kia phiền muộn a, nguyên cho là mình tại đại lão bản trong suy nghĩ là cái không thể thiếu nhân vật trọng yếu, không ngờ tại Dễ đồng miệng bên trong. Đường đường Mẫn Phó Tổng biến thành cái kia ai. Chỉ là trong lúc này, Mẫn Phó Tổng tự nhiên không dám cùng đại lão bản so đo. Không gặp đại lão bản cũng khẩn trương phải không được sao. Đoàn người loay hoay hôn thiên hắc địa, cuối cùng tại giao dịch bất động sản bộ môn miệng dọn xong hoan nghênh trận thế, lại đem Thiêu Phàm cùng Azelena hoàn toàn phiết ở một bên, không người để ý tới. Hãn Hải Hào Môn phòng ở xinh đẹp cực kỳ,
tuyệt đối hoàng đế nữ nhi không lo gả, Tiêu Phàm cùng Azelena có mua hay không phòng ở căn bản liền không quan trọng, giao dịch bất động sản bộ cũng không sợ đắc tội bọn hắn. Không mua dẹp đi, muốn mua người còn nhiều, rất nhiều. Tiêu Phàm cùng Azelena bốn mắt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, Azelena vội vàng nói, đừng nóng giận, được không? Nói, kéo tay của hắn, nhẹ nhàng lay động mấy lần, thân thể cũng nhẹ nhàng đung đưa, tùy theo chập chờn, cầu khẩn tiểu bộ dáng đặc biệt làm người trìu mến. Tiêu Phàm đưa tay sờ sờ nàng thẳng mũi, cười thấp giọng nói, không tức giận. Azelena liền ngượng ngùng cúi đầu. Giờ khắc này, Azelena tình cảm là tự nhiên chân thực, không có nửa điểm chuyên nghiệp hóa vết tích. Rất nhanh, một đài đồng dạng uy nghiêm khí quyển đen nhánh đại bôn, chậm rãi dừng sát ở giao dịch bất động sản bộ môn miệng. Dễ nhận đỏ lập tức di chuyển mập mạp hai chân, hối hả nghênh đón tiếp lấy, đưa tay kéo cửa xe ra. Một đầu cặp đùi đẹp đầu tiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, lập tức, là nhất định tinh xảo đen sĩ che nắng mũ. Cơ Khinh Xa vẫn như cũ áo đen váy đen, ngón tay dài nhọn cầm một cái tinh xảo LV tay nhỏ bao, kiểu diễm vô song. Đoàn người lập tức tròng mắt rơi xuống một chỗ, nguyên lai tưởng rằng đến chính là quốc gia đại lãnh đạo, không ngờ lại là một vị như thế tinh xảo xinh đẹp diễm mỹ nữ tử. Đây chính là Dễ Đồng như vậy quan trọng khách quý. Dễ Nhận Đỏ thật sâu xoay người, cười rạng rỡ, nói, hoan nghênh Cơ Tổng, nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, Cơ Khinh Xa mỉm cười, nói, Dễ Đồng, đều là lão bằng hữu, làm gì lao sư động chúng như vậy. Cơ Tổng đại giá quang lâm, hẳn là, vô luận lúc nào, Cơ Tổng mãi mãi cũng là ta Dễ Nhận Đỏ khách quý, khách nhân tôn quý nhất. Dễ Nhận Đỏ lại luôn miệng nói, ngữ khí thần thái đều cực kỳ thành khẩn. Nhìn ra được, Dễ Nhận Đỏ đối Cơ Khinh Xa không phải bình thường trên ý nghĩa khách khí, mà là tuyệt đối tôn trọng, thậm chí là kính sợ có phép. Đối đây, Cơ Khinh Xa hiển nhiên rất hài lòng. Dễ Nhận Đỏ là cái không quên gốc người. Mấy năm trước, Dễ Nhận Đỏ trên phương diện làm ăn lâm vào khốn cảnh, là Cơ Khinh Xa giúp hắn vượt qua nan quan. Từ đó về sau, Dễ Nhận Đỏ đối Cơ Khinh Xa đều là tất cung tất kính, như cùng hắn miệng bên trong nói như vậy, mãi mãi cũng là khách nhân tôn quý nhất. Đương nhiên, Dễ Nhận Đỏ mấy năm này sinh ý càng làm càng lớn, cũng cùng Cơ Khinh Xa chỉ điểm có quan hệ. Tại Dễ Nhận Đỏ trong suy nghĩ, Cơ Khinh Xa không là sinh ý trên trận bằng hữu, mà là đại sư. Cơ Khinh Xa cho hắn mỗi một lần chỉ điểm, cũng có thể làm cho Dễ Nhận Đỏ được ích lợi không nhỏ, trên phương diện làm ăn không còn xuất hiện chấn động lớn ngăn trở, xuôi gió xuôi nước. Dễ Nhận Đỏ quả thực đối Cơ Khinh Xa tôn thờ. Vừa rồi Cơ Khinh Xa bỗng nhiên gọi điện thoại, nói muốn đi hắn Hãn Hải Hào Môn nhìn xem. Dễ Nhận Đỏ lập tức luống cuống tay chân, không nói hai lời, mình mở xe liền chạy tới. Cuối cùng tương đối kịp thời, đuổi tại Cơ Tổng phía trước. Không phải coi như quá thất lễ, Phạm Nhạc không rên một tiếng, đi theo Cơ Khinh Xa sau lưng. Ngược lại là cùng Tiêu Phàm bên người Tân Lâm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá dưới mắt, Tân Lâm tựa hồ không cùng lấy Tiêu Phàm. Cơ Tổng, mời, mời. Dễ Nhận Đỏ thình thình mời. Cơ Khinh Xa nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng về phía trước, vừa cười vừa nói, Dễ Đồng, kỳ thật ta hôm nay đến, cũng là tới gặp bằng hữu. Thấy bằng hữu, Dễ Nhận Đỏ sững sờ ngơ ngác một chút, chẳng lẽ Cơ Khinh Xa bằng hữu, là Hãn Hải Hào Môn chủ xí nghiệp? Tuyệt đối không thể nào là Hãn Hải Hào Môn nhân viên công tác. Cần biết có thể xứng đáng Cơ Khinh Xa bằng hữu xưng hô thế này, vậy liền tuyệt đối không đơn giản. Mẫn Phó Tổng cả gan hỏi, Cơ Tổng, bằng hữu của ngài ở tại số mấy biệt thự? Từ khi Cơ Khinh Xa vừa xuất hiện, Mẫn Phó Tổng ánh mắt liền chăm chú dính ở trên người nàng, rốt cuộc chưa từng di động mảy may. Mẫn Phó Tổng nằm mơ đều không nghĩ tới, trên thế giới còn có Cơ Khinh Xa xinh đẹp như vậy yêu dã nữ tử, ánh mắt kia nhẹ nhàng thoáng nhìn, lập tức có thể đem hồn phách của nam nhân đều câu đi. Hại nước hại dân, cái từ ngữ này, tại Mẫn Phó Tổng lần đầu tiên trông thấy Cơ Khinh Xa thời điểm, lập tức liền từ trong đầu của hắn bật đi ra. Tuyệt đối hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Trừ cái đó ra, Mẫn Phó Tổng lại cũng không nghĩ ra bất luận cái gì từ ngữ để hình dung Cơ Khinh Xa cho hắn tạo thành rung động. Cơ Khinh Xa liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói, hắn đã đến, bất quá lại bị các ngươi gạt sang một bên. À, lần này, ngay cả Dễ Nhận Đỏ đều thất kinh. Cơ Tổng, cái này, đến cùng là vị nào? Cơ Khinh Xa nhẹ nhàng cười một tiếng, không còn phản ứng Dễ Nhận Đỏ, dưới chân thoảng qua thêm nhanh hơn một chút bước chân, hướng về đang xem hộ hình Tiêu Phàm đi tới. Nhẹ nói Tiêu một ít, thật có nhã hứng. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, đành phải đứng thẳng người, lạnh nhạt nói Cơ Tổng. Thần sắc hơi có không vui,
Tiêu một ít, không có ý tứ, quấy rầy. Cơ Khinh Sa đi tới Tiêu Phàm trước mặt, mang theo áy náy nói. Cơ tổng, ta hôm nay chỉ là muốn cho bằng hữu của ta mua phòng nhỏ. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, tránh xa người ngàn dặm ý tứ hết sức rõ ràng. Tốt, vậy ta bồi Tiêu một thiếu nhìn phòng ở, thuận tiện đề điểm tham khảo ý kiến. Cơ Khinh Sa không chút nào coi là ngang ngược, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, 10 điểm mềm mại uyển chuyển. Dễ nhận đỏ mẫn phó tổng bọn người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Một sợi thật sâu vẻ sợ hãi, từ mẫn phó tổng trong mắt nổi lên. Xem ra, ngày hôm nay mình đôi mắt này, mạnh mẽ xảy ra vấn đề rất lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.